Trương Nhất Trâm. Chương 521, ngôi sao tương lai 1. Lương Thành Long nói, thật ra thì không có gì, một người làm ăn như tôi thì có thể có xung đột lợi ích gì với hắn chứ, nhưng mà cậu và hắn thì cùng chung thể chế, mọi việc cần phải cảnh giác một chút. Trương Dương nói, tôi làm ủy ban thể dục của tôi, hắn làm công an của hắn, không ai đụng ai. Hai người đều nở nụ cười. Nói chuyện một hồi thì chợt phát hiện ra đã là 5 giờ rưỡi rồi, tài xế của Trương Đức Phóng Vương Khả lái xe cảnh sát đến đón Trương Dương, Lương Thành Long không có lái xe, cho nên cùng lên xe cảnh sát với Trương Dương. Trước khi lên xe, quản lý nhà khách ủy ban thể dục Từ Hoành Yến đuổi đến gã nghe nói chủ nhiệm ủy ban thể dục mới tới sẽ ở tại nhà khách này. Chỉ là chưa có cơ hội gặp mặt với Trương Dương, làm mấy cái nghề này thì đều rất có ánh mắt, thấy Trương Dương đi xuống lầu, gã cũng không mới thời cơ bước lại đến gần. Chủ nhiệm Trương, xin chào, tôi là quản lý ở đây, Từ Hoàng Yến. Trương Dương cười cười nói, xin chào quản lý Từ. Hắn vươn tay ra bắt lấy tay của Từ Hoàng Yến. Từ Hoàng Yến có cảm giác vừa mừng vừa sợ bắt lấy tay của Trương Dương, vẻ mặt đầy tươi cười nói, buổi tối tôi đã chuẩn bị một bàn cơm, đón gió tẩy trần cho chủ nhiệm Trương. Gã có quan hệ nhận thầu với nhà khách ủy ban thể dục, lúc trước dưới sự chiếu cố của chủ nhiệm ủy ban thể dục cũ là Chu Đại Niên, phí dụng nộp lên trên rất là thấp, bây giờ Chu Đại Niên bị bệnh, Từ Hoàng Yến mất đi chỗ dựa vững chắc trong ủy ban thể dục, nhà khách này trong mắt nhiều người chính là một miếng thịt béo, mà đợt nhận thầu của gã cuối năm nay là đến kỳ rồi, vị chủ nhiệm ủy ban thể dục mới đến Trương Dương này đã cho gã một cơ hội sống lại. Trương Dương lắc đầu nói, cảm ơn ý tốt của quản lý Từ. Tôi đã hẹn trước với vài người bạn rồi, hôm khác đi. Trương Dương cũng không từ chối, đi đến một chỗ mới, nhất định phải biết tìm chỗ lợi dụng để đột phá, đừng xem thường một nhân vật nhỏ như Từ Hoàng Yến, lợi dụng bọn họ cũng có thể tìm hiểu được tình huống thực tế của ủy ban thể dục. Từ Hoàng Yến cười gật đầu, nhìn Trương Dương ngồi lên xe cảnh sát rời đi, còn đứng ngoài cửa phất tay chào tạm biệt nữa, gã nhận ra bảng số xe cảnh sát mà Trương Dương vừa mới leo lên, là xe của Cục trưởng Cục Cảnh sát Trương Đức Phóng. Trong lòng Từ Hoàng Yến lặng lẽ tính toán, vị chủ nhiệm Trương mới tới này thật sự là có mặt mũi, mới đến ngày đầu tiên, mà Bộ trưởng Bộ Tổ chức tự mình đưa hắn đến đây, bây giờ Cục trưởng Cục Công an mời hắn đi ăn, xem ra một số tin đồn bên ngoài về hắn quả thật là sự thật rồi. Lương Thành Long ngồi trong xe, quay đầu lại nhìn một chút, chiếc ô tô đã chạy đi xa rồi, mà vẫn thấy Từ Hoàng Yến đứng bên ngoài vẫy tay với bọn họ, không nhịn được cười nói, chúc mừng cậu nha. Mới đến Nam Thích mà đã hưởng thụ cảm giác nịnh nọt rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương cười ha hả nói, chuyện thường tình của con người, dù sao tôi cũng là lãnh đạo trực tiếp của anh ta mà, hắn nói với Vương Khả Cục trưởng Trương đâu. Vương Khả không quay đầu lại, mà cười đáp Cục trưởng Trương đang ở khách sạn Hải Thiên đợi ngài đại giá đến. Lương Thành Long cười nói, Hải Thiên à, Cục trưởng Trương đối nay muốn đãi ăn cá biển rồi. Vương Khả nói, Cục trưởng Trương có dặn, kêu tôi nhất định phải tiếp đãi chủ nhiệm Trương thật tốt, nói chủ nhiệm Trương không chỉ là khách quý của ngài ấy, mà còn là ngôi sao tương lai của Nam Tích. Lương Thành Long cười nói, ngôi sao tương lai, cái danh hiệu này được. Xe ô tô đi đến khách sạn Hải Thiên, Vương Khả đưa bọn họ đến trước cổng chính, Trương Dương và Lương Thành Long xuống xe, thấy được một mỹ nhân mặc bộ trang phục màu đen có thành phần tri thức đứng ngay trước cửa. Lương Thành Long thấp giọng nói với Trương Dương, Trung Hải Yến. Quản lý sảnh của Hải Thiên, có quan hệ không bình thường với Lương Thành Long. Trương Dương nhất thời ngửi ra được một mùi vị khác thường trong lời nói của Lương Thành Long. Vì thế liền để ý vị quản lý sảnh của khách sạn Hải Thiên này, Trung Hải Yến năm nay 28 tuổi, vóc người cao gầy, dung nhan cũng xinh đẹp, đôi mi thanh tú cong cong, mũi cao và thẳng, môi tròn đỏ mọng, bên trái khóe môi còn có một nốt ruồi nho nhỏ xinh đẹp. Nốt ruồi này không chỉ không làm ảnh hưởng đến dung mạo xinh đẹp của cô ta. Ngược lại còn làm cho khuôn mặt được trang điểm cẩn thận trở nên sinh động hơn rất nhiều. Trung Hải Yến nhìn thấy Trương Dương nhất thời nở nụ cười, lông mi hơi cong lại, đôi mắt quyến rũ cũng cong thành hình trăng khuyết, chậm rãi đi đến hướng của Trương Dương. Trương Dương từ xa đã ngửi thấy được mùi nước hoa Pháp trên người cô ta, rất dễ chịu, chỉ là hơi bị nồng một chút. Trung Hải Yến cười nói, chủ nhiệm Trương, tôi nhận ra ngài, tôi là quản lý sản của khách sạn Hải Thiên này, Trung Hải Yến. Được Cục trưởng Trương ủy thác, đặc biệt ở chỗ này đợi ngài đại giá đến. Trương Dương bắt tay với Trung Hải Yến, cảm thấy tay của cô rất mềm, Trương đại quan nhân cũng có phong độ riêng, chỉ thoáng nắm chặt rồi liền buông tay ra, mỉm cười nói, xin chào Trung quản lý. Trung Hải Yến lại bắt tay với Lương Thành Long, dịu dàng nói, ông chủ Lương, tôi nên nhắc một chút,
bình thường sao anh không đến chiếu cố cho sinh ý của chúng tôi vậy, cả ngày cứ thấy đi qua bên khách sạn Thiên Lam không, có phải là đồ ăn của bọn họ dễ ăn hơn bên chúng tôi không? Lương Thành Long cười nói, gần đây làm ăn không tốt, kinh tế hơi khẩn trương, mà cơm nước của Hải Thiên các người đắt quá, tôi trả tiền không nổi. Trung Hải Yến cười hì hì nói, nghe ra, là có ý kiến với chúng tôi rồi, tốt, trở về tôi sẽ làm phiếu ưu đãi cho anh, giảm 8% tất cả các nghiệp vụ, anh đến ăn nhiều, thì có thể ký phiếu. Xem ra Trung Hải Yến cũng có thủ đoạn xã giao, cô ta dẫn Trương Dương và Lương Thành Long hai người đi lên tầng cao nhất của khách sạn Hải Thiên, Trương Đức Phóng đã chọn mái nhà để ngắm cảnh, kêu phục vụ kéo tất cả rèm cửa sổ lên, xuyên qua các cửa sổ lớn khác nhau mà có thể thưởng thức những cảnh sắc tại Nam Tích. Khách sạn Hải Thiên là một trong những khách sạn 5 sao sớm nhất tại Nam Tích, xây dựng vào năm 90, sau 3 năm đã trở thành người đứng đầu trong giới ẩm thực của Nam Tích. Chỉ là bắt đầu từ năm trước, hai khách sạn lớn là Thiên Lam, Quân Duyên quật khởi, làm cho thế mạnh của Hải Thiên bị giảm lại không ít, quan viên phú thương Nam Tích cũng có nhiều lựa chọn hơn. Trương Dương vừa đi vào trong phòng, Trương Đức Phóng liền cười ha hả đi ra đón, gã vươn hai tay ra, ôm lấy Trương Dương một cái thật nhiệt tình, Trương lão đệ. Hoan nghênh đến Nam Tích. Trương Dương cũng dừng lực ôm Trương Đức Phóng và nâng lên khỏi mặt đất, sau đó mới buông gã ta ra, người chung quanh đều nở nụ cười cả. Trương Đức Phóng cười nói, được đấy, vị chủ nhiệm ủy ban thể dục mới tới của chúng ta đúng là có đủ lực. Bây giờ tôi cũng nặng gần 85 kg rồi. Trong lòng Trương Đại Quan Nhân nói, đừng nói là 85 kg, cho dù là 185 kg, tôi vẫn có thể nâng anh lên dễ dàng. Trương Dương nói, cục trưởng Trương. Hôm nay tôi rất là đói bụng đó, một lát nữa sẽ ăn rất nhiều, lát tính tiền anh đừng có khóc nha. Chương 521, ngôi sao tương lai 2. Trương Đức Phóng cười nói, thích ăn cái gì thì cứ ăn, có bạn phương xa đến vui còn không kịp, ăn bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu, tiền lương tiền thưởng năm nay tôi lấy ra dùng hết. Nói với Trương Dương thì nghe có vẻ rầm rộ, nhưng thật ra cho dù Trương Đức Phóng có ăn bao nhiêu đi nữa cũng không tốn một đồng nào, tuy rằng chỉ là tạm giữ chức cục trưởng. Nhưng mà cục công an bây giờ là do gã nắm, đưa mắt ra nhìn khắp các khách sạn lớn tại Nam Tích, người không cho gã mặt mũi đúng là không có mấy ai cả, nếu mà cục trưởng Trương phải trả tiền, cái này còn không phải là đưa tay đánh vào mặt của người ta sao? Trương Đức Phóng bắt tay với Lương Thành Long, cười nói, Lương Tổng, những người chỉ ăn dựa vào lương như chúng tôi không thể so với cậu, ngày hôm nay tôi làm chủ, khi nào đến lượt cậu? Lương Thành Long cười nói, tôi xếp hàng, lãnh đạo đến trước. Tôi xin áp trận cuối cùng. Trương Đức Phóng dẫn Trương Dương đến giới thiệu cho vài người phía sau làm quen. Người đầu tiên là Phó Cục trưởng Cục Công an Mạnh Duẫn Thanh, còn có một vị là Đại đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Nam Tích Vương Thái Hòa. Mấy người bọn họ đều là người trong hệ thống công an, còn có một vị nữa chính là Chủ tịch của khách sạn Hải Thiên, Đoạn Kim Long. Trương Đức Phóng mời mọi người ngồi xuống, mấy người này cũng khiêm nhường một phen. Ngày hôm nay Trương Dương là nhân vật chính, hắn và Trương Đức Phóng ngồi chính giữa. Những người khác ngồi vây xung quanh bọn họ. Trương Đức Phóng nói với Trương Dương, đồ ăn tôi đã chuẩn bị trước hết rồi, cậu xem, có cần gọi thêm gì không? Trương Dương khoát tay, trong trường hợp này, với thân phận của hắn thì căn bản là không cần tự mình gọi món ăn, mỉm cười nói, tùy ý đi. Trương Đức Phóng và Lương Thành Long cũng tương đối hiểu thằng nhãi này, thấy hắn diễn xuất như vậy, trong lòng không khỏi sửng sốt, hình như không giống lắm, không ngờ rằng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Mà tiêu chuẩn biểu hiện trên mặt của Trương Dương đã đề cao không ít, xem ra ngã một lần khôn một chút quả nhiên là chí lý. Chuyện sân bay mới đã cho Trương Dương một bài học, trải qua sự kiện này, thái độ làm người cũng như cách đối nhân xử thế của hắn cũng đã kín đáo xuống không ít, chỉ là không biết là tạm thời. Hay thật sự xảy ra thay đổi. Hai cô phục vụ dáng người nóng bỏng, tướng mạo xinh đẹp đi vào, hai người đều mặc sườn xám màu hồng, váy xẻ rất cao, mỗi bước đi đường, làm cho đùi đẹp trắng tuyết thon dài như ẩn như hiện. Trong lúc nhất làm cho bầu không khí trong phòng tăng thêm vài phần kiều diễm. Trung Hải Yến đến ngay sau đó, cô ta cười nói, các vị lãnh đạo, các vị khách quý, tối nay tôi đặc biệt chuẩn bị hai ngôi sao phục vụ của khách sạn Hải Thiên cung cấp toàn bộ quá trình phục vụ cho các người, mong rằng mọi người có thể thỏa mãn. Trương Đức Phóng nói, mau rót rượu đi, chủ nhiệm Trương có tửu lượng tuyệt đối cao, tối hôm nay chúng ta nhất định phải làm cho chủ nhiệm Trương uống không say không về, Hải Yến. Cô gọi những phục vụ khác đến đây đi, uống cùng với Trương lão đệ của tôi. Trung Hải Yến cười hì hì nói, cục trưởng Trương, ngài yên tâm đi, tôi lập tức làm ngay, để cho Đoạn Tổng tiếp các người trước, tôi đã cầm tiền lương của Đoạn Tổng, thì cần phải làm tốt công tác, chờ tôi làm xong, sẽ lập tức đến đây.
hai cô phục vụ xinh đẹp mở hai chai rượu quốc yến hạng nhất ra, rót đầy ly cho từng người. Trương Đức Phóng nâng ly rượu lên, nói, ngày hôm nay tôi làm chủ, tôi sẽ không khiêm nhượng, tôi nói một câu, hoan nghênh tiểu lão đệ Trương Dương của tôi đến Nam Thích, chúc mừng bị cán bộ cấp chính sử trẻ tuổi nhất Bình Hải đến Nam Thích, xiết một ung ta cùng nâng ly mừng cho một thời khắc vĩ đại nhất lịch sử và một ngôi sao tương lai có tiền đồ chính trị vô lượng. Trương đại quan nhân nghe mà có chút sợ hãi, cười nói, cục trưởng Trương, hôm nay tôi mới đến, tôi cũng không muốn tự làm mất mặt đâu. Trương Đức Phóng cười nói, người khác không biết, tôi còn có thể không biết sao. Tôi tin tưởng chắc chắn cậu đến đây sẽ làm cho kinh tế Nam Tích phát triển, sẽ trở thành ngôi sao tương lai của chính đàn Nam Tích chúng ta. Nào, vì hoan nghênh tiểu lão đệ của chúng ta, vì ngôi sao tương lai của Nam Tích chúng ta cạn một ly. Mọi người cùng kêu lên hưởng ứng. Trương Dương uống rượu thì không sợ rồi, chỉ là Trương Đức Phóng cho hắn cái danh hiệu ngôi sao tương lai, cái nón này có vẻ hơi bị to. Nhưng mà đầu của Trương đại quan nhân cũng không nhỏ, ngoại trừ nón xanh, cắm sừng mặt cười thì còn cái nón nào mà hắn không dám mang. Cũng nâng ly rượu lên và uống cạn một hơi. Dưới lời khởi xướng của Trương Đức Phóng, uống cạn ba ly, rồi mới tiến vào quá trình ăn uống, hai vị cán bộ trong hệ thống công an cũng không nói nhiều, dù sao thì Trương Đức Phóng mới là lãnh đạo của bọn họ. Tối nay bọn họ đến đây chỉ có một nhiệm vụ là bồi rượu thôi, Trương Đức Phóng cũng đã có châm dự phòng rồi. Tửu lượng của Trương Dương không phải là cường hãn một cách bình thường, muốn làm cho Trương Dương quá chén, thì người không may cuối cùng cũng chỉ có gã, cho nên Mạnh Duẫn Thanh và Vương Thái Hòa Cung không miễn cưỡng uống rượu với Trương Dương. Chỉ là lễ phép uống với hắn hai ly. Đoạn Kim Long cũng không quen thuộc gì với Trương Dương cả, gã cũng không rõ ràng vì sao Trương Đức Phóng lại khách khí với một chủ nhiệm ủy ban thể dục mới tới như vậy. Theo gã thấy thì ủy ban thể dục cũng không phải là bộ ngành chủ yếu gì. Gần đây được chính phủ cũng như dân chúng Nam Thích quan tâm, cũng chính là bởi vì sang năm sẽ tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh tại Nam Thích. Đoạn Kim Long uống hai ly với Trương Dương, nói chủ nhiệm Trương, sau này cần phải đến Hải Thiên nhiều nha. Trương Dương cười gật đầu, nói có cơ hội nhất định sẽ đến thường xuyên. Đoạn Kim Long nói, chủ nhiệm Trương yên tâm, chỉ cần là bạn của cục trưởng Trương sẽ là bạn của tôi, sau này cứ coi Hải Thiên như là nhà của mình. Gã cảm thấy những lời này nói rất nhiệt tình. Cũng rất đúng chỗ, thuận tiện bán cho Trương Đức Phóng một cái nhân tình, cũng cho Trương Đức Phóng đủ mặt mũi. Chỉ là những lời này lọt vào tai của Trương đại quan nhân thì lại không được vui cho lắm, có ý gì đây? Lẽ nào tôi đến Hải Thiên của các người ăn còn phải nhìn mặt mũi của Trương Đức Phóng? Anh đang ám chỉ tôi, mặt mũi của chủ nhiệm ủy ban thể dục không đủ sao? Đoạn Kim Long hồn nhiên không phát hiện ra gì cả, nói chủ nhiệm Trương. Chúng ta làm hai ly nữa đi, Trương Dương thản nhiên nói, tùy ý đi. Hắn chỉ nhấp môi, rồi lại để ly rượu sâu 6N1 gam. Trương Đức Phóng giỏi về quan sát ngôn sắc, từ cử động của Trương Dương đã đoán được câu nói vừa rồi của Đoạn Kim Long đã chọc cho Trương Dương khó chịu. Gã cười nói, Đoạn Tổng nói như vậy làm cho trong lòng tôi khó chịu, tôi cũng không thể kết bạn mới mà quên bạn cũ được. Đoạn Kim Long cười nói, không dám, không dám, cục trưởng Trương là quý nhân của tôi. Nịnh nọt vuốt mông ngựa cũng là một môn học vấn, không chỉ phải tìm đúng đối tượng, mà cũng phải phân rõ trường hợp. Đoạn Kim Long tuy rằng đã tìm đến đúng đối tượng, nhưng mà gã không thấy rõ trường hợp. Quan viên ở đây tuy không ít, nhưng nhân vật chính ngày hôm nay là Trương Dương. Trong lòng Trương Dương có chút khó chịu, thì những người nghe được nói thế nào cũng thấy trong lòng có chút khó chịu. Đoạn Kim Long ông có ý gì? Trong mắt ông chỉ có một mình Trương Đức Phóng thôi à? Còn đám người chúng tôi là cỏ rác sao? Lương Thành Long nói, Đoạn Tổng có cục trưởng Trương tương trợ, tài nguyên tất nhiên là cuồn cuộn mà đến rồi. Trương Đức Phóng cười nói, Đoạn Tổng, cái tôi có thể giúp cũng chỉ là giữ gìn trị an xã hội, đấu tranh với các hành vi phạm tội mà thôi, chuyện làm ăn của anh tôi không làm được gì đâu. Đoạn Kim Long nghe thấy thế, mới ý thức được là nãy giờ đã có chút lỡ lời, cười ha hả nói, chỉ có một hồ ổn định và có hoàn cảnh hòa bình lâu dài, thì những thương nhân chúng tôi em mở ới có thể yên ổn buôn bán được. Chương 521, ngôi sao tương lai 3. Trương Đức Phóng dẫn trọng tâm câu chuyện lên trên người Trương Dương, ổn định và hòa bình lâu dài thì cũng phải dựa vào mọi người, mong rằng chủ nhiệm Trương đến có thể đề cao tố chất thân thể toàn dân, như vậy thì mới có thể đấu tranh chống lại phần tử tội phạm được. Trương Dương cười nói, cục trưởng Trương đang trốn tránh trách nhiệm à, cái mà xã hội bây giờ coi trọng nhất chính là trật tự, chỉ có một trật tự tốt đẹp mới có thể bảo đảm được cho dân chúng an tâm sinh hoạt, có sự bảo đảm của các người thì vận động viên mới có thể tập trung vào luyện tập, mới có thể đạt được thành tích tốt nhất.
Trương Đức Phóng và Trương Dương cạn ly, hai người uống cạn cả ly đó, Lương Thành Long cũng uống cùng với Trương Dương. Đoạn Kim Long thấy như vậy, trong lòng có chút khó chịu, vị chủ nhiệm ủy ban thể dục mới đến này hầu như là ai mời cũng không từ chối, ai uống cùng hắn hắn đều nâng cốc uống lại, chỉ là đến lượt mình thì chỉ nhấp môi thôi, cái này không phải nói rõ là khinh thường mình sao. Đoạn Kim Long ở Nam Tích cũng có thực lực riêng của mình, gã có thể hòa mình với Trương Đức Phóng, chứng minh rằng gã có năng lực xã giao nhất định. Tối nay Trương Đức Phóng đãi tiệc, khẳng định là do Đoạn Kim Long trả tiền, sở dĩ gã đến tham dự tiệc tối này, cũng là vì cho Trương Đức Phóng mặt mũi, chứ không phải là thật sự muốn nghênh tiếp vị chủ nhiệm ủy ban thể dục mới đến này. Tên của Trương Dương gã cũng có nghe qua, lúc trước là con rể tương lai của tỉnh trưởng Tống Hoài Minh, Đoạn Kim Long cũng sản sinh ra một chút hờn giận với người thanh niên này. Chỉ là trước mặt của Trương Đức Phóng thì Đoạn Kim Long không dám phát tác ra, Đoạn Kim Long lại một lần nữa nâng ly với Trương Dương. Muốn tìm lại mặt mũi của mình, chỉ cần lần này Trương Dương uống cạn, thì gã coi như là đã tìm lại mặt mũi. Đoạn Kim Long nói, chủ nhiệm Trương, chúng ta làm một ly, gã nâng cao ly rượu của mình lên, sau khi uống xong còn dùng cái ly trống dơ lên với Trương Dương, tiên kiền vi kính, làm trước vì kính. Trương Dương cười cười, vốn dĩ hắn muốn cho Đoạn Kim Long một cái bậc thang để xuống, chỉ là Đoạn Kim Long ngàn không nên vạn không nên nói ra những lời này, cái gì mà gọi là tiên kiền vi kích. Căn bản là không cho hắn cơ hội từ chối, ấn tượng của Trương Dương về con người của Đoạn Kim Long giảm mạnh, hắn cũng nhìn ra bữa cơm này là do Đoạn Kim Long an bài, nhưng mà hắn cũng không muốn ăn cơm của một người như vậy. Anh cho Trương Đức Phóng mặt mũi, nếu như tôi mà không cho Trương Đức Phóng mặt mũi, vậy thì tôi căn bản là không cần đến nơi này, con mẹ nó một chủ tịch khách sạn mà dám chơi trò tiên kiền vi kính với tôi sao? Muốn lấy lại mặt mũi ngay trước mặt nhiều người à, có cần phải bắt tôi uống hết hay không? Trương Dương nói, tử lượng của Đoạn Tổng thật là tốt, anh ăn một chút đi, để bao tử chống uống rượu vào không có tốt đâu, hắn nói chuyện rất có ý tứ, nhưng lại không có ý muốn uống rượu. Mọi người trên bàn đều nhìn ra vẻ không đúng, Trương Đức Phóng hôm nay làm chủ, mắt thấy có chút không ổn, liền lặng lẽ dùng chân dưới bàn đá đá chân của Trương Dương vài cái, nhắc nhở hắn uống ly rượu đó đi, đừng làm cho Đoạn Kim Long mất mặt. Trương Đại Quan Nhân hồn nhiên tựa hồ không phát hiện ra, cười tủm tỉm nhìn Trương Đức Phóng. Nói cục trưởng Trương à, hôm nay đồ ăn thật là long trọng, vừa có cá biển vừa có thịt rồng, đồ ăn ít quá, mà lại đến nhiều người, thật sự không đành lòng ăn hết tiền thưởng cuối năm của anh. Trương Đức Phóng cười nói, Trương lão đệ, cậu đến là tôi vui rồi, lần này để tôi trả. Trương Đức Phóng cũng có hiểu biết về tính tình của Trương Dương, lúc bắt đầu gã còn thấy Trương Dương có chút thay đổi, chỉ là bây giờ phát hiện ra, cổ ngạo khí trong người của Trương Dương căn bản là không đổi, Đoạn Kim Long muốn nịnh bợ mình đúng là không sai. Chỉ là lời nói của gã ta đã đắc tội đến người khác, Trương Đức Phóng bây giờ cũng muốn đứng ra tìm một cái cớ cho Đoạn Kim Long, lúc gã nói chuyện đã dùng chân đá Trương Dương một chút. Trương Dương nâng ly rượu lên, chỉ là Lương Thành Long đột nhiên nói, cục trưởng Trương, anh không cần phải vội, rượu bôi của chủ nhiệm Trương và Đoạn Tổng còn chưa uống xong kìa. Trong lòng Trương Đức Phóng tức giận, Lương Thành Long ơi là Lương Thành Long, cậu đúng là không phải thứ tốt, tôi đứng ra hòa giải cho người ta, cậu lại e sợ thiên hạ không loạn. Cái này không phải là gây thêm chuyện xấu sao? Trương Dương cười nói, Lương Tổng nói đúng, rượu bôi của tôi và Đoạn Tổng còn chưa uống xong mà. Sắc mặt của Đoạn Kim Long lúc này đã có chút khó coi, gã ý thức được là vị chủ nhiệm ủy ban thể dục này nhất định là cố ý, người ta không coi mình ra gì cả. Chỉ là ngay từ đầu gã cũng không coi Trương Dương ra gì. Nếu như không phải có mặt Trương Đức Phóng tại đây, thì gã căn bản là không cho Trương Dương mặt mũi gì cả. Một chủ nhiệm ủy ban thể dục mà thôi, tôi cần gì phải sợ cậu chứ? Đoạn Kim Long nói, đúng vậy, chủ nhiệm Trương, rượu tôi đã uống xong rồi, đến lượt cậu. Ngày hôm nay không biết là Trương Dương đã bị cái gì nữa, nói chung là lời nói của Đoạn Kim Long câu nào hắn cũng thấy khó nghe, trong lòng nói thằng nhãi này đúng là một tiện nhân, tối hôm nay đặc biệt đến ganh tị giành xấu mặt sao. Trương Dương nâng ly rượu lên nói, Đoạn Tổng à, chúng ta tuy rằng mới lần đầu gặp mặt, nhưng có thể cho tôi nói anh một chút được không? Đoạn Kim Long nở một nụ cười cứng ngắc nhìn Trương Dương, nói cậu nói đi, tôi nghe. Trong lòng nổi lửa lên, thiếu chút nữa đã bắn ra ngao hai y. Trong lòng Trương Đức Phóng phiền muộn, thầm nghĩ hôm nay bị cái gì vậy? Thằng nhãi Trương Dương này thật sự đúng là đi đến đâu thì gây chuyện đến đó, Đoạn Kim Long cho dù nói có khó nghe, thì dù sao người ta cũng là chủ nhà, không thấy mặt tăng cũng thấy mặt Phật, cậu cũng phải cho tôi một chút mặt mũi chứ. Ngày hôm nay đúng là có chút tà, Trương Dương tựa hồ như muốn gây chuyện với Đoạn Kim Long.
Trong lòng Lương Thành Long thầm vui, sở dĩ hắn không đến Hải Thiên cũng là có nguyên nhân, cái tên Đoạn Kim Long này không biết làm việc, tự cho mình là có chút quan hệ, ánh mắt rất cao, sau khi tiếp xúc với gã vài lần xong thì Lương Thành Long liền có ấn tượng không tốt. Lương Thành Long đương nhiên biết ngày hôm nay là Trương Đức Phóng mời khách, nhưng Trương Đức Phóng không nên mời Đoạn Kim Long đến, thằng nhãi này nói chuyện đúng là không xuôi tay, chọc cho mọi người ở đây có chút phiền. Mạnh Duẫn Thanh và Vương Thái Hòa hai người lặng lặng quan sát, bọn họ cũng cho rằng Đoạn Kim Long nói chuyện không xuôi tai, Trương Dương không cho gã ta mặt mũi cũng là phải, chỉ là không biết Trương Dương sẽ nói ra đạo lý gì đây. Trương Đại Quan Nhân cười tủm tỉm, nói, Đoạn Tổng à, anh kinh doanh khách sạn lớn như vậy, hẳn là biết quy tắc trên bàn rượu, tiên kiền vi kính thì có thể, chỉ là hai chúng ta uống rượu, anh cũng không thể tiên kiền vi kính, luận cấp bậc thì chúng ta không khác gì nhau, luận tuổi tác thì anh lớn hơn tôi rất nhiều. Anh là lão đại, hẳn phải là tôi kính anh, tại sao lại lầm lẫn trình tự như vậy? Đoạn Kim Long nói, cậu là khách, tôi là chủ, kính khách là điều nên làm. Trương Dương mỉm cười rồi nói, sai rồi, người mời khách là cục trưởng Trương, chúng ta đều là khách. Đoạn Kim Long nói, cậu từ Giang Thành đến, tôi là người Nam Tích. Trương Dương cười nói, lại sai rồi, nếu như tôi đã đến Nam Tích làm việc thì chính là người Nam Tích, Đoạn Tổng không coi tôi trở thành người Nam Tích. Có phải là không chào đón tôi không? Chương 521, ngôi sao tương lai, 4. Vẻ mặt Đoạn Kim Long đỏ bừng lên, gã căn bản là không ngờ thằng nhãi này lại phiền phức đến như vậy, dựa theo ý của hắn thì không phải là mình uống không một ly rượu sao? Trương Dương ý bảo cô phục vụ xinh đẹp kia mang bình rượu lại cho mình, hắn tự mình rót đầy một ly rượu cho Đoạn Kim Long, mỉm cười nói, mọi việc đều phải có quy định, trên bàn rượu đương nhiên cũng có quy định của bàn rượu. Đoạn Tổng rối loạn quy định, theo lý hẳn là phải phạt, anh uống ly rượu này đi. Đoạn Kim Long tức giận, thằng nhãi này cũng khi dễ người ta quá, đem tôi ra đùa giỡn như khỉ à. Tôi vừa mới uống một ly rượu không, tôi chấp nhận, chỉ là bây giờ cậu lại rót cho tôi một ly, còn nói là muốn phạt tôi, trước mặt nhiều người như vậy, cậu căn bản là không để cho tôi mặt mũi mà. Khuôn mặt của Đoạn Kim Long lúc này đã chuyển từ đỏ sang tím, chỉ là trước mặt Trương Đức Phóng, gã không thể nào phát tác ra được. Trương Dương cười tủm tỉm nhìn Trương Đức Phóng, nói cục trưởng Trương, anh nói như vậy có phải không? Trương Đức Phóng còn chưa nói gì, Lương Thành Long đã nói, tôi thấy rất đúng, mọi việc đều phải có quy định, hắn hát bè rất thẳng thắn và cũng rất đúng lúc. Trương Dương nhìn ra là giữa Lương Thành Long và Trương Đức Phóng đã có một chút mâu thuẫn không muốn cho người khác biết, ngày hôm nay Lương Thành Long từ đầu đến cuối đều đứng về phía đối lập của Trương Đức Phóng. Trương Đức Phóng cười ha hả, lại đá Trương Dương một cái dưới bàn. Nhìn Đoạn Kim Long, nói, Đoạn Tổng, ngày hôm nay, tôi cũng không thể hướng về anh được, chủ nhiệm Trương nói rất đúng, anh là lão đại sao có thể tiên kiền vi kính với tiểu lão đệ được, phá hủy quy định, phải phạt, nhất định phải phạt. Đoạn Kim Long lúc này đã rõ ràng, quan hệ của Trương Dương và Trương Đức Phóng thật sự không bình thường, ngày hôm nay mình đã làm sai một việc, chính là vuốt loạn mông ngựa, không bận tâm đến cảm thụ của người khác, Trương Đức Phóng đã lên tiếng rồi, ly rượu này gã phải uống. Vì thế liền nâng ly lên uống cạn một hơn. Trong lòng Lương Thành Long thầm khen, Trương Dương đúng là Trương Dương, lúc đánh vào mặt ra tay không chút do dự, cái loại tiểu nhân như Đoạn Kim Long đúng là nên cho một bài học. Thấy Đoạn Kim Long uống cạn ly rượu phạt, Trương Dương cười nói, Đoạn Tổng đúng là có tử lượng, ly rượu này là tôi kính anh, vừa rồi chỉ đùa với anh một chút, có chỗ nào đắc tội mong rằng lượng thứ, tôi kính anh một ly. Hắn cũng uống cạn ly rượu luôn. Đoạn Kim Long nhìn Trương Dương, trong lòng thật sự là phiền muộn đến cực điểm, mẹ kiếp, cái thế đạo gì đây? Cậu có thể tiên kiền vi kính tôi không thể sao? Cho phép châu quan phóng hỏa mà không cho bách tính đốt đèn à? Trương Đức Phóng sợ bọn họ lại một lần nữa rơi vào cục diện bế tắc, vội vàng cười cười nâng ly rượu lên nói, nào, ly này tôi mời. Đoạn Kim Long nâng ly rượu lên, mặt mũi của Trương Đức Phóng thì gã vẫn phải cho, vì những lời nói của Trương Dương mà gã phải uống một lúc ba ly rượu. Tửu lượng của Đoạn Kim Long bình thường cũng rất khá, chỉ là ngày hôm nay uống ba ly rượu này vào đúng là có chút ấm ức. Gã lắc lư đứng dậy, cười nói với mọi người, xin lỗi, tôi đi toilet. Đoạn Kim Long đi ra ngoài cửa phòng, tức giận hung hăng đấm lên tường một cái, đúng lúc thấy được Trung Hải Yến đi qua phía này, gã liền đi qua. Trung Hải Yến nhìn thấy bước chân của Đoạn Kim Long có chút ngả nghiêng, liền đi đến đỡ lấy gã, thân thiết hỏi, Đoạn Tổng, tại sao lại uống nhiều vậy? Đoạn Kim Long nói, tôi phải đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, Hải Yến, vào đi. Mẹ kiếp thằng nhóc đó đúng không phải là thứ gì.
Thằng nhóc trong miệng gã đương nhiên là chỉ Trương Dương không cần nghi ngờ rồi. Trung Hải Yến mang theo một làn gió thơm đi vào trong phòng, đi đến giữa Trương Dương và Trương Đức Phóng, hai tay đặt lên hai vai của hai người, dịu dàng nói: Cục trưởng Trương, chủ nhiệm Trương, tôi đến trễ. Trương Đức Phóng cười nói, đến trễ vẫn tốt hơn không đúng, mau ngồi xuống bên cạnh chủ nhiệm Trương đi, uống với tiểu lão đệ của tôi vài ly. Trung Hải Yến cười quyến rũ, ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, phục vụ đã lấy cho cô thêm một bộ đồ ăn. Trương đại quan nhân thầm nghĩ trong lòng, Đoạn Kim Long vừa mới đi ra ngoài, thì cô liền bước vào theo, chủ tử bị khi dễ, nô tài đến chút giận. Trương Dương từ trong lời nói của Lương Thành Long đã đoán được giữa Trung Hải Yến và Trương Đức Phóng có chút mờ ám, cho nên hắn sẽ nương tay với Trung Hải Yến hơn một chút. Trương Dương cười nói, quản lý Trung, con người của tôi thường thường là say người chứ không say rượu, cô đến đây, làm cho tôi có 7 phần men say rồi đó. Tất cả mọi người đều bật cười, trên bàn rượu mà có gái đẹp thì đúng là làm cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn, nam nữ phối hợp làm việc đúng là không mệt, thật ra trên bàn rượu cũng thế, rượu dễ dàng làm cho hormone tăng trưởng, cần phải có người thích hợp để điều tiết một chút. Trung Hải Yến mân mê môi, nói chủ nhiệm Trương, có phải là ngài không muốn uống rượu với tôi không? Trương Dương cười nói, muốn, nhưng mà tôi sợ uống say. Trung Hải Yến nói, tôi đã sớm nghe qua chủ nhiệm Trương có tửu lượng rất tốt, ngài đừng khiêm nhường. Trương Đức Phóng nói đỡ theo, uống không say còn gọi là uống rượu sao? Ngày hôm nay chính là không say không về. Trương Dương nói, cục trưởng Trương, tôi coi như đã nhìn ra, hôm nay anh đã âm mưu rất lâu, muốn làm cho tôi gục xuống, chỉ là tôi phải nhắc nhở anh, rượu có thể làm loạn tính, nếu mà tôi uống say, phạm vài sai lầm gì, thì đến lúc đó anh phải gánh chịu trách nhiệm đấy. Trương Đức Phóng cười nói, tôi còn thích nhìn cậu loạn tính. Lương Thành Long nói, tôi cũng muốn nhìn một chút. Trung Hải Yến nũng nịu nói, chủ nhiệm Trương loạn tính thế nào? Lời này tràn ngập ý tứ khiêu khích, mặc dù có vài cán bộ công an ở đây, chỉ là Trung Hải Yến căn bản là không hề nhút nhát chút nào. Trương Dương cười nói, tôi không cho các người cơ hội đó đâu. Trương Đức Phóng cười nói, quản lý Trung, nếu như cô muốn nhìn thấy chủ nhiệm Trương loạn tính, thì nhanh chóng bắt hắn uống rượu đi. Đến lúc đó có cơ hội tự mình cảm thụ một chút, mọi người trên bàn đều bật cười, chỉ là trong tiếng cười có tràn ngập ý tứ mờ ám. Trong lòng Trương đại quan nhân thầm nói, đám người này hôm nay đúng là không phải thứ tốt, nói chuyện gì cũng liên quan đến mấy cái này, ai cũng có hứng thú cả. Trung Hải Yến vươn tay đến mờ u bàn tay của Trương Đức Phóng, khẽ nhéo một cái, oán trách cục trưởng Trương, anh thật quá đáng. Trương Đức Phóng cười nói, vị Trương lão đệ của tôi chính là vua kim cương trong thể chế Bình Hải đó, đưa mắt ra Nice trong khắp Bình Hải, Mỹ Nư muốn bắt lấy tiểu lão đệ của tôi nhiều vô số kể. Đôi mắt đẹp của Trung Hải Yến liếc nhìn quyến rũ lên mặt của Trương Dương vài lần, nâng ly rượu lên nói, chủ nhiệm Trương, tôi đã ngưỡng mộ anh từ lâu rồi, ngày hôm nay siết một ung ta dùng rượu để biểu đạt một chút tâm tình nha. Trương Dương cười nói, tốt, cô muốn uống thế nào, chúng ta uống thế đó. Chương 522, khởi đầu mới 1. Trung Hải Yến nhanh chóng phát hiện ra, vị chủ nhiệm ủy ban thể dục mới đến này, có tửu lượng thật là kinh người, người ta nói uống rượu không say chính là hắn, còn người tự say là nói người khác. Trung Hải Yến là một người phụ nữ có đầu óc linh hoạt, phát hiện ra tình trạng này, lập tức tự biết khó mà lui. Sau khi Đoạn Kim Long rời đi, cũng không thấy xuất hiện ra nữa, tối nay gã đã bị Trương Dương làm cho không còn mặt mũi, mượn cớ uống say. Không muốn giao phong lần nữa với Trương Dương, như vậy cũng tránh xảy ra những chuyện không hài lòng. Trải qua chuyện này, Đoạn Kim Long phát hiện ra vị chủ nhiệm ủy ban thể dục mới đến này rất khó đối phó. Trương Dương cũng không phải là người mê rượu, lúc 9 giờ tối đã đứng dậy ra về, Trương Đức Phóng cũng không có giữ lại. Trung Hải Yến nói, chủ nhiệm Trương đừng đi vội vã, đến Hải Thiên rồi thì nên mát xa một chút, nghỉ ngơi rồi hãy đi. Trương Đức Phóng cũng nói theo, đúng, đi tắm một chút, tán đi mùi rượu rồi đi. Trương Dương ngáp một cái, nói thôi khỏi, sáng ngày mai tôi còn phải đi làm sớm, ngày đầu tiên đi làm, không nên cho đồng sự một ấn tượng không tốt, đầu năm nay, ấn tượng đầu tiên không phải rất quan trọng sao? Trung Hải Yến nói, chủ nhiệm Trương, ngài biết ấn tượng đầu tiên rất quan trọng sao còn đi vội vã, không sợ để lại cho tôi một ấn tượng không tốt sao? Trương Đại Quan Nhân cười cười nói, sinh hoạt là sinh hoạt, công việc là công việc, vô luận là quản lý Trung có ấn tượng về tôi thế nào? Thì ấn tượng của tôi về cô cũng rất tốt, nói xong hắn đứng dậy cáo từ. Trương Đức Phóng thấy hắn kiên quyết như vậy, cũng không giữ lại, cùng đi ra ngoài cửa với hắn, lúc hai người đi xuống lầu,
Trương Đức Phóng cười khổ lắc đầu nói, cậu đó, đúng là không đổi tính được. Trương Dương mỉm cười nói, tối nay có chút xin lỗi, nhưng mà đúng là không thể nhịn được, hắn ta muốn vỗ mông ngựa của anh, nhưng trên thực tế lại giúp anh đắc tội với người, lúc nên đánh thì anh cần phải đánh một chút. Trương Đức Phóng biết, hắn, trong lời nói của Trương Dương chính là chỉ Đoạn Kim Long, thấp giọng nói, con người này cũng không tồi, sau này ở chung lâu rồi cậu sẽ biết. Trương Dương căn bản là không coi cái loại thương nhân coi trọng lợi ích này ra gì cả, sau này cũng không cần phải ở chung với một người như vậy. Hai người vừa đi vừa nói chuyện đến cửa thang máy, có ba người đi ra từ trong cửa thang máy, dẫn đầu là đại thiếu gia của Kiều Trấn Lương Kiều Bằng Cử. Kiều Bằng Cử đi đến trước mặt Trương Dương, hai người đều ngẩn ra, không ai ngờ lại sẽ gặp nhau tại chỗ này. Kiều Bằng Cử cười nói, Trương Dương, sao cậu lại đến đây? Hắn nhìn Trương Đức Phóng, Lương Thành Long một chút liền nhất thời hiểu rõ, liền cười ha hả nói, hiểu rồi, cậu vừa điều đến, bọn họ làm tiệc tẩy trần cho cậu. Trương Đức Phóng cười nói, Kiều Tổng, thật sự là trùng hợp, mỗi thời mỗi khác, lúc trước cậu của Trương Đức Phóng, Cố Doãn Chi, đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy Bình Hải, thì gã đối mặt với Kiều Bằng Cử còn có thể thản nhiên một ít, chỉ là bây giờ cha của Kiều Bằng Cử đang là bí thư thị ủy Bình Hải, đối mặt với Kiều Bằng Cử, gã ít nhiều gì cũng có cảm giác không đủ. Lương Thành Long cũng vội vàng chào hỏi. Kiều Bằng Cử gật đầu với bọn họ, hiển nhiên là không có sự nhiệt tình như đối với Trương Dương rồi. Nói với Trương Đức Phóng, cục trưởng Trương, anh đúng là không biết nghĩ, tẩy trần cho Trương Dương mà không biết gọi tôi à? Khinh thường người khác. Trương Đức Phóng lúng túng nói, Kiều Tổng bận quá, tôi sợ làm lỡ thời gian của anh. Kiều Bằng Cử cười một tiếng, đang chuẩn bị châm chọc Trương Đức Phóng hai câu, thì một giọng nói nụng nịu vang lên, Kiều Tổng, anh đến ăn à? Trung Hải Yến đã đến. Kiều Bằng Cử cười nói, quản lý Trung tối nay vội vã rời đi, làm cho bàn của chúng tôi vắng vẻ. Thì ra là có khách quý đến. Trung Hải Yến cười nói, tất cả đều là khách quý của Hải Thiên, Kiều Tổng, một mình tôi không thể chia ra làm hai được, ngài làm tôi thật khó xử. Kiều Bằng Cử vốn muốn trêu đùa cô ta hai câu, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy nói thế nào cũng phải giữ gìn hình tượng, mỉm cười nói, đi thôi, cùng nhau đi massage, tôi mời. Đối mặt với những vị khách có thân phận không tầm thường này, Trung Hải Yến cũng không dám chậm trễ, cô ta vội vã nói, tối nay, để tôi mời khách, chỗ chúng tôi mới mời đến mấy vị tiểu thư, thủ pháp xoa bóp đều là hạng nhất, mọi người đến cảm thụ một chút nha. Trương Đức Phóng cảm thấy có chút khó chịu, Trung Hải Yến nói chuyện cũng không chú ý, mình có thân phận gì chứ? Là cục trưởng cục công an Nam Tích, cô lại công khai mời tôi đi tìm tiểu thư xoa bóp, trong mắt người khác tôi thành cái gì đây? Con người của Trương Đức Phóng là một kẻ dối trá trắng trợn, nhưng mà bản lĩnh xem xét thời thế của gã cũng phải nói là không tồi. Lúc này nên đi lúc nào ở lại, trong lòng gã vô cùng rõ ràng, Trương Đức Phóng nói tôi không được rồi, vừa rồi mới nhận được điện thoại, trong cục xảy ra chút chuyện, phải đi về gấp. Trương Dương vừa nghe liền biết đây là một lời nói dối, mình và gã cùng nhau đi từ trong phòng ra, trên đường đi cũng không thấy gã nhận được điện thoại gì cả, bây giờ lại đột nhiên nói như vậy, Trương Dương lập tức rõ ràng, Trương Đức Phóng rất là mẫn cảm với loại chuyện này, massage thì gã dám đi. Chỉ là Trung Hải Yến ngàn lần vạn lần không nên nói ra câu thủ pháp xoa bóp của tiểu thư là hạng nhất. Trương Đức Phóng cười cười với Trương Dương, đi vào trong thang máy. Trương Dương vốn muốn chạy, nhưng lại bị Kiều Bằng Cử kéo lại, nói Trương Dương, cậu không thể đi, tối nay hai chúng ta còn phải tâm sự nữa. Trương Dương đành phải gật đầu bất đắc dĩ, mặt mũi của Kiều Bằng Cử hắn không thể không cho. Trương Đức Phóng vừa đi, Mạnh Duẫn Thanh và Vương Thái Hòa đương nhiên cũng không thể ở lại. Đều đi theo gã, Kiều Bằng Cử nói với hai người bạn của mình một tiếng, hai người bạn kia cũng đi, cho nên cuối cùng đi massage cũng chỉ có Trương Dương, Kiều Bằng Cử và Lương Thành Long ba người. Lúc này Trung Hải Yến rốt cục cũng đã nhìn ra, thảo nào Trương Đức Phóng lại tôn trọng Trương Dương như vậy, ngay cả đại thiếu gia của bí thư tỉnh ủy Kiều Bằng Cử còn đối với hắn thân thiết như thế mà. Tuy rằng tuổi của Trương Dương còn trẻ, nhưng mà khẳng định là có chỗ hơn người. Phòng tắm hơi là một chỗ không được lớn cho lắm. Cơ thể kiện mỹ của Trương Dương đã làm cho Lương Thành Long rất là hâm mộ, hình thể của hắn gần đây rõ ràng đã có chút biến dạng, bụng bia đã xuất hiện rồi, Lương Thành Long oán hận nói, đều là do rượu bia gây chuyện, việc buôn bán phải không ngừng đi nhậu, lúc trước tôi cũng muốn có cơ bụng từng khối như vậy, chỉ là bây giờ đều bị mỡ thừa phủ hết. Kiều Bằng Cử bảo dưỡng cũng không tồi, hắn là một người ham tập thể hình, cơ bắp trên người cũng không thua kém Trương Dương, ba người đi vào trong phòng. Hồ nước nóng hừng hực làm cho bọn họ rất thích ý. Chương 522, khởi đầu mới 2.
Kiều Bằng Cử ngồi xuống bên người Trương Dương, nhắm mắt lại nói, có tin tức của Hà Trường An không? Lúc Trương Dương ở Kinh Thành gây chuyện, Kiều Bằng Cử cũng có mặt, lúc mà Trương Dương phẫn nộ đập phá quân khu Đại Việt, chiến đấu kịch liệt với cảnh vệ, lôi Tần Hoan từ trong Tần ra ra, chính Kiều Bằng Cử cùng hắn đem Tần Hoa đến chỗ Hà Trường An. Kiều Bằng Cử sau đó cũng không tham gia vào chuyện này, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Hà Trường An đột nhiên biến mất từ sau khi xảy ra chuyện, Kiều Bằng Cử mơ hồ đoán được Trương Dương hẳn là biết cái gì đó. Trương Dương cười nói, các người là đồng bọn hợp tác sinh ý, anh không biết tin tức của ông ta, tôi làm sao mà biết. Kiều Bằng Cử thở dài nói, chẳng biết trong hồ lô của lão cáo già Hà Trường An này có thứ gì, lúc cảng nước sâu cần tài chính nhất thì lại chơi trò mất tích. Lương Thành Long cũng bị lún vào công trình cảng nước sâu, cũng đồng cảm nói, chuyện của cảng nước sâu quả thật là phiền phức, nếu như tài chính là không thể đưa đến đúng chỗ, nhân tâm sẽ mất. Nếu nhân tâm mà mất rồi, thì đội ngũ cũng có thể tan ra. Trương Dương cười cười, ngửa đầu tựa lên trên bờ, hắn đến Nam Thích để làm chủ nhiệm ủy ban thể dục, chuyện cảng nước sâu không có liên quan gì đến hắn. Kiều Bằng Cử nói, sở trường đặc biệt của cậu là chiêu thương, nếu như tôi là lãnh đạo Nam Thích, sẽ cho cậu đi phụ trách chiêu thương dẫn tư của cảng nước sâu, cho cậu làm chủ nhiệm ủy ban thể dục không phải là không có đất dụng võ sao. Trương Dương nói, xem trọng tôi à, bây giờ tôi là người mang trọng tội, có thể có một chỗ thu nhận tôi đã vô cùng cảm kích rồi. Kiều Bằng Cử cười ha hả, hắn lau bọt nước trên mặt, nói chuyện Giang Thành tôi cũng đã nghe nói qua rồi, chuyện này không thể oán cậu được, là có người dùng quan báo tư thù. Lương Thành Long cũng có hứng thú với chuyện này, liền góp vui, ai thế, có lá gan lớn vậy. Kiều Bằng Cử nói, tôi cũng chỉ nghe nói một ít tin đồn, cũng không có chứng cứ, không nói được. Cho dù hắn không nói, Trương Dương cũng có thể đoán được, mỉm cười nói, chuyện quá khứ đã là quá khứ rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn làm tốt công tác tại Nam Tích thôi. Kiều Bằng Cử nói, yên tĩnh một thời gian cũng tốt, đúng rồi, Ủy ban Thể dục Nam Tích cũng là một đống rắc rối, cậu có chuẩn bị tốt tư tưởng chưa? Trương Dương nao nao, thấp giọng hỏi, chuẩn bị tư tưởng cái gì? Kiều Bằng Cử nói, cậu có thể không biết, chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Chu Đại Niên bị ung thư thời kỳ cuối là thật, nhưng mà trước khi ông ta phát bệnh cũng đã bị người ta kiện lên Ủy ban Kỷ luật Nam Tích, kiện người này tham ô công khoản. Nếu như không phải là bị bệnh nan y, bây giờ cũng đã bắt ông ta vào tù rồi. Lương Thành Long cũng không nghe nói về chuyện này, tò mò hỏi, sinh bệnh là sẽ không cần ở tù sao? Kiều Bằng Cử nói, sinh bệnh là một chuyện, còn có một chuyện khác là chưa có đủ bằng chứng tham ô, số tiền tham ô ấy vẫn còn, bây giờ tình huống của Chu Đại Niên rất kém, phỏng chừng là không sống được mấy ngày, cho nên thành phố cũng không áp dụng biện pháp với ông ta. Lương Thành Long nói, quả trong thiên hạ con nào cũng đen như nhau, đến chỗ nào cũng có tham quan ô lại. Kiều Bằng Cử nói, lần này Nam Tích cử hành Đại hội Thể dục Thể thao, xây dựng trung tâm thể dục mới, Ủy ban Thể dục căn bản là không có tư cách tham dự vào công trình, nguyên nhân bên trong, chuyện của Chu Đại Niên chiếm một phần rất lớn. Lương Thành Long nói, hẳn không phải là nguyên nhân này, xây dựng công trình trung tâm thể dục mới tất cả đều là do Từ Quang Lợi nhận thầu, không ai muốn chen chân vào. Kiều Bằng Cử nói, áp lực của đám lãnh đạo Nam Tích cũng thật lớn, cảng nước sâu, trung tâm thể dục mới tất cả đều cần tiền, mà tài chính lại xảy ra vấn đề, Thường Lăng không trong thời khắc mấu chốt thì bị điều đi. Thường vụ phó thị trưởng Trần Hạo mới nhậm chức thì lúc trước là quản công nghiệp, không có một chút năng lực nào về chiêu thương dẫn tư cả, tôi thấy lần này bí thư Tử tính sai rồi. Lương Thành Long và Kiều Bằng Cử đều đã bỏ không ít tâm huyết vào cảng nước sâu, cho nên lời nói của bọn họ tập trung xoay quanh về cảng nước sâu. Ngược lại chỉ có Trương Dương là không có hứng thú, ngáp một cái, dẫn đầu rời đi. Ba người từ phòng tắm hơi đi ra phòng nghỉ khách quý, phục vụ dẫn bọn họ vào ba phòng hoàn toàn khác nhau. Trương Dương là một người nhìn quen sóng gió, đối với loại an bài này vô cùng cảnh giác, hắn cười nói, không cần, an bài chúng tôi cùng một chỗ đi. Người phục vụ hiển nhiên là có chút sửng sốt, tiên sinh. Hình như không tiện. Trương Dương nói, có gì mà không tiện, không phải chỉ là xoa bóp thôi sao? Lương Thành Long và Kiều Bằng Cử đều nở nụ cười, Kiều Bằng Cử nói, giác ngộ chính trị của người làm quan quả thật là cao hơn những người làm ăn chúng tôi rất nhiều, yên tâm đi, Hải Thiên là một nơi chính quy, không có nhiều cạm bẫy đâu. Trương Dương cười nói, cho dù thật sự có cạm bẫy gì tôi cũng không sợ, tôi không phải là muốn nói chuyện phiếm với bản thân sao. Kiều Bằng Cử ngáp một cái, nói tôi thì không có tinh thần lớn như vậy để nói chuyện phiếm với cậu, ngày mai còn phải đến Kinh Thành một chuyến. Chứng thực chuyện đầu tư,
chúng tôi ngày mai đều phải đi hết rồi, có cái gì muốn nói, chờ trở về rồi nói. Lương Thành Long nói, dần dần sẽ quen, đều là xoa bóp cả, Hải Thiên rất có quy tắc, làm quen là tốt rồi, hai người đều đi vào trong phòng của mình. Trương Dương lắc đầu, có chút bất đắc dĩ bước vào trong phòng, bên trong phòng cũng rất sạch sẽ, đèn đóm sáng sủa, Trương Đại Quan Nhân nằm trên giường, phục vụ mở tivi cho hắn, cười nói, tiên sinh uống trà gì. Rồi đưa thực đơn tới. Trương Dương nhìn vào, thứ rẻ nhất cũng là 88 đồng, cái chỗ này đúng là biết chặt chém thật. Hắn gọi một ly trà xanh Lục An giá 388, dù sao thì cũng là Trung Hải Yến mời khách, không cần phải khách khí. Một lát sau, nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, một cô gái xinh đẹp mặc một bộ đồ hộ sĩ màu hồng đi vào, cô ta cười với Trương Dương, cầm ấm trà trong tay đặt xuống bàn, giọng nói mềm mại uyển chuyển, tự giới thiệu, xin chào tiên sinh, em là số 108, tên là Oanh Oanh, là kỹ thuật viên xoa bóp chuyên nghiệp. Ánh mắt của Trương Đại Quan Nhân đảo qua vẻ mặt đầy mị thái của cô gái tên Oanh Oanh này, lập tức đưa ra kết luận cô gái này cũng không phải là thiện nữ gì. Trương Đại Quan Nhân cầm lấy ly trà, uống một ngụm, nói, không cần xoa bóp, tôi uống trà nghỉ ngơi một chút rồi đi. Oanh Oanh nũng nịu nói, tiên sinh, ngài yên tâm, quản lý Trung đã an bài tất cả rồi, em sẽ giúp ngài làm bảo vệ sức khỏe toàn diện, nhất định có thể làm cho ngài thỏa mãn. Trương Dương cười nói, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi, tôi thật sự mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi một chút, như vậy xong rồi đi. Oanh Oanh gật đầu, ngồi xuống bên người Trương Dương, mùi nước hoa trên người cô ta còn nồng hơn cả Trung Hải Yến nữa. Trương Đại Quan Nhân cảm thấy không được tự nhiên, hắn ý thức được mình không thể tiếp tục ngồi tại chỗ này nữa. Liền ngồi dậy nói tôi phải đi, còn có công việc gấp. Trương Đại Quan Nhân không phải là không chịu được phong nguyệt, cũng không phải là không hiểu phong tình, chỉ là sự an bài của Trung Hải Yến tối hôm nay làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên. Hắn vội vã rời khỏi phòng, thậm chí là còn không chào hỏi Lương Thành Long và Kiều Bằng Cử. Mặc đồ xong, lúc đi ra ngoài khu massage, Trung Hải Yến đuổi tới nói, chủ nhiệm Trương. Chương 522, khởi đầu mới 3. Trương Dương dừng chân lại, cười cười với cô ta, quản lý Trung. Trung Hải Yến nói, chủ nhiệm Trương, sao lại đi sớm vậy, có phải là không hài lòng với cách phục vụ của chúng tôi không? Tôi có thể đổi lại cho ngài một người khác. Cô ta nhỏ giọng nói, chủ nhiệm Trương, ngài không nên hiểu lầm, chỗ chúng tôi rất đàng hoàng, không có loại phục vụ đặc thù đâu. Trương Dương cười nói, không cần đâu, tâm ý của quản lý chúng tôi xin nhận, nhưng mà tôi quả thật có việc, chờ hôm nào tôi có thời gian rảnh, nhất định sẽ đến. Trung Hải Yến thấy hắn kiên quyết như vậy, cũng không tiếp tục miễn cưỡng nữa. Trương Dương đi ra ngoài khách sạn lớn Hải Thiên, phất tay đón một chiếc taxi, xoay người lại nhìn năm chữ màu đỏ trước cửa. Không khỏi lắc đầu, Hải Thiên tạo cho hắn một cảm giác không tốt, tuy rằng Trung Hải Yến luôn mồm bảo rằng ở đây không có phục vụ đặc thù, chỉ là từ nơi này Trương Dương thấy được nhiều cái mờ ám không cần nói cũng hiểu. Ngồi trên xe ngắm nhìn con đường trong thành phố, những ngọn đèn lóe qua làm cho Trương Dương sinh ra một loại ảo giác, hắn thậm chí còn cho rằng mình vẫn chưa rời khỏi Giang Thành, hạ cửa sổ xe xuống, gió thu thổi qua làm tản mát đi cái cảm giác say vốn không được nhiều của hắn, bất chợt nhìn thấy một tấm bảng quảng cáo của Nam Tích. Dòng chữ này đã nhắc nhở hắn đã đến Nam Tích, đi đến một nơi hoàn toàn mới, con đường làm quan của hắn sắp sửa có một khởi đầu mới tại chỗ này. Sáng ngày hôm sau, trước 8 giờ Trương Dương đã đi từ cửa nhỏ của nhà khách qua ký túc xá của Ủy ban Thể dục, đối với Trương Đại Quan Nhân mà nói, ngày hôm nay là một ngày bắt đầu hoàn toàn mới, từ hôm nay trở đi hắn sẽ bắt đầu làm việc tại Nam Tích. Trương Dương đi đến trước ký túc xá, thấy Tiêu Điều Mẫn đi một chiếc xe màu hồng, mang áo gió màu rám nắng. Còn mang cả kính mát, mái tóc dài cuồn cuộn phất phơ theo gió trong tia nắng ban mai, thoạt nhìn thì khí chất cũng không tệ. Tiêu Điều Mẫn đi đến trước mặt Trương Dương thì dừng xe lại, xuống xe nói với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, ngài đến sớm vậy. Còn 20 phút nữa mới đến giờ đi làm. Trương Dương cười nói, chị Tiêu cũng đến sớm vậy, ngày đầu tiên đi làm, cho nên tôi muốn đến làm quen với hoàn cảnh. Tiêu Điều Mẫn gật đầu nói, chủ nhiệm Trương, phòng làm việc của ngài trên lầu 3. Chờ tôi một chút, tôi để xe vào bãi, rồi lập tức dẫn ngài lên. Tiêu Điều Mẫn đi không bao lâu thì lập tức trở về, bởi vì đi quá mau, cho nên cô ta thở dốc kịch liệt, trên mặt đỏ ửng, ngực thì không ngừng phập phồng. Trương Dương vẫn đứng ở đó, nhìn hoàn cảnh chung quanh ký túc xá Ủy ban Thể dục, nhìn qua bên người hắn, có vài người của Ủy ban Thể dục đang đến, những người này có đi xe đạp, có chạy xe máy, cũng có đi bộ, ai cũng ý thức được là vị chủ nhiệm mới vừa đến này. Ngày hôm qua tuy rằng Trương Dương đã gặp qua mấy thành viên tổ đảng,
chỉ là bọn họ chưa đến sớm như vậy. Tiêu Điều Mẫn ngày hôm nay đặc biệt đến sớm, không ngờ rằng đến sớm hơn 20 phút rồi mà vẫn không bằng vị chủ nhiệm mới đến này. Thật ra thì Trương Đại Quan Nhân từ trước đến giờ cũng chưa từng là một phần tử tích cực, hắn cũng không phải là muốn tạo ra ấn tượng cố gắng gì trước mặt của mọi người cả. Ngày hôm nay đến sớm như vậy, một là do buồn chán rãnh rỗi, hai là do hắn muốn nhanh chóng làm quen với tình huống của Ủy ban Thể dục. Tiêu Điều Mẫn cùng Trương Dương đi lên lầu, phòng làm việc của các thành viên tổ đảng đa phần là ở lầu 3, lầu 1 là phòng làm việc cơ bản, lầu 2 là của các bộ môn chủ yếu, ví dụ như khoa thi đấu thể thoa, khoa thanh thiếu niên, khoa nhân sự, khoa tài vụ, khoa ngoại liên, khoa khoa giáo, khoa tuyên truyền. Lầu 3 có mấy phòng làm việc của phó chủ nhiệm, căn phòng phía đông lúc trước là phòng làm việc của Chu Đại Niên, tuy rằng ông ta sinh bệnh, nhưng mà ông ta còn có nhiều thứ chưa từng có ai đụng vào. Tiêu Điều Mẫn vốn muốn dùng căn phòng này để cho vị chủ nhiệm mới đến dùng, chỉ là sau đó suy nghĩ lại một chút, dù sao thì Chu Đại Niên cũng bị ung thư phổi, sợ rằng Trương Dương có kiêng kỵ gì. Vì thế đem căn phòng trống phía tây không dùng dọn dẹp một chút, trải qua một buổi trưa ngày hôm qua, tất cả đã gọn gàng, đồ dùng làm việc, rèm cửa sổ, điện thoại, tất cả nhu yếu phẩm cần dùng làm việc bên trong đã chuẩn bị đầy đủ hết. Tiêu Điều Mẫn mở cửa phòng ra, đem chìa khóa giao lại cho Trương Dương. Cười nói, chủ nhiệm Trương, ngài xem có thỏa mãn chưa? Trương Dương nhìn vào bên trong phòng một chút, phát hiện ra tất cả đồ dùng làm việc đều là mới, trên bàn làm việc còn có một cái máy tính, máy móc điện thoại gì cũng được để gọn gàng. Phía bên phải phòng làm việc còn có một cánh cửa phòng nhỏ, đẩy ra, là một phòng nghỉ nho nhỏ, tuy rằng bên trong không lớn, nhưng mà bố trí rất tốt, có một cái giường nhỏ dài khoảng 1m2, đầu giường còn có một cái TV. Căn phòng này có thể đi thông qua sân thượng nhỏ phía nam, đứng trên sân thượng có thể thấy được tình hình chung của sân thể dục bên trong. Trương Dương gật đầu thỏa mãn, điều kiện làm việc như vậy quả thật là không tồi, hắn cười nói, đã làm phiền chị Tiêu. Tiêu Điều Mẫn nói, chủ nhiệm Trương, dựa theo quy định của Ủy ban Thể dục lúc trước, cứ mỗi buổi chiều thứ hai đều có một hội nghị thường kỳ, ngài xem. Trương Dương gật đầu nói, được rồi, chị Thu xếp an bài dùm. Tôi muốn mượn cơ hội này để gặp mặt các đồng chí của Ủy ban Thể dục từ trên xuống dưới. Tiêu Điều Mẫn xoay người đi thu xếp cuộc họp, Trương Dương ngồi xuống trước bàn làm việc, mở máy vi tính lên, hắn cũng không biết làm gì nữa, thế là mở game đánh bài ra chơi. Lúc 8 giờ Phó Chủ nhiệm Tang Kim Đường và Lý Hồng Dương cùng nhau đến gặp hắn. Trương Dương tạm dừng trò chơi lại, cười mời bọn họ ngồi xuống ghế sofa, Tang Kim Đường nhìn hoàn cảnh phòng làm việc một chút. Cười hỏi, chủ nhiệm Trương có thỏa mãn với bố trí của phòng làm việc không? Nếu như có chỗ nào không thích hợp, tôi lập tức cho sửa ngay. Trương Dương nói, rất tốt, điện thoại, máy fax, máy vi tính cái nào cũng có, tất cả đều được tự động hóa, tốt hơn phòng làm việc của tôi lúc trước ở Giang Thành nhiều. Tang Kim Đường nói, chủ nhiệm Trương, buổi sáng ngày hôm nay lúc 10 giờ có một mở một cuộc hội động viên, cử hành trong lễ đường của sân thể dục, chúng ta cùng nhau qua. Trương Dương nói, hội vận động gì? Hắn mới vừa đến, cho nên tình huống của Ủy ban Thể dục cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tang Kim Đường nói, cậu xem, bây giờ đã là tháng 11 rồi, từ đây đến lúc Đại hội Thể dục Thể thao của tỉnh tiến hành còn chưa đến một năm nữa. Đối với Ủy ban Thể dục mà nói, nhiệm vụ quan trọng nhất trong hai năm này chính là làm tốt Đại hội Thể dục Thể thao của tỉnh, làm ra một phần thành tích ưu tú để ăn nói với lãnh đạo. Bộ phận thể dục của Nam Tích chúng ta trong Bình Hải cũng không tính là mạnh, cho nên phải làm chuẩn bị từ sớm. Ngày hôm nay là triệu tập tất cả các huấn luyện viên của các bộ môn cùng với các vận động viên ưu tú đến, làm động viên trước, cổ vũ cho bọn họ thi đấu ra thành tích tốt. Trương Dương cười nói, tháng 10 năm sau mới thi đấu, bây giờ động viên có phải là hơi sớm một chút không? Lý Hồng Dương nói, không sớm đâu, các tỉnh khác đã bắt đầu chuẩn bị hết rồi, lần này thành phố cho chúng ta nhiệm vụ. Yêu cầu số lượng huy chương của chúng ta phải đạt đến hạng 3, một nhiệm vụ gian khổ. Chương 522, khởi đầu mới 4. Trương Dương nói, hạng 3 có gì mà khó. Nam Tích là chủ nhà, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, lần này tổ chức tại Nam Tích, chúng ta nói thế nào cũng phải giành hạng nhất chứ. Một câu nói làm cho hai vị phó chủ nhiệm trợn tròn mắt ra, trong lòng nói thằng nhãi này căn bản chỉ là một người thường. Nam Tích tuy rằng có trình độ kinh tế đứng trên bảng xếp hạng của Bình Hải. Nhưng mà trình độ thể thao lúc nào cũng đếm ngược cả, lần này thành phố ra nhiệm vụ cho bọn họ, bắt phải tiến vào hạng 3 từ tên xuống dưới đã tạo ra một áp lực rất lớn rồi, đang suy nghĩ xem nên động viên tất cả các vận động viên và huấn luyện viên như thế nào đây, chỉ có như vậy thì mới có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ mà thành phố giao cho bọn họ.
Vị chủ nhiệm mới này vừa nghe xong liền muốn giành lấy hạng nhất, thật sự đúng là ăn nói không suy nghĩ, nhưng cũng phải có trình độ mới làm được, vì người bình thường không có khả năng chém gió như vậy được. Tang Kim Đường nói, chủ nhiệm Trương, trình độ thể dục thể thao của Nam Tích chúng ta rất thấp, không phải là ngày một ngày hai có thể đuổi kịp và vượt qua được, cậu vừa mới đến, vẫn chưa rõ ràng tình huống cụ thể ở đây lắm. Lời này nghe rất là khách khí, vì theo ý trong lòng của ông ta, Trương Dương căn bản chỉ là một thường dân. Không chỉ có ông ta, ngay cả Lý Hồng Dương cũng nghĩ như vậy, chỉ cần là người có chút hiểu biết về trình độ thể dục thể thao của Nam Tích đều không ai dám nói là giành hạng nhất trong kỳ đại hội này cả. Ai cũng biết rằng, nhóm thể dục thể thao mạnh nhất Bình Hải chính là Giang Thành, sau đó là Đông Giang, từ trước đến giờ hai vị trí đầu bảng của các kỳ đại hội thể dục thể thao đều là của bọn họ, các thành phố khác cũng chỉ là theo cho góp vui mà thôi, vị trí thứ ba luôn thay đổi, chỉ là hạng 3 và hạng 2 đúng là có chênh lệch quá lớn. Trương Dương cười nói tốt, chờ tôi tìm hiểu thêm nữa. Hội động viên đã được định trước, lúc 10 giờ, tất cả các huấn luyện viên của các đội cũng như các vận động viên ưu tú của Nam Tích đều lục đục đi đến lễ đường của sân thể dục. Hội trường vô cùng ầm ĩ, Trương Dương và Tang Kim Đường, Lý Hồng Dương ba người đi đến lễ đường, tê hỉ lễ đường đã ngồi đầy người rồi, ba người đi lên bục cao, Tang Kim Đường nháy mắt với Lý Hồng Dương một cái, Lý Hồng Dương gõ gõ micro. Lớn tiếng nói, mọi người yên lặng một chút. Âm thanh nói chuyện trong hội trường đã nhỏ lại một chút, nhưng mà vẫn có người khe khẽ nói chuyện, Lý Hồng Dương chỉ có thể nhấn mạnh thêm một lần nữa, mọi người im lặng một chút ngày hôm nay ủy ban thể dục triệu tập mọi người đến, là muốn làm công tác động viên, mượn cơ hội này để làm một ít cổ vũ cho Đại hội Thể dục Thể thao của tỉnh, cũng muốn mượn cơ hội này, nghe ý kiến của mọi người một chút, tất cả mọi người có ý kiến gì? Thì cứ việc nói ra, nhìn xem chúng ta làm cách nào có thể đạt được thành tích ưu tú trong đại hội lần này, Lý Hồng Dương lúc trước tuy rằng cũng là vận động viên ưu tú, nhưng mà tài nói chuyện của gã thì không được tốt cho lắm, nói chuyện thuyết độ mạnh yếu, phía dưới vừa mới yên tĩnh lại, âm thanh đã có xu thế ồn ào trở lại, những người làm công tác thể dục tại Nam Tích này cũng có chút tản mạn, không coi ủy ban thể dục này ra cái gì cả, coi cuộc họp này trở thành một trình tự thường lệ. Tang Kim Đường gõ bàn bàn. Nói, mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút, đầu tiên tôi xin giới thiệu một vị lãnh đạo cho mọi người làm quen. Ông ta chuyển hướng qua Trương Dương, nói, vị này chính là chủ nhiệm ủy ban thể dục thành phố Nam Tích mới đến của chúng ta, Trương Dương đồng chí. Giọng nói của ông ta cũng không lớn, chỉ hấp dẫn sự chú ý của một số người. Có nhiều người đang trò chuyện rất là hăng say, căn bản là không chú ý đến động tĩnh bên trên. Trên mặt của Trương Dương từ đầu đến cuối vẫn duy trì một nụ cười. Nhưng mà hắn đã có phê bình kín đáo với Tang Kim Đường và Lý Hồng Dương, hai vị này tốt xấu gì cũng là phó chủ nhiệm của ủy ban thể dục, nhưng căn bản là không thể là giữ được đầu trận tuyến, bản thân Trương Đại Quan Nhân thì lại không thích họp hành gì, biểu hiện của họp thoạt nhìn có vẻ khô khan chán nản, nhưng trên thực tế cũng là một loại biểu hiện khí chàng, Tang Kim Đường và Lý Hồng Dương rõ ràng là có khí chàng quá nhỏ, kết quả là không áp chế được chàng diện. Ngay cả loại họp hành nhỏ như vậy mà cũng không thể nào áp chế được người ta. Thì đừng hy vọng bọn họ có năng lực lãnh đạo gì. Trương Dương cầm lấy micro, tiện tay kéo đi, hướng micro về phía cái thùng loa, nhất thời làm cho nó vang lên âm thanh chói tai, khiến cho tất cả cuộc nói chuyện của mọi người trong hội trường bị cắt dứt, dừng nói lại, ánh mắt nhìn về hướng bục cao. Trương Đại Quan Nhân cũng không chút hoang mang chỉnh micro lại, lớn tiếng nói, các vị huấn luyện viên, các vị vận động viên, xin chào mọi người, tôi là Trương Dương, là chủ nhiệm ủy ban thể dục mới đến. Từ hôm nay chúng ta bình thường sẽ hay gặp mặt, cho nên các người tốt nhất là nhìn kỹ mặt tôi, nhớ kỹ mặt tôi. Lời nói của hắn có lực 10 phần, lời nói lại trầm bổng du dương, lực chú ý của mọi người đã bị hắn hấp dẫn, đa số người ở đây không ai nghĩ rằng người thanh niên kia lại chính là chủ nhiệm ủy ban thể dục mới đến. Hội trường rõ ràng đã yên tĩnh hơn rất nhiều, tất cả mọi người đều quan sát Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân nói rất đúng, sau này bọn họ khẳng định là sẽ có không ít giao tiếp. Cần phải nhớ rõ hình dạng của vị chủ nhiệm ủy ban thể dục này. Trương Dương đang chuẩn bị nói chuyện, thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại bên dưới vang lên, một người đàn ông trung niên mặc đồ vận động cầm lấy điện thoại, lớn tiếng nói, alo. Chuyện gì vậy? Trương Dương không nhận ra gã, nhưng mà Tang Kim Đường và Lý Hồng Dương đều nhận ra, người đang nghe điện thoại này chính là nhân vật nổi danh trong giới thể dục của Nam Tích, huấn luyện viên thể thao Dương Quảng Trí, gã ta đã giành được rất nhiều chức quán quân thế giới. Quán quân châu Á cùng với quán quân toàn quốc, cho nên có địa vị siêu nhiên tại giới thể dục Nam Tích. Trương Dương nói, đồng chí. Dương Quảng Trí tiếp tục nghe điện thoại.
Trương Dương nói anh đó, người đang nói chuyện điện thoại kia. Dương Quảng Trí ngẩng đầu, cười cười gật đầu với Trương Dương, nhưng vẫn có ý tiếp tục nghe điện thoại. Gã ta luôn có mặt mũi tại Nam Tích, lúc trước mấy vị chủ nhiệm ủy ban thể dục cũng đều cho gã mặt mũi. Nhưng mà Trương Dương lại không biết gã là ai, cho dù biết gã là ai, thì Trương Dương cũng không dễ dàng tha thứ cho cái hành động coi rẻ hội trường. Trương Đại Quan Nhân ngay từ đầu bước chân vào hội trường đã muốn tìm một cơ hội lập uy rồi, bây giờ cơ hội đã đến, Trương Dương lạnh lùng nói, anh đi ra ngoài. Tất cả mọi người sửng sốt, đồng loạt xoay lại nhìn Dương Quảng Trí, Dương Quảng Trí vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, phát hiện ra mình bỗng nhiên trở thành mục tiêu chú ý của mọi người, mới ý thức được là đã xảy ra cái gì đó. Gã cúp điện thoại, cười nói, lần sau sẽ không như vậy nữa, lần sau sẽ không như vậy nữa. Trương Đại Quan Nhân nói, anh đi ra ngoài. Dương Quảng Trí lần này đã nghe rõ ràng, vị chủ nhiệm ủy ban thể dục trẻ tuổi này đang đuổi mình đi ra ngoài ngay trước mặt mọi người. Sắc mặt của Dương Quảng Trí thay đổi, trong hệ thống thể dục Nam Tích này, cho đến bây giờ gã luôn là nhân vật được hưởng vinh dự, làm gì bị người ta vũ nhục qua bao giờ chứ, gã cả giận nói, cậu có ý gì? Trương Dương nói, tôi không biết anh là ai. Nhìn tuổi của anh hẳn là một huấn luyện viên, thân là huấn luyện viên, hẳn là phải hiểu được việc làm gương tốt, nói đàng hoàng, đi ngay ngắn, nói đến bận, những lãnh đạo chúng tôi ai mà không bận hả? Anh xem ở đây có anh nghe điện thoại trước mặt mọi người không? Làm người ít nhất cũng phải biết một chút tôn trọng chứ. Chút quy củ ấy mà anh cũng không hiểu, làm sao mà anh có thể mang danh vận động viên được? Chương 523, cái miệng lớn 1. Tang Kim Đường và Lý Hồng Dương đều kinh ngạc nhìn Trương Dương, quan mới tiền nhiệm sẽ phát ra 3 cục lửa, cục đầu tiên đã bắt đầu cháy rồi, chỉ là không ai ngờ rằng cục lửa đầu tiên của Trương Dương lại phát ra trên người của huấn luyện viên Dương Quảng Trí. Dương Quảng Trí bị Trương Dương nói ngay trước mặt mọi người làm cho khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, gã nghe điện thoại quả thật là sai, nhưng mà vị chủ nhiệm ủy ban thể dục mới đến này căn bản là không cho gã mặt mũi, mắng thẳng mặt gã ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Cục tức này đúng là nuốt không trôi mà, Dương Quảng Trí cả giận nói, không phải chỉ là nghe điện thoại thôi sao? Có gì đặc biệt đâu, quan thì tôi đã thấy nhiều, nhưng mà chưa thấy ai kiêu ngạo như vậy. Trương Dương làm ra thế mời gã ta rời đi, mắt cũng không thèm nhìn gã cái nào nữa, nói về hướng micro, ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến ủy ban thể dục làm việc, tôi mong rằng có thể cho mọi người một ấn tượng tốt, mọi người tiếp xúc với tôi sẽ biết, con người của tôi không hề kiêu ngạo chút nào. Nhưng không kiêu ngạo không có nghĩ là tôi không cần tôn trọng, vô luận là bạn bè hay là đồng nghiệp với nhau, đều cần có tôn trọng qua lại, đây mới là cơ sở làm cho mọi người hợp tác vui vẻ. Trong hội trường lại vang lên tiếng chuông điện thoại, nhưng mà đã không còn ai dám nghe điện thoại cả. Dương Quảng Trí oán hận xoay người rời đi. Trong lòng Lý Hồng Dương âm thầm kêu khổ, Dương Quảng Trí là một trong những chủ tướng của Đại hội Thể dục Thể thao lần này, chỉ cần Dương Quảng Trí ra lệnh một tiếng. Thì đám đệ tử trong đội tuyển của tỉnh và quốc gia khẳng định sẽ rút về không chút do dự. Ngày đầu tiên Trương Dương đi làm mà đã đắc tội với Dương Quảng Trí rồi, mọi chuyện sau này chỉ sợ rất phiền phức. Tang Kim Đường hờ hững nhìn Trương Dương, trong lòng nói thằng nhóc mày có năng lực lắm mà, người nào mày cũng dám đắc tội, ngành thể thao Nam Tích chúng tôi là một vấn đề rất lớn, cậu cứ tiếp tục chơi như vậy, người chết cuối cùng chính là mày thôi, lãnh đạo vô năng thì không sợ, nhưng lại rất sợ vô tri. Mày hoàn toàn không biết gì về ngành thể dục thể thao Nam Thích, lại đứng ở chỗ này phát huy lung tung, chờ xem đi, sẽ có lúc mày khóc thôi. Trương Dương nói, tôi biết tất cả mọi người đều không thích họp, nguyên nhân rất đơn giản, loại họp hành khô khan vô vị này, lãnh đạo đứng bên trên nói nhảm, các đồng chí bên dưới thì ngủ gục. Ngày hôm nay là lần đầu tiên tôi đứng trên bục cao của Ủy ban Thể dục Nam Thích, cảm ơn mọi người đã cho tôi mặt mũi, đến bây giờ tôi vẫn chưa phát hiện ra có người ngủ gục. Bên dưới truyền đến vài tiếng cười thiện ý, tiếng cười này đa số là do vận động viên phát ra, có người đã bắt đầu có hứng thú với vị chủ nhiệm ủy ban thể dục trẻ tuổi mới đến này. Trương Dương có phong cách rất khác biệt với các vị chủ nhiệm ủy ban thể dục khác, vô luận là hắn đuổi Dương Quảng Trí có sáng suốt hay không, thì hành động của hắn quả thật cũng có tác dụng gõ núi chấn hổ rồi. Dương Quảng Trí là nhân vật tiêu biểu của tất cả huấn luyện viên Nam Tích, gã ta bị đuổi ra tại chỗ, đương nhiên là hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Vận động viên tham gia hội nghị ngày hôm nay tuy rằng rất là nhiều, nhưng mà những vận động viên ưu tú nhất Nam Tích vẫn chưa trở về, đa số là đang tập huấn trong đội tuyển của tỉnh hay quốc gia. Làm sao mà có thời gian tham gia cái loại họp hành không có ý nghĩa như vậy? Trương Dương lợi dụng câu nói kia đã làm hòa hoãn lại bầu không khí một chút, tiếp tục nói, muốn họp thì đầu tiên là phải xác định rõ chủ đề,
Trước tiên chúng tôi xin nhấn mạnh chủ đề của buổi họp này, ngày hôm nay họp là vì muốn động viên cho các vị, cũng là cho những vận động viên và huấn luyện viên ưu tú của Nam Tích, động viên cái gì? Động viên cho đại hội sang năm, cũng chính là đại hội thể dục thể thao lần thứ 12 của tỉnh, chủ đề đã có rồi, sau đây tôi xin nói cho mọi người biết mục tiêu rõ ràng mà thành phố đã cho chúng tôi, hắn nhìn thoáng qua hướng Tang Kim Đường, ý bảo Tang Kim Đường lên nói. Tang Kim Đường e hèm một tiếng, cái này không phải là do cổ họng của ông ta bị ngứa, mà mỗi lần đến thời điểm như vậy, ông ta lại thích e hèm một cái, và đã hình thành một thói quen rồi. Tang Kim Đường nói, tôi xin nói một câu, lãnh đạo thành phố cực kỳ coi trọng đại hội thể dục thể thao của tỉnh lần này, đã nói rõ muốn công tác thể dục của thành phố Nam Tích chúng ta phải phát huy tinh thần phấn đấu từ trên xuống dưới, cần phải đạt được thành tích tốt trong đại hội lần thứ 12 này. Lãnh đạo thành phố cho chúng ta một mục tiêu. Uy cầu số huy chương của chúng ta trong bảng xếp hạng lần này phải tiến vào hạng 3, đây là một nhiệm vụ gian khổ, đối với giới thể dục của Nam Tích chúng ta mà nói, đây cũng là một độ cao trước nay chưa từng có, mọi người có lòng tin hay không? Hiện trường im lặng như tờ, không ai đáp lại, Tang Kim Đường không khỏi có chút xấu hổ, ông ta lại e hèm một tiếng theo thói quen, trong lúc đang do dự là có nên hỏi lại lần nữa hay không, thì Trương Dương đã lên tiếng, mọi người không nói lời nào, tôi biết là vì nguyên nhân gì. Mọi người thấy rằng mục tiêu mà lãnh đạo đặt ra có chút thấp, Nam Tích chúng ta thân là chủ nhà, giành được hạng 2 thôi cũng thấy rất là mất mặt, tôi thấy thành phố đặt ra hạng 3, chúng ta không thể tự khinh thường chính mình. Tôi đại biểu cho Ủy ban Thể dục cho mọi người một mục tiêu, Đại hội Thể dục Thể thao sang năm, số huy chương vàng và thành tích mà chúng ta đoạt được nhất định phải đồng thời hạng nhất. Lời nói của Trương Đại Quan Nhân đúng là làm cho người ta sợ hãi không ngớt, hắn vừa nói xong câu này, bên dưới liền ồ lên một tiếng. Hầu như tất cả mọi người đều đang nghi ngờ, thằng nhãi này không phải là điên rồi chứ. Vị trí đứng đầu của Bình Hải cũng không có gì ghê gớm cả, chỉ là trong phương diện thể dục của Bình Hải thì căn bản là không có cơ hội đó, tăng cao thực lực thể dục tổng hợp cũng không thể làm được trong thời gian ngắn. Bảng huy chương, bảng thành tích đồng thời hạng nhất, không sai, tất cả mọi người đều không nghe lầm, vị chủ nhiệm ủy ban thể dục mới đến này đã hô lên trước mặt mọi người, hắn ta đang ở thời đại nào vậy? Còn tưởng mình ở cái thời đại có gan lớn thì có thể làm được sao? Lý Hồng Dương thiếu chút nữa đã đưa tay ra tát vào mồm của Trương Dương rồi, mẹ nó, nói chuyện cũng không thể nói lung tung được, cái này đúng là muốn chết mà, chém gió lợi hại quá, sau này làm sao mà xong việc. Vẻ mặt của Tang Kim Đường thì cười nhạt, mẹ nó, thích chém gió, không biết trời cao đất rộng, điếc không sợ súng, nếu như mày mà có thể thực hiện được tất cả mục tiêu này, tao sẽ ăn tất cả huy chương vào trong bụng. Vô luận là mục tiêu mà Trương Dương đưa ra có thể thực hiện được hay không, thì ít nhất là hắn đã có thể làm được một việc, thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người, cũng thành công làm cho mọi người tham gia cuộc họp này nhớ kỹ hắn, muốn không nhớ cũng khó, thằng nhãi này đúng là biết chém gió quá. Chương 523, cái miệng lớn 2. Trương Dương nói, bây giờ chúng ta đã có chủ đề, có mục tiêu, còn lại là công tác an bài cụ thể và thực hiện mục tiêu thì không thể dựa vào chúng tôi. Cần nhờ mọi người, cần nhờ mỗi một vị huấn luyện viên và vận động viên ở đây. Rốt cục đã có người dũng cảm giơ tay lên, chính là người phụ trách trung tâm bóng bàn Nam Tích Tưởng Phương Tế giơ tay lên. Trương Dương gật đầu nói, vị đồng chí này, mời nói. Tưởng Phương Tế nói, chủ nhiệm Trương, tôi là người phụ trách trung tâm bóng bàn Tưởng Phương Tế, tôi muốn nói lời thật, với trình độ thể dục của Nam Tích chúng ta hiện nay, cho dù là chủ nhà, chiếm được các nhân tố thiên thời địa lợi nhân hòa, thì vẫn không có bất kỳ hy vọng đồng thời đạt hạng nhất của bản thành tích và bảng huy chương. Không chỉ có như vậy, tôi cho rằng Nam Tích chúng ta muốn tiến vào hạng 3 của bảng huy chương thôi cũng đã rất khó. Tất cả mọi người đều là người làm công tác thể dục, nhưng không có nghĩa là người làm công tác thể dục thì không cần thực tế. Tôi không nói các hạng mục khác, mượn bóng bàn chúng tôi mà nói. Trong đại hội của tỉnh, chúng tôi chỉ có một cô gái đoạt được huy chương bạc mà thôi, tổng số huy chương chỉ có 3 cái. Giang Thành, Đông Giang đều là những đội mạnh truyền thống, chúng tôi lấy cái gì so sánh với người ta? Bổ sung một chút, hạng mục bóng bàn của chúng tôi trong Bình Hải coi như là phát triển không tồi rồi. Đám người tham dự cuộc họp bắt đầu nghị luận, trong lúc nhất thời toàn bộ hội trường đã có chút hỗn loạn. Trương Dương cười nói, huấn luyện Tưởng nhìn vấn đề rất thực tế. Lại có thêm huấn luyện viên của đội quyền Anh Đồng Á Ninh đứng dậy nói, chủ nhiệm Trương, còn có một vấn đề khác, trong đại hội hàng năm của tỉnh. Các thành phố khác đang điều động vận động viên từ đội tuyển của tỉnh về, cậu điều động, người ta cũng điều động, hơn nữa vận động viên Nam Tích chúng ta từ trước đến nguyện ý quay về tham gia các cuộc đấu cấp bậc này rất ít,
chuyện này mong rằng các lãnh đạo cần phải coi trọng. Trương Dương nói, mọi người có thể thấy tôi đưa ra mục tiêu đồng thời đạt hạng nhất của bảng huy chương và bảng thành tích là không phù hợp với thực tế, cho rằng tôi không biết tình huống, cho rằng tôi ăn nói lung tung. Không ai nói gì, nhưng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Trương Dương nói, tôi xin nhấn mạnh vài điểm. Thứ nhất, Ủy ban thể dục chúng tôi sẽ dùng hết mọi khả năng thuyết phục các vận động viên ưu tú của thành phố Nam Tích quay về tham gia Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần này. Thứ hai, tôi đại biểu cho Ủy ban thể dục bảo đảm, sẽ làm cho tất cả các vận động viên trong quá trình chuẩn bị có được huấn luyện tốt nhất. Thứ ba, chính là khen thưởng. Nhắc đến khen thưởng, mọi người đồng loạt nhìn về hướng bục cao. Trương Dương nói, huấn luyện viên và vận động viên nỗ lực cực khổ, vì thành phố làm vẻ vang, vì dân chúng làm vẻ vang. Ngoài miệng không thể nói khen thưởng thôi là được, tôi ở đây bảo đảm, năm nay mỗi người giành được huy chương vàng cho Nam Tích chúng ta sẽ có khen thưởng vượt lên bất kỳ một thành phố nào của Bình Hải. Vận động viên bên dưới vừa nghe xong liền bất ngờ ồ lên, có người cao giọng nói, chủ nhiệm Trương, nói không có bằng chứng, cậu rốt cục là muốn thưởng bao nhiêu, cho một con số đại khái đi. Trương Dương nở nụ cười, hắn lớn tiếng nói về dưới đài, trong lần đại hội trước, mức thưởng cao nhất của các thành phố khác là bao nhiêu? Rất nhiều âm thanh đáp lại, nói tiền thưởng của Lam Sơn là cao nhất, mỗi một người giành được huy chương vàng thì thưởng 5.000, huấn luyện viên 3.000. Trương Dương nói, định mức tiền thưởng cụ thể thì chúng tôi còn cần thương lượng, nhưng mà tôi ở đây cho mọi người một định mức thấp nhất, nếu có thể đạt được huy chương vàng trong đại hội, thì vận động viên ít nhất được 10.000, huấn luyện viên ít nhất được 5.000. Những lời này Trương Dương vừa nói ra, toàn bộ hội trường liền bùng nổ. Cần phải làm rõ đây là Đại hội Thể dục Thể thao của tỉnh mà thôi, nhưng số tiền thưởng mà Trương Dương đã làm cho mọi người phải líu lưỡi. Hai vị phó chủ nhiệm Lý Hồng Dương và Tang Kim Đường cười khổ nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều thầm nói, tên nhóc này không biết những lời của hắn có giá trị bao nhiêu, chỉ dùng 30 huy chương vàng mà nói, thì tiền thưởng cho vận động viên và huấn luyện viên cũng hơn 500.000, số tiền này ai sẽ là người trả. Thật sự đúng là miệng rộng mà, ngoài miệng không có cửa giữ. Tưởng Phương Tế nói, chủ nhiệm Trương, bây giờ điều kiện huấn luyện của chúng tôi rất kém cỏi, dụng cụ trong các phương diện cũng không có đúng chỗ, nếu như cậu đến các sân huấn luyện khảo sát tình hình thực tế sẽ biết, việc chuẩn bị của chúng tôi không phải nói được là được. Tang Kim Đường nói, trung tâm thể dục mới đang trong quá trình xây dựng, thành phố vì chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao lần này mà đặc biệt xây dựng một sân thể dục, sang năm là có thể hoàn thành, đến lúc đó, các người có thể qua đó huấn luyện. Tưởng Phương Tế nói, chủ nhiệm Tang, các người có đến công trường để nhìn o vậy, bây giờ trọng điểm xây dựng là sân thể dục, phòng huấn luyện ở đâu? Thành phố có suy nghĩ hay không? Tang Kim Đường cười nói, bây giờ tài chính của thành phố đang khẩn trương, mọi người tỏ ra một chút về tình yêu quê nhà, tình yêu tổ quốc một chút, thì tất cả đều được giải quyết. Tôi không phải là muốn phát tiết bất mãn gì cả, nhưng mà các người muốn thành tích, nhưng không thay đổi điều kiện huấn luyện của chúng tôi, muốn đoạt được hạng nhất của hai bảng. Tôi thấy không có khả năng. Tưởng Phương Tế nói xong liền ngồi xuống. Trương Dương nói, vấn đề mà huấn luyện Tưởng đưa ra rất thực tế, tôi ở chỗ này bảo đảm, tôi sẽ mau chóng khảo sát các sân và phòng huấn luyện, chỉ cần có khó khăn, tôi sẽ tận lực giải quyết cho mọi người, muốn đánh được giặc, thì trước tiên phải có vũ khí sắc bén, luận ngữ đều nói vậy, yên tâm đi, muốn ngựa chạy mà không cho ngựa ăn thì không phải là tác phong của chúng tôi, thời đại bây giờ là thời đại mà mọi người chỉ cần nỗ lực thì sẽ nhận được báo đáp. Sau khi cuộc họp chấm dứt, vẻ mặt đầy u sầu của Lý Hồng Dương đi theo Trương Dương, nói, chủ nhiệm Trương, có một số việc chúng ta nói cũng không tính là gì, tài chính mà thành phố chi cho chúng ta quá ít, vấn đề mà bọn họ đưa ra căn bản là không có biện pháp giải quyết. Trương Dương nói, không phải là nói muốn chuẩn bị cho đại hội của tỉnh sao, vì sao tài chính là không chịu chi. Tang Kim Đường nói, chi rồi, nhưng mà như muốn bỏ biển, bây giờ sổ sách của Ủy ban Thể dục đang có chút vấn đề. Bộ phận kiểm sát đang điều tra. Trương Dương nhíu mày, mơ hồ đoán được chuyện này có liên quan đến chủ nhiệm trước Chu Đại Niên, lúc ba người đi ra lễ đường, thì huấn luyện viên đội quyền Anh Đồng Á Ninh đuổi theo, ông ta đi tìm Tang Kim Đường, từ xa đã nói, chủ nhiệm Tang, số tiền lần trước mà ngài phê chuẩn vẫn chưa đến. Tang Kim Đường lộ vẻ mặt khó xử, Ủy ban Thể dục chúng tôi đã thông qua, nhưng mà tiền còn chưa đến Ủy ban Thể dục chúng tôi, thì chúng tôi cũng không có cách nào. Đồng Á Ninh nói, tiếp tục như vậy thì chúng tôi không cách nào làm được, đừng nói là thiết bị huấn luyện, ngay cả dinh dưỡng của vận động viên cũng không theo kịp, Nam Tích cũng không phải nghèo, vì sao lại bỏ chúng tôi như vậy? Bởi vì Trương Dương không biết chuyện cụ thể, cho nên cũng không hỏi.
Tang Kim Đường nói, như vậy đi, anh cứ về trước, buổi chiều nay chúng tôi họp sẽ thương lượng lại, chủ nhiệm Trương đến rồi, rất nhiều công tác chúng tôi phải báo cáo với chủ nhiệm Trương. Trong lòng Trương Dương liền nói, bắt đầu đẩy qua cho tôi rồi. Chương 523, cái miệng lớn. 3. Ba người sóng vai nhau đi đến ký túc xá ủy ban thể dục, Trương Dương nói, chủ nhiệm Lý, anh đem tất cả vận động viên ưu tú có quê quán tại Nam Tích chúng ta làm công tác thống kê một chút, đội tuyển tỉnh, đội tuyển quốc gia, trong nước ngoài nước, tất cả đều làm thống kê rõ ràng. Lý Hồng Dương nghe mà có chút mơ hồ, ngạc nhiên nói, nước ngoài cũng phải làm thống kê luôn sao? Người Hoa quốc tịch Mỹ cũng tính sao? Trương Dương cười nói, đương nhiên là tính rồi, chỉ cần là quê quán tại Nam Tích tất cả đều tính. Trong lòng Tang Kim Đường càng ngày càng khinh thường vị chủ nhiệm ủy ban thể dục mới đến này, cho rằng Trương Dương là một người thường, là một người thường từ đầu đến chân, thật không biết trong đầu đám lãnh đạo nghĩ cái gì nữa. Lại phái một người thường đến phụ trách công tác lãnh đạo, căn bản là để cho một người thường đứng ra chỉ huy. Ngày đầu tiên đi làm thì lại đặt ra mục tiêu kinh người, đòi giành hạng nhất trong cả hai bảng huy chương và bảng thành tích, không biết sau này trong công tác hắn còn làm ra bao nhiêu trò cười cho thiên hạ. Tang Kim Đường dự kiến rằng giới thể dục Nam Tích cũng sẽ nhanh chóng trở thành trò cười cho toàn bộ tỉnh. Trương Dương có thể cảm thấy được bọn họ đang nghi ngờ mình, cái này cũng khó trách, chiến tích của hắn đã thuộc về quá khứ rồi, thuộc về Giang Thành, nơi này là Nam Tích, đối với hắn mà nói thì ủy ban thể dục là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Trong lĩnh vực này, hắn không có bất kỳ thành tích nổi trội nào hết, cho dù hắn có năng lực, có tự tin, thì người khác không biết, người khác hoài nghi cũng là bình thường. Trương Dương trở về phòng làm việc của mình, tự tay pha trà, lúc này không khỏi nhớ đến việc có thư ký thật là tốt, lúc trước còn ở Phong Trạch, những việc này đều là do Phó Trường Trinh làm cho mình, lúc mình rời đi đã từng đáp ứng là sẽ đem Phó Trường Trinh đi làm bí thư cho mình, chờ khi ổn định rồi, sẽ điều đến vài trợ thủ đắc lực. Trong lúc Trương Dương đang suy nghĩ miên man, thì Tiêu Điều Mẫn đã đến. Trong tay của cô cầm một đĩa mềm vừa đi vừa nói, chủ nhiệm Trương, chủ nhiệm Lý kêu tôi đưa tư liệu cho ngài. Trương Dương nói, tư liệu gì? Tiêu Điều Mẫn nói, ngài không phải là muốn tư liệu của các vận động viên ưu tú có quê quán tại Nam Tích sao? Lúc trước chúng tôi đã đặc biệt làm công tác thống kê cho phương diện này, tất cả đều trong cái đĩa. Trương Dương lúc này mới nhớ đến việc vừa rồi mới nói với Lý Hồng Dương, hắn cười cười, đưa tay mở máy vi tính lên, Tiêu Điều Mẫn đưa đĩa mềm giao cho hắn, Trương Dương chờ máy tính mở lên xong, liền đút đĩa mềm vào và bắt đầu xem xét tư liệu bên trong. Bên trong đầy danh sách của những vận động viên, huấn luyện viên ưu tú, danh sách rất dài, cũng rất chi tiết. Tiêu Điều Mẫn thu dọn bàn làm việc một chút rồi ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, nhẹ giọng nói, chủ nhiệm Trương, vận động viên ưu tú của Nam Tích trên cơ bản đều có ghi lại, chỉ có mấy vận động viên nước ngoài thì không có ghi vào thôi. Trương Dương nói, bổ sung những vận động viên nước ngoài này vào luôn. Tiêu Điều Mẫn có chút ngạc nhiên nói, chủ nhiệm Trương. Ngài thật sự gửi lời mời với những vận động viên này sao? Trương Dương nói, vì sao không? Bọn họ đều là người của Nam Tích, đại hội của tỉnh đương nhiên là có nghĩa vụ làm vẻ vang cho Nam Tích rồi. Tiêu Điều Mẫn nói, đừng nói là vận động viên nước ngoài, cho dù là vận động viên sinh trưởng tại Nam Tích chúng ta, thật sự đi đến đội tuyển quốc gia rồi thì còn ai coi trọng cái đại hội của tỉnh nữa. Mượn đại hội lần trước mà nói, chúng tôi đã gửi lời mời đến cho các vận động viên ưu tú trong nước. Nhưng cuối cùng trở về dự thi chưa đến 1/3, không chỉ có Nam Tích chúng tôi, mà các thành phố khác cũng như vậy. Những vận động viên này, đã từng tham gia các cuộc thi quốc tế rồi, ai mà rảnh tham gia đại hội này của tỉnh chứ? Cô ta nói xong lại bổ sung, căn cứ theo quy tắc của đại hội, cho dù là vận động viên nước ngoài chịu đến, thì bọn họ cũng không phù hợp với điều kiện dự thi, đại hội của tỉnh có yêu cầu đối với quê quán. Trương Dương nói, thân là người Nam Tích. Vì Nam Tích làm vẻ vang là bổn phận của bọn họ, không cần phải để ý nhiều như vậy, làm tốt công tác thống kê, tất cả đều gửi giấy mời, không bỏ sót một ai. Tiêu Điều Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng nói chỉ sợ lần này sẽ lãng phí không ít giấy trắng. Trương Dương nói, Dương Chí Quảng có phải là rất vênh váo hay không? Tiêu Điều Mẫn cũng có nghe nói về chuyện Trương Dương đuổi Dương Chí Quảng ra khỏi cuộc họp động viên. Trong các kỳ đại hội trước là do Dương Chí Quảng đứng ra kêu các học trò của gã từ trong đội tuyển quốc gia trở về. Lần này Trương Dương làm cho gã ta mất mặt lớn như vậy, sợ rằng Dương Chí Quảng sẽ không ra sức nữa. Tiêu Điều Mẫn gật đầu nói, Dương Chí Quảng là huấn luyện viên nổi bật trong giới thể dục Nam Tích chúng ta, ông ta đã phát hiện và huấn luyện ra nhiều vận động viên thể thao cấp quốc gia, bây giờ trong đội thể thao quốc gia có 3 học trò của ông ta.
Trương Dương nói, cũng không phải là công lao của ông ta, quán quân thế giới là do huấn luyện viên quốc gia dạy ra, ông ta coi như cũng là một người thầy đầu tiên. Tiêu Điều Mẫn cười cười, không nói gì. Trương Dương nói, chị thu xếp một chút, đem tất cả huấn luyện viên ưu tú nhất Nam Tích, những vận động viên có hy vọng đạt được huy chương vàng tập trung lại, tôi muốn mở cuộc họp với họ. Tiêu Điều Mẫn nói, không thành vấn đề. Cô ta nhớ ra một việc, cẩn thận hỏi, chủ nhiệm Trương, nghe nói trong cuộc họp ngài nói là muốn thưởng lớn cho những vận động viên và huấn luyện viên đoạt được huy chương vàng trong đại hội. Trương Dương nói, đúng vậy, không cho bọn họ chút kích thích, bọn họ làm sao mà có thể luyện tập tốt. Tiêu Điều Mẫn nói, nhưng cụ thể là cho bao nhiêu thì phải do thành phố quyết định, ủy ban thể dục chúng ta bây giờ không có bao nhiêu tiền. Trương Dương cười nói, lời tôi đã nói ra rồi, thì sẽ không thu hồi lại, phương diện tiền thưởng tôi có biện pháp giải quyết, thành phố quyết định, thì đi tìm bọn họ đòi tiền, nếu như không tìm bọn họ đòi tiền, thì bọn họ cũng không quản chuyện này, đúng rồi, vừa nãy tôi có nghe những huấn luyện viên phản ứng là điều kiện luyện tập của sân huấn luyện rất lạc hậu, rốt cục là xảy ra chuyện gì. Tiêu Điều Mẫn do dự một chút rồi mới nói, chủ nhiệm Trương, ngài còn chưa đến các sân thể dục và trung tâm luyện tập của chúng ta để xem qua, phương diện bên trong tương đối lạc hậu, ủy ban thể dục đã từng báo cáo nhiều lần, nói là cần thay đổi những thiết bị luyện tập mới, chỉ là thành phố chậm chạp không chuyển tiền xuống. Tiền à, sang năm sẽ làm đại hội của tỉnh rồi, mà thành phố còn chưa chịu chi. Tiêu Điều Mẫn nói, thành phố đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cần phải đẩy nhanh xây dựng trung tâm thể dục. Tài chính cho phương diện thể dục đa số đều chi về bên kia, ủy ban thể dục chúng ta trong phương diện xây dựng chỉ có quyền kiến nghị chứ không có quyền chỉ huy, công trình cụ thể chúng ta không phụ trách, lúc trước chúng ta cũng đưa ra đề nghị xây dựng phòng huấn luyện, cũng có bắt đầu xây dựng, nhưng trọng điểm là sân thể dục, căn cứ theo tình huống trước mắt mà xem, mặc dù tiến độ xây dựng của sân thể dục không được lý tưởng cho lắm. Nhưng bên phía sân thể dục vẫn không ngừng phát triển, làm gì còn ai có tinh lực mà xây dựng phòng huấn luyện chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 523, cái miệng lớn. 4. Trương Dương nói, trở về tôi sẽ phản ánh với thành phố, muốn đạt được thành tích tốt, không có sự ủng hộ mạnh mẽ của tài chính là không được. Tiêu Điều Mẫn nói, chủ nhiệm Trương, tôi thấy ngài trước mặt các lãnh đạo tốt nhất là đừng đưa ra cái giá quá cao, cô ta ám chỉ Trương Dương, ngàn vạn lần không nên đem chuyện đoạt hạng nhất của cả hai bảng huy chương và thành tích nói ra một cách hùng hồn. Nếu như đám lãnh đạo thành phố coi là thật, thì không chỉ có Trương Dương, mà toàn bộ ủy ban thể dục bọn họ cũng sẽ phải đi theo ngọn lao đã được phóng của Trương Dương. Trương Dương nói, trong lòng tôi có tính toán. Tiêu Điều Mẫn nhìn bộ dạng tràn ngập tự tin của hắn, trong lòng tương đối mê mang, trong lòng có tính toán. Cô ta y 61 vị chủ nhiệm ủy ban thể dục trẻ tuổi này thậm chí là cũng không biết mình đang làm gì. Tiêu Điều Mẫn đi rồi, Trương Dương bỗng nhiên nổi lên một ý niệm trong đầu. Hắn lái xe đi đến công trường của sân thể dục mới, hắn muốn nhìn xem tiến độ rốt cục làm đến đâu rồi. Công trường trung tâm thể dục mới nằm ở khu Đông Nam Thích, nằm bên cạnh quốc lộ, xe cộ lui tới trong công trường rất nhộn nhịp, chỗ nào cũng đầy bụi bặm cả. Trương Dương lái xe tải ra đến cửa lớn của công trường, bảo vệ trước cửa căn bản là không hỏi đến. Trương đại quan nhân có thể lái xe tải tiến vào trong, đi vào trong công trường, cái nhìn đầu tiên chính là một tòa kiến trúc thật lớn ngay giữa trung tâm công trường. Sân thể dục mới của thành phố Nam Tích, từ tình huống xây dựng bên ngoài của sân thể dục mà xem. Hẳn là còn đang không ngừng phát triển, công nhân làm việc tại công trường cũng không nhiều lắm, rất nhiều công nhân đang tụ năm tụ ba ngồi trên bãi đất trống, có hút thuốc, có đánh bài, trốn việc còn nhiều hơn làm việc nữa. Trương đại quan nhân dừng xe lại, đi đến chỗ vào công nhân đang ngồi chồm hổm hút thuốc, hắn thò tay vào trong túi lấy ra một gói thuốc ném qua, mấy người công nhân thấy người ta khách khí như vậy. Trên mặt cả đám đều vui như hoa. Cho dù là dân chúng bình thường, cũng biết được cái đạo lý trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí cả. Trong đó có một công nhân hơi lớn tuổi hỏi, ông chủ, có chuyện gì sao? Trương Dương mỉm cười nói, sân thể dục này khi nào xây xong? Người công nhân lớn tuổi ấy còn chưa kịp trả lời, thì một người thanh niên bên cạnh đã nói, sân thể dục cái rắm, tiền lương của chúng tôi đã bị khất 3 tháng rồi, bản vẽ thì sửa mỗi ngày, tôi thấy thành phố không có tiền đâu. Nếu không trả tiền công cho chúng tôi, tất cả chúng tôi sẽ đến tòa thị chính đòi tiền. Người lớn tuổi thì dù sao cũng suy nghĩ nhiều hơn một chút, lấy khuỷu tay đẩy đẩy người thanh niên, cười cười với Trương Dương, nói, ông chủ là làm cái gì? Trương Dương cười cười không nói chuyện, hắn đi về phía trước vài bước, nhìn chu vi xung quanh của sân thể dục, từ giờ đến lúc khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao của tỉnh còn chưa đến một năm,
nếu như tiến độ công trình không nắm chắc, sợ rằng đến lúc đó cái gì cũng không có. Trương Dương đứng trong công trường gọi điện cho Lương Thành Long. Lương Thành Long nghe nói hắn đang ở công trường trung tâm sân thể dục, không khỏi nở nụ cười. Ngày hôm qua Trương Dương còn luôn mồm bảo phải cúi thấp, muốn tu tâm dưỡng tính, ngày hôm nay lại chứng nào tật nấy, không có việc gì hắn chạy đến trung tâm thể dục mới làm gì. Lương Thành Long đã đoán rằng Trương Dương bắt đầu đi gây chuyện rồi. Trương Dương nói, Thành Long à, tuy rằng Toyo 6 chỉ là một người thường, nhưng cũng có thể nhìn ra tiến độ của công trình tồn tại một vấn đề rất lớn, đã sắp đến cuối năm rồi, mà trung tâm thể dục mới này vẫn không có tiến triển gì cả. Công nhân hoặc là ngồi đánh bài hoặc là ngồi nói chuyện phiếm, bảo là bên thi công khất tiền lương của bọn họ, tất cả các phòng luyện tập đều không xây dựng. Lương Thành Long nói, Trương Dương, cậu với mới đến Nam Thích, đừng quan tâm chuyện của trung tâm thể dục này, Từ Quang Lợi nhận thầu công trình này, anh của hắn ta là bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên, cậu yên tâm đi, cho dù là đội quần úp lên mặt, thì cái trung tâm thể dục này cũng sẽ hoàn thành, về phần chất lượng và quy mô của công trình có bị rút lại hay không, thì có trời biết. Trương Dương nói, con mẹ nó thật quá đáng, xây dựng trung tâm thể dục, mà ủy ban thể dục chúng tôi lại không có tư cách tham dự, cái này cũng quá vô nghĩa rồi. Lương Thành Long nói, lại nổi nóng rồi đấy sao? Ngày hôm qua không phải cậu đã nói với tôi rằng cần phải cúi thấp sao? Trương Dương nói, tôi là chủ nhiệm ủy ban thể dục, nếu đại hội lần này mà không thành công, tôi sẽ là người gánh vác trách nhiệm, đám lãnh đạo khi có chuyện tốt thì nhất định là không nghĩ đến tôi. Chỉ là khi cần gánh chịu trách nhiệm, 10 phần là sẽ tính lên trên đầu của tôi. Lương Thành Long cười cười, vào vai thật là nhanh, không dễ dàng, thật sự là không dễ dàng. Trương Dương mắng, cậu bớt nói bóng nói gió đi, cậu không phải là chuyên gia trong phương diện kiến trúc sao? Cho tôi một đề nghị đi. Lương Thành Long nói, ai cũng có thể nhìn ra được vấn đề trong phương diện này, tôi đề nghị cậu cầm bản vẽ quy hoạch đi tìm Hạ Bá Đạt, nếu như ông ta nguyện ý đứng ra thì tốt nhất. Không muốn đứng ra, thì cậu làm dự định khác, nói túm lại, chuyện này không thể trực tiếp đi tìm Từ Quang Nhiên. Trong cuộc họp thường kỳ vào buổi chiều, Trương Dương và những nhân viên làm việc chủ yếu của Ủy ban Thể dục gặp mặt, Tang Kim Đường, Lý Hồng Dương, Lưu Cương, Thôi Quốc Trụ, Đoạn Kiến Trung, những đảng viên này Trương Dương đều đã gặp qua rồi, còn cán bộ của các phòng ban khác là lần đầu gặp gỡ, trí nhớ của Trương Dương rất tốt, trên cơ bản là nghe Tiêu Điều Mẫn giới thiệu một lần, đều có thể ghi nhớ tên của đối phương. Và trưởng khoa tài vụ Lưu Văn Ngu là cần phải đặc biệt nhớ kỹ, bởi vì bất kỳ đơn vị nào mà nói thì công tác tài vụ đều đặc biệt quan trọng. Trong cuộc họp thường kỳ buổi trưa này thì Trương Dương cũng không có nói nhiều, chỉ là cười tự giới thiệu mình cho mọi người làm quen một chút. Theo Tăng Kim Đường và Lý Hồng Dương thấy, tám phần là do Trương Dương ý thức được mình đã nói nhiều thành nói bậy, trong cuộc họp buổi sáng đã bốc phét quá đà, vì thế bây giờ đã cảm thụ được mùi vị tự mua dây chói mình rồi. Khi tan họp, Trương Dương gọi Lưu Văn Ngu vào phòng làm việc, hắn muốn tìm hiểu tình huống tài chính của Ủy ban Thể dục. Lưu Văn Ngu đã có chuẩn bị với thứ này, bà ta lão luyện biểu thị rằng, bởi vì chủ nhiệm Ủy ban Thể dục trước đó Chu Đại Niên đột nhiên sinh bệnh, rất nhiều sổ sách vẫn còn trong quá trình thu dọn, những sổ sách có vấn đề, bên viện kiểm sát đã phái người đến, cần phải điều tra rõ ràng một thời gian. Trương Dương nghe nói Chu Đại Niên là người bị tình nghi tham ô tiền của công, chuyện này tạm thời không tiện trực tiếp hỏi Lưu Văn Ngu. Sau khi suy nghĩ xong, Trương Dương quyết định đem vấn đề này tạm thời gác lại, nghe theo đề nghị của Lương Thành Long, tất cả chờ đi hỏi Hạ Bá Đạt rồi tính. Chương 523, cái miệng lớn. 5. Tìm bản vẽ quy hoạch của trung tâm thể dục mới trong Ủy ban Thể dục cũng không khó, mặc dù Ủy ban Thể dục không có tham gia vào xây dựng cụ thể của trung tâm thể dục. Trương Dương nhìn bản vẽ, nhớ đến tình huống thấy được của công trường ngày hôm nay, khoảng cách so với cự ly quy hoạch còn cách rất xa. Lúc trước hắn còn ở Giang Thành, bình thường hay nghe nói về Nam Tích giàu có và đông đúc ra sao, kinh tế phát triển thế nào, chỉ là bây giờ nhìn ra, Nam Tích đang thiếu tiền, cảng nước sâu đang thiếu tiền, trung tâm thể dục cũng đang thiếu tiền, không có tiền chẳng là gì nên. Tuy rằng quốc gia không phải là xã hội tiền tài, nhưng mà cũng không rời khỏi được hai chữ tiền tài, không có tiền thì khó mà đi được nửa bước. Đây là hiện thực, bản vẽ cho dù có hoàn mỹ cỡ nào, lý tưởng cho dù rộng lớn cỡ nào. Nhưng trước mặt hiện thực cũng không thể không cúi đầu. Trương Dương làm việc gì cũng muốn thẳng thắn, kéo dài lê thê không phải là tác phong của hắn. Sau cuộc họp thường kỳ cùng ngày xong hắn liền chuẩn bị đi đến tòa thị chính, trước khi đi còn gọi điện cho Hạ Bá Đạt biết. Hạ Bá Đạt kêu hắn bồn giờ 30 đến phòng làm việc chờ, trước đó Hạ Bá Đạt còn phải tham dự hội nghị thường ủy. Vấn đề làm phức tạp đầu óc của đám lãnh đạo Nam Thích chủ yếu có hai cái,
một là vấn đề đầu tư của cảng nước sâu, cái còn lại chính là tiến độ xây dựng của công trình sân thể dục mới. Hai công trình lớn này đều là bộ mặt của Nam Tích, nếu như xảy ra vấn đề, bọn họ đúng là không biết ăn nói thế nào với lãnh đạo của tỉnh. Vị thường ủy mới được chọn, thường vụ phó thị trưởng Trần Hạo đang nhíu mày thật chặt, gã cũng không phải làm ra bộ dạng tâm sự nặng nề, trên thực tế, gã đang buồn thúi ruột luôn, Thường Lăng không đi rồi, công trình cảng nước sâu liền ném qua cho gã gánh không nổi, khi cảng nước sâu không xảy ra vấn đề về tài chính, Trần Hạo rất là hâm mộ vị trí của Thường Lăng không, cứ mơ mộng vào một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ được ngồi lên nó, cướp nó giành nó. Chỉ là bây giờ đã khác ngày xưa, cảng nước sâu làm tốt thì sẽ là chiến tích, còn làm không tốt thì chính là trách nhiệm to lớn, nếu như vấn đề tài chính chậm chạp không giải quyết được, thì người đứng mũi chịu sào gánh trách nhiệm chính là gã. Trần Hạo thậm chí còn có mong muốn là mình không làm cái chức thường vụ phó thị trưởng này nữa, thật ra cho dù gã đảm nhiệm thường vụ phó thị trưởng, thì trọng trách của cảng nước sâu cũng không đến lượt của gã, chỉ là Từ Quang Nhiên không muốn Hạ Bá Đạt nhúng tay vào, cho nên Từ Quang Nhiên sẽ không đem cái chiến tích lớn như vậy tặng cho Hạ Bá Đạt. Chiến tích càng lớn, mạo hiểm càng nhiều, hai ngày nay Trần Hạo rõ ràng đã ốm đi rất nhiều, nếu như loại áp lực này cứ kéo dài liên tục, gã sợ rằng mình sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp. Trần Hạo nói, bên tập đoàn Tinh Nguyệt Singapore chúng tôi đang tích cực liên hệ, bởi vì nội bộ bên trong công ty bọn họ xảy ra một ít biến động, cho nên phương án đầu tư cụ thể đến tháng sau mới có thể đưa ra, chúng ta cần phải kiên trì nhiều hơn, về phần Hà Trường An tiên sinh, chúng tôi không liên hệ được, căn cứ theo lời nói của công ty ông ta, thì bây giờ ông ta đang nghỉ phép tại châu Phi, lúc nào trở về thì bên phía công ty cũng không biết. Từ Quang Nhiên tức giận nói, nghỉ phép. Một người làm ăn như vậy sao có thể không chịu trách nhiệm chứ, lúc đầu muốn đầu tư chính là hắn, bây giờ lúc cần tài chính, thì hắn lại trốn tránh, hắn có thể nghỉ phép, nhưng công trình cảng nước sâu của chúng ta không thể chờ. Ông ta quay sang nhìn Hạ Bá Đạt, lão Hạ, trong tỉnh nói thế nào? Hạ Bá Đạt nói, còn chưa rõ ràng, từ tình huống bây giờ mà xem, sự ủng hộ về phương diện tài chính cũng không quá lớn. Từ Quang Nhiên gật đầu, ông ta nhắc đến Đại hội Thể dục Thể thao của tỉnh. Đại hội thể dục thể thao sẽ chính thức khai mạc vào năm sau, bây giờ trung tâm sân thể dục vẫn không có tiến triển, tiến độ chậm chạp nghiêm trọng, tài chính của thành phố cần phải ưu tiên chiếu cố một chút, dù sao thì đại hội của tỉnh cũng là vinh dự của toàn thể nhân dân Nam Tích chúng ta, cái mặt mũi này chúng ta nhất định phải có. Trong lòng Hạ Bá Đạt âm thầm cười nhạt, người nhận thầu công trình trung tâm sân thể dục chính là em trai của Từ Quang Nhiên, Từ Quang Lợi, tiền thì thành phố đã cho không ít, nhưng tiến độ lại chậm như vậy. Hẳn là nên tìm nguyên nhân từ bên xây dựng mới đúng. Từ Quang Nhiên nói đến chuyện này trong hội nghị thường ủy không phải là tự đánh vào mặt mình sao? Bí thư ủy ban kỷ luật Nam Tích Lý Bồi Nguyên nói, tiến độ của công trình trung tâm thể dục xảy ra vấn đề, ủy ban thể dục Nam Tích hẳn là phải chịu trách nhiệm tương đối lớn, căn cứ theo tình huống mà chúng tôi nắm giữ bây giờ. Đồng chí Chu Đại Niên trong nhiệm kỳ, đã có hành vi tham ô công khoản phi pháp, các ban ngành của ủy ban thể dục quản lý hỗn loạn. Hiệu suất làm việc kém, giữa các ban ngành thì đùn đẩy trách nhiệm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xây dựng trung tâm thể dục mới. Tất cả thường ủy ở đây đều biết chuyện Chu Đại Niên tham ô công khoản, nhưng mà Chu Đại Niên bây giờ sắp chết rồi, con số tham ô cũng không có lớn, chỉ có 600.000 thôi. Sau khi bị tổ chức phát hiện, Chu Đại Niên đã đem số tiền kia trả về, cái này cũng là nguyên nhân không bỏ tù ông ta. Lý Bồi Nguyên đem việc công trình trung tâm sân thể dục có tiến độ chậm chạp đổ lỗi lên ủy ban thể dục đúng là thiếu phúc hậu thật. Mọi người đều biết, lúc đầu xây dựng trung tâm thể dục, bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên đã đánh dấu những công việc quan trọng. Muốn giao quyền rõ ràng, ủy ban thể dục chỉ có quyền ý kiến, không có quyền chỉ huy công trình. Bây giờ tiến độ công trình xảy ra vấn đề, thì lại chụp cái mũ lên trên đầu của ủy ban thể dục. Ủy ban thể dục đúng là oan uổng không thể nghi ngờ rồi. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại. Chu Đại Niên dù sao cũng sắp chết rồi, ông ta lại làm ra chuyện tham ô nữa, cho dù tặng thêm một cái tội danh thì cũng không tính là gì cả. Hạ Bá Đạt cũng hiểu được ẩn ý bên trong, Lý Bồi Nguyên có quan hệ tốt với Từ Quang Nhiên, lời nói vừa rồi của ông ta cũng không phải là nói không. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Thị ủy Lương Tùng nói đến chuyện của Ủy ban Thể dục, tôi vừa nghe được một chuyện rất là mới. Tất cả thường ủy đều nhìn về phía Lương Tùng. Bầu không khí trong nửa đầu của hội nghị này đã chịu áp lực rất lớn, biểu tình của Lương Tùng tựa hồ đã hòa tan áp lực của bầu không khí này. Ông ta cười nói, ngày hôm nay Ủy ban Thể dục mời tất cả đến mở họp động viên. Vị chủ nhiệm Ủy ban Thể dục mới nhậm chức của chúng ta trong cuộc họp động viên đã tuyên bố rất hùng hồn với toàn thể huấn luyện viên và vận động viên, nói là trong Đại hội Thể dục Thể thao sang năm,
phải đạt được hạng nhất của bảng huy chương và bảng thành tích. Lương Tùng vừa nói xong, rất nhiều thường ủy liền bật cười, lúc bọn họ cười đều vô thức nhìn về hướng Hạ Bá Đạt. Hạ Bá Đạt không cười, Trương Dương là ông ta mời đến, vô luận là ước nguyện ban đầu khi điều Trương Dương đến là gì, thì cũng có người cho rằng Trương Dương là cán bộ mà ông ta nâng lên, không ngờ rằng thằng nhãi này vừa mới đến Nam Tích đi làm ngày đầu tiên đã gây ra một trò cười lớn như vậy. Từ Quang Nhiên nói, cán bộ trẻ tuổi có hùng tâm là chuyện tốt, không có lòng nhiệt tình thì làm sao có thể làm tốt công tác. Lương Tùng vừa cười vừa nói, tôi nói ra chuyện này cũng không có mục đích gì, tôi thấy cán bộ trẻ tuổi chúng ta nên làm ra làm mà chơi ra chơi thì tốt hơn một chút. Chương 524, sẽ lãnh đạo cậu một. Từ Quang Nhiên nói, lão Lương nói đúng, cái quan trọng nhất của Đảng Cộng sản chúng ta chính là thực tế, không được phép khoát lác, lúc trước chúng ta đã từng chịu thiệt hại rất lớn, bây giờ đến thời đại này, tuyệt đối không thể cho loại chuyện như vậy tái diễn được nữa, lời nói của Từ Quang Nhiên hiển nhiên là có chút lặp lại. Nói xong lời này, ông ta lại đổi giọng, nói, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận ưu điểm của cán bộ trẻ tuổi, bọn họ nhiệt tình, có suy nghĩ, có bốc đồng, công cuộc cải cách của chúng ta cần phải có những người thanh niên như vậy đến thúc đẩy. Đương nhiên, làm công tác không chỉ dựa vào nhiệt tình là đủ, không thể nhìn một mặt mà cứ cất bước đi về phía trước, còn cần phải ổn định nữa. Hạ Bá Đạt mơ hồ cảm thấy Từ Quang Nhiên có ý định dẫn đường cho đám thường ủy, ông ta muốn làm gì? Tính tình của Hạ Bá Đạt vô cùng trầm ổn, ông ta lặng lặng chờ đợi, trước khi Hạ Bá Đạt bại lộ mục đích thật sự, ông sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến nào hết. Từ Quang Nhiên nói, đại hội sang năm của tỉnh quan trọng không gì sánh bằng đối với Nam Tích, công tác của Ủy ban Thể dục không thể bỏ qua, tôi rất mong chờ đồng chí trẻ tuổi này có thể mang đến sự đổi mới cho Ủy ban Thể dục. Ông ta quay sang nhìn Bộ trưởng Bộ Tổ chức Hà Anh Bồi, Lão Hà, điều chỉnh kết cấu lãnh đạo bên Ủy ban Thể dục có phải là đã hoàn thành rồi không? Hà Anh Bồi nói, đã gần xong rồi, Trương Dương đảm nhiệm chủ nhiệm Ủy ban Thể dục, những phó chủ nhiệm khác không đổi, thành viên tổ đảng cũng không đổi. Nói đến đây ông ta ý thức được cái gì đó, nhỏ giọng nói, bí thư tổ đảng vẫn chưa có xác định. Trong lòng Hạ Bá Đạt chấn động, ông rốt cục đã hiểu rõ mục đích trong những lời nói của Từ Quang Nhiên. Từ Quang Nhiên đang muốn nói về vấn đề bí thư tổ đảng này, ông ta không muốn Trương Dương đến Nam Tích, nhưng mà chuyện từ trên tỉnh đưa xuống ông ta không thể từ chối được. Từ Quang Nhiên dù sao cũng là bí thư thị ủy, trên chính trị ông ta cũng có chủ kiến, đối với lãnh đạo cũng không có phục tùng mù quáng. Từ sau khi biết chuyện Trương Dương đến Nam Tích làm chủ nhiệm Ủy ban Thể dục đã được định, Từ Quang Nhiên cũng đã có dự liệu. Chu Đại Niên khi tạm rời cương vị công tác, cái để trống không chỉ có vị trí chủ nhiệm Ủy ban Thể dục, mà còn có bí thư tổ đảng nữa. Trương Dương đảm nhiệm làm chủ nhiệm Ủy ban Thể dục, bí thư tổ đảng có thể chọn người khác, chiêu thức của Từ Quang Nhiên có cái tên rất đẹp là chính đảng tách biệt, nhưng trên thực tế là đem quyền lực của Ủy ban Thể dục chia ra, không thể để cho Trương Dương tập trung quyền lực của chính trị và đảng lại một chỗ. Từ Quang Nhiên nói, tôi thấy đồng chí Thôi Quốc Trụ không tồi, nguyên tắc đảng tính rất mạnh, bản thân lại là cao thủ cờ vây, giỏi về nắm chặt toàn cục, để hắn đảm nhiệm bí thư tổ đảng. Cùng hợp tác với Tiểu Trương, chỗ cần bốc đồng có bốc đồng, chỗ cần trầm ổn có trầm ổn. Hạ Bá Đạt vốn muốn lên tiếng phản đối, chỉ là chữ ra đến môi thì lại nuốt trở vào, chính đảng khác biệt. Cũng không phải là vì phân chia quyền lực của Trương Dương sao, ngay từ đầu Từ Quang Nhiên đã tỏ thái độ phản đối việc Trương Dương đến Nam Tích rồi, bây giờ cách làm của ông ta càng chứng minh điểm này, thân là chủ nhiệm Ủy ban Thể dục nhưng lại không được đảm đương vị trí bí thư tổ đảng, chuyện này ai cũng có thể nhìn ra là không bình thường. Tất cả mọi người đều biết Trương Dương là do Hạ Bá Đạt mời đến, Từ Quang Nhiên làm như vậy hiển nhiên là không bận tâm đến cảm thụ của ông ta, người khác đều cho rằng Hạ Bá Đạt ít nhất cũng sẽ đứng ra, nói một hai câu không đồng ý. Chỉ là Hạ Bá Đạt đã làm cho mọi người thất vọng, ông ta không nói gì, Hạ Bá Đạt cho rằng mình cũng không cần phải nói, Trương Dương vốn cũng không phải là do mình mời đến Nam Tích, Từ Quang Nhiên làm như vậy kết quả chỉ có hai cái, một là đắc tội với Trương Dương, một là đắc tội với Diêm Quốc Đào. Là ông ta tự tìm phiền phức, Hạ Bá Đạt cũng lười đi quản. Nếu Từ Quang Nhiên đã nói như vậy rồi, người khác cũng không đưa ra ý kiến nữa, tuy rằng Trương Dương là một nhân vật, chỉ là hắn không có bao nhiêu quan hệ trong thường ủy của thành phố Nam Tích này cả, Hạ Bá Đạt là bá lạc của hắn, nhưng Hạ Bá Đạt không muốn ra mặt nói giúp cho hắn, người khác cũng lười phát biểu ý kiến. Bá lạc người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, bá lạc, không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể. Trải qua một loạt sóng gió tại Giang Thành,
Trương đại quan nhân cũng ý thức là nói thẳng miệng quá cũng không phải là chuyện tốt gì, chỉ là đi đến Nam Tích không được bao lâu, thì liền phát hiện ra cúi thấp cũng chẳng phải là chuyện tốt gì, vô luận là đối với bản thân hắn hay đối với người khác cũng thế, cúi thấp thì người ta sẽ cho rằng mình mềm yếu dễ ăn hiếp. Tin tức Thôi Quốc Trụ đảm nhiệm bí thư tổ đảng nhanh chóng được truyền đi, chuyện này làm cho Trương Dương tương đối kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng chuyện mình đảm nhiệm chức bí thư tổ đảng này đã là như ván đóng thuyền rồi, chỉ là không ngờ giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, phó chủ nhiệm ủy ban thể dục Thôi Quốc Trụ bất ngờ trở thành bí thư tổ đảng. Trương Dương chỉ là bất ngờ, còn trong lòng đám phó chủ nhiệm Tang Kim Đường thì lại ghen ghét, từ Quang Nhiên ra quyết định này cũng có chỗ tốt nhất, chính là di rời mục tiêu. Làm cho cả đám phó chủ nhiệm ủy ban thể dục lúc đầu vốn là có chung mối thù với Trương Dương bỗng xảy ra biến đổi trong lòng, bọn họ cũng không có giác ngộ nhất trí đối ngoại, thấy Thôi Quốc Trụ được thăng chức, người căm tức nhất chính là Tang Kim Đường, lúc trước ông ta vẫn là phó bí thư tổ đảng, theo ông ta thấy, cho dù là đề cử ai lên làm bí thư tổ đảng, cũng không đến lượt Thôi Quốc Trụ. Thôi Quốc Trụ rất là đắc ý, công phu chơi cờ nhiều năm với Từ Quang Nhiên cũng không uổng phí, mặc dù kỳ nghệ của Từ Quang Nhiên rất tệ, có đôi khi gã nhìn thấy nước đi của Từ Quang Nhiên mà muốn chửi lên má nó, chỉ là gã vẫn nhịn xuống, cũng không làm ra bất cứ chuyện xấu hổ gì khiến cho bí thư Từ phải ghi nhớ. Bây giờ xem ra, nỗ lực của gã cũng đã được báo đáp rồi. Một vấn đề mới lại xảy ra trước mắt, bí thư tổ đảng và chủ nhiệm ủy ban thể dục rốt cục là ai lớn? Lãnh đạo thành phố tuy rằng đã an bài một chủ nhiệm ủy ban thể dục, một bí thư tổ đảng, nhưng mà bọn họ không rõ ràng công tác của ủy ban thể dục là do ai chủ trì. Cái này làm cho Ủy ban Thể dục Nam Thích vốn chưa được yên lại trở nên phức tạp rồi. Thôi Quốc Trụ cũng không biết rõ chủ nhiệm Ủy ban Thể dục và bí thư tổ đảng ai lớn ai nhỏ, dù sao thì thành phố cũng chưa nói, chỉ là có một vấn đề gã rất gõ, lúc mời họp hội nghị đảng, gã lớn nhất, điểm này thì không cần nghi ngờ rồi. Trong hội nghị tổ đảng, Thôi Quốc Trụ đương nhiên ngồi xuống vị trí chủ vị, các đảng viên khác lục đục đến, phó bí thư tổ đảng Tang Kim Đường, đảng viên Lý Hồng Dương, Lưu Cường, Đoạn Kiến Trung, Tiêu Điều Mẫn đều đã đến, người cuối cùng chưa đến chính là chủ nhiệm ủy ban thể dục mới đến Trương Dương. Khi Trương Dương tiến vào TANG phòng họp thì làm vẻ mặt tươi cười, điều này làm cho các đảng viên ít nhiều cũng có chút kinh ngạc. Theo mọi người thấy, Thôi Quốc Trụ được đưa lên làm bí thư tổ đảng, người mất mát nhất phải là Trương Dương mới đúng, nhưng mà nhìn vẻ mặt của hắn, tựa hồ như tâm tình không có bất luận ảnh hưởng gì cả. Trương Dương ngồi xuống đối diện Thôi Quốc Trụ, ngồi một đầu một đuôi trên bàn họp. Khoảng cách hai người rất xa. Điều này làm cho Thôi Quốc Trụ có chút không được tự nhiên, dựa theo thói quen lúc trước, bí thư tổ đảng ngồi chính giữa, những người khác thì sẽ ngồi hai bên cạnh, nhưng mà Trương Dương lại tự nhiên ngồi xuống đối diện, cười tủm tỉm nhìn Thôi Quốc Trụ, nhẹ giọng nói, đang đợi tôi à, thật xin lỗi, tôi đến muộn, lão Thôi, bắt đầu đi. Chương 524, sẽ lãnh đạo cậu hai. Thôi Quốc Trụ sửng sốt, gã xác định là mình không có nghe lầm. Trương Dương gọi gã là lão Thôi, không gọi là bí thư Thôi, Thôi Quốc Trụ có chút tức giận, bây giờ tôi là bí thư tổ đảng, chúng ta đang họp tổ đảng, trong phòng họp này là do tôi quyết định, cậu là chủ nhiệm ủy ban thể dục không sai, nhưng cũng không thể nào có bộ dạng vênh mặt hất hàm sai khiến người khác kiêu ngạo như vậy được, cậu có tư cách lãnh đạo tôi sao? Người đánh cờ vây có nhân cách nội liếm chiếm đa số, trong lòng Thôi Quốc Trụ tuy không vui, nhưng ngoài miệng cũng không nói gì cả, gã ho khan một tiếng. Nói, ngày hôm nay mời họp tổ đảng, chủ yếu là muốn tuyên bố vài quyết định của thành phố, cũng nói một chút về công tác của Ủy ban Thể dục chúng ta sắp tới. Trương Dương nâng tách trà lên uống một ngụm, mỉm cười nói, lão Thôi, trở về tôi còn phải đi thị sát sân thể dục nữa, cuộc họp ngày hôm nay của CS1 ung ta cố gắng nói ngắn gọn đơn giản một chút. Mặt của Thôi Quốc Trụ có chút đỏ lên, thằng nhãi này thật sự là quá kiêu ngạo rồi, những lời này nói ra có vẻ cao cao tại thượng, giống như đang nói với cấp dưới vậy. Mấy phó chủ nhiệm thấy bộ dạng xấu hổ của Thôi Quốc Trụ, trong lòng lại sinh ra một khoái ý không gì sánh bằng, chẳng biết vì sao, tất cả mọi người đều mong chờ Thôi Quốc Trụ tự làm xấu mặt, ai cũng không rõ ràng tâm lý của mình, nhưng dù sao thì chuyện Thôi Quốc Trụ lên làm bí thư tổ đảng đã khiến cho lòng người không được thoải mái. Trương Dương nhảy dù xuống làm chủ nhiệm ủy ban thể dục, mỗi người đều nhìn ra Trương Dương rất khó chịu, thấy rằng hắn chỉ dựa vào hậu trường chứ không có năng lực. Nhưng mà việc Thôi Quốc Trụ lên làm bí thư tổ đảng khiến cho mọi người đều cảm thấy khó chịu cực độ, dù sao thì lúc trước Thôi Quốc Trụ trong xếp hạng của mấy vị phó chủ nhiệm cũng không cách nào tiến vào hàng thứ ba, nhưng mà lần này lại đột nhiên nhảy ra, đi lên làm bí thư tổ đảng, gã ta dựa vào cái gì chứ? Đơn giản chỉ là ngồi chơi cờ với lãnh đạo, chọc cho bí thư Từ vui lòng thôi.
Đó là một trong những nguyên nhân khiến cho lòng của các vị phó chủ nhiệm bất bình, ngoài ra còn có thêm một nguyên nhân nữa, tất cả mọi người đều biết chai cỏ đánh nhau ngư ông là đắc lợi, nếu như bí thư tổ đảng Thôi Quốc Trụ và chủ nhiệm ủy ban thể dục Trương Dương xảy ra xung đột với nhau, tất cả mọi người đều vui vẻ xem náo nhiệt. Thôi Quốc Trụ nói, Tiểu Trương, đừng nóng vội không làm tốt được công tác đâu, cho dù tính tình tốt thì cũng phải phản kích, cậu là chủ nhiệm ủy ban thể dục, tôi là bí thư tổ đảng. Theo lý mà nói vị trí của tôi cao hơn cậu, cậu dựa vào cái gì mà gọi tôi là lão thôi. Trương Dương cười nói, vậy ông nói đi, tất cả chúng tôi nghe. Thôi Quốc Trụ có chút bất mãn nhìn Trương Dương một cái, rồi mới nói, thành phố vừa bổ nhiệm tôi làm bí thư tổ đảng của Ủy ban Thể dục, để cho tôi phụ trách công tác tổ chức đảng của Ủy ban Thể dục, gã dừng lại một chút, lại nói tiếp, bổ nhiệm đồng chí Trương Dương làm phó bí thư tổ đảng. Mong rằng sau này đồng chí Trương Dương có thể hỗ trợ tôi nhiều hơn, làm tốt công tác của Ủy ban Thể dục. Những lời này đã tuyên bố rõ lập trường với Trương Dương, cậu thành thật cho tôi một chút, cậu là phó bí thư tổ đảng, sau này Ủy ban Thể dục là do tôi định đoạt. Trương Dương nói, Ủy ban Thể dục chúng ta đã có một vị phó bí thư tổ đảng rồi, đơn vị nhỏ như vậy thì không cần phải có nhiều phó bí thư làm gì, cái chức phó bí thư này tôi mặc kệ, tôi thấy bí thư phó làm rất tốt, quốc gia gia tam lệnh ngũ thân muốn tinh giản cơ cấu, một Ủy ban Thể dục nho nhỏ như chúng ta. Làm ra nhiều cán bộ như vậy cũng không tốt, dễ lẫn lộn phân công, trở về tôi sẽ xin báo cáo với thành phố, chức phó bí thư này tôi không làm. Thôi Quốc Trụ biết tên nhóc này đang công khai làm khó làm dễ mình. Gã cười lạnh nói, đồng chí Tiểu Trương, đây là quyết định của lãnh đạo. Trương Dương cười nói, quyết định của lãnh đạo không phải cái nào cũng chính xác. Sau khi nói ra lời này, cả phòng họp ồ lên, công khi nghi ngờ quyết định của lãnh đạo, Trương Dương thật sự là to gan. Trương Dương nói, lúc trước, tôi chưa đến Ủy ban Thể dục, có người nói cho tôi biết cái cơ vị này chẳng qua chỉ có mười mấy người, cơ cấu rất đơn giản, chỉ là đi đến rồi thì phát hiện ra không phải là như vậy, cơ cấu của chúng ta rất là khổng lồ. Thôi Quốc Trụ cắt lời Trương Dương, nói Tiểu Trương, cậu chờ tôi nói hết lời đã. Trương Dương cười nói, lão thôi, ông đừng vội, quốc gia đề xướng chính đảng tách biệt, tôi tuyệt đối không can thiệp vào chuyện hoạt động của đảng viên. Bây giờ tôi đang nói về cơ cấu lãnh đạo của Ủy ban Thể dục, có thể để cho tôi phát biểu ý kiến một chút được hay không, có một câu là, nếu muốn tốt, lớn nhường nhỏ đi. Thôi Quốc Trụ còn muốn nói cái gì đó, chỉ là Tang Kim Đường nãy giờ không nói gì đã lên tiếng, lão thôi à, tôi thấy cứ nghe chủ nhiệm Trương nói trước đi, dù sao thì chủ nhiệm Trương mới là lãnh đạo của chúng ta. Thôi Quốc Trụ sửng sốt, mẹ nó, ông có ý gì? Hắn là lãnh đạo, tôi không phải là lãnh đạo sao? Bây giờ đang mở hội nghị tổ đảng, vì sao tôi phải để cho hắn nói trước? Quyền nói chuyện hẳn là phải nằm trong tay tôi mới đúng. Cái miệng của Trương Dương cũng không nhàn rỗi, hắn mỉm cười nói, tôi rất tán thành quyết định của thành phố, bây giờ Trung ương muốn chính và đảng tách biệt, thành phố lần này đã nhìn chúng vấn đề, làm như vậy là một chuyện tốt, dễ dàng phân công rõ ràng công tác của Ủy ban Thể dục, giúp chúng ta triển khai công tác một cách dễ dàng, sau này tôi phụ trách công tác cụ thể của Ủy ban Thể dục, tất cả hoạt động trong đảng. Tuyên truyền đều giao cho đồng chí lão thôi phụ trách. Thôi Quốc Trụ không nhịn được nữa, Tiểu Trương. Trương Dương cười nói, ông không thể từ chối được, lãnh đạo thành phố đã giao trọng trách nặng như vậy cho ông, chính là đã nhìn chúng nguyên tắc tính đảng của ông, SO này nhất định phải làm tốt công tác của đảng, công tác cụ thể của Ủy ban Thể dục sẽ do mọi người chúng tôi chủ động gánh vác, công tác đảng không thể làm qua loa được. Mấy đảng viên ở đây thiếu chút nữa đã cười thành tiếng, đoạt quyền thì thấy nhiều rồi. Nhưng mà chưa thấy ai đoạt quyền như vậy cả, Trương Dương công khai biểu thị rằng công tác của Ủy ban Thể dục sau này không có phần của Thôi Quốc Trụ, kêu ông ta làm công tác đảng đi. Thôi Quốc Trụ nói, Tiểu Trương, chỉ sợ cậu không lĩnh ngộ được tinh thần của lãnh đạo. Trương Dương nói, lão thôi à, mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi, chúng ta đừng ở đây vì một việc nhỏ mà dây dưa không dứt, tôi thấy tất cả mọi người đều có chuyện quan trọng phải làm, ngày hôm nay tan họp trước đi. Thôi Quốc Trụ nổi giận. Cho dù tính tình có tốt cách mấy cũng không chịu nổi nữa, tôi tốt xấu gì cũng là bí thư tổ đảng, bây giờ đang mở hội nghị tổ đảng, một phó bí thư tổ đảng như cậu dựa vào cái gì kêu tôi tan họp. Thôi Quốc Trụ lạnh lùng nói, Tiểu Trương, tôi còn chưa nói xong. Trương Dương nói, vậy ông nói đi, chúng tôi đang nghe. Thôi Quốc Trụ cưỡng chế lại hơi thở một chút, nói, sau đây tôi nói về công tác trọng điểm sắp tới của Ủy ban Thể dục chúng ta. Trương Dương liền nói ngay, lão thôi à. Công tác sắp tới của Ủy ban Thể dục, trở về tôi sẽ cùng các phó chủ nhiệm thương lượng, công tác đảng là trọng điểm của chúng ta, ông có thể làm tốt công tác đảng cũng đã là không dễ dàng rồi,
nên chuyện này cũng không cần ông hỏi đến. Thôi Quốc Trụ đã không kìm chế được nữa, lớn tiếng nói, cậu có ý gì? Tôi là bí thư tổ đảng, tôi không có quyền lợi nói về công tác của Ủy ban Thể dục. Ủy ban Thể dục Nam Tích chẳng lẽ không cần sự lãnh đạo của đảng? Trương Dương vẫn cười nói, lão Thôi à, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nguyên tắc cơ bản của chúng ta, ông không thể hoài nghi chuyện này, hắn đứng lên, nói, nếu không còn chuyện gì, ngày hôm nay chấm dứt tại đây. Thôi Quốc Trụ cả giận nói, cậu ngồi xuống cho tôi sẽ lãnh đạo cậu. Thôi Quốc Trụ thật sự là bị tức đến hồ đồ rồi, những lời này vừa nói ra lập tức làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Thôi Quốc Trụ luôn luôn tỏ vẻ rất có hàm dưỡng, tại sao lại nói ra một câu không hề có chút tiêu chuẩn nào hết vậy? Chương 524, sẽ lãnh đạo cậu ba. Trương Đại Quan Nhân vui cười nhìn Thôi Quốc Trụ, bình tĩnh nói một câu, lão Thôi à, ông có phải là sinh bệnh rồi không? Phát sốt phải không? Thôi Quốc Trụ giận dữ hét lớn, cậu ngồi xuống cho tôi. Không nói thì thôi, nói ra rồi thì thấy quan uy của ông ta đúng là đã nổi lên một ít tác dụng. Trương Đại Quan Nhân chậm rãi ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, sau đó bấm số 120 không chút hoang mang, hắn là gọi thật, chứ không phải giả dạng cái gì cả. Điện thoại vừa được chuyển, hắn liền lớn tiếng nói, 120 sao? Đây là Ủy ban Thể dục, ở chỗ chúng tôi có một đồng chí tự nhiên phát bệnh tâm thần, xin đến nhanh một chút. Phụt, Phó chủ nhiệm Lý Hồng Dương là người đầu tiên không nhịn được bật cười thành tiếng, gã ta lăn lộn trong quan trường cũng không ít thời gian rồi. Chỉ là tranh giành quyền lực đến trình độ này thì lại là lần đầu tiên gã được nhìn thấy. Sắc mặt của Thôi Quốc Trụ tái lại, hắng giọng nhìn Lý Hồng Dương. Tang Kim Đường, Lưu Cương cũng đã cười, Đoạn Kiến Trung và Tiêu Điều Mẫn tuy rằng không cười, chỉ là từ biểu tình của bọn họ cũng có thể nhìn ra là bọn họ nhịn rất khổ cực. Trương Dương thật sự là một nhân tài, dựa theo suy nghĩ của bọn họ, trên chính trị cho dù có đấu tranh, cũng là lục đục sau lưng thôi, người lừa ta gạt. Chỉ là phương thức biểu đạt của Trương Dương lại trực tiếp vô cùng, hắn căn bản là không chơi bất kỳ mưu kế nào hết cả, gây khó dễ ngay tại chỗ, có thể là do hắn thiếu sót thủ đoạn chính trị. Hoặc là hắn căn bản không coi Thôi Quốc Trụ ra gì cả, chuyện này thì chỉ có một mình hắn biết mà thôi. Thôi Quốc Trụ tức đến nổi cả người rung lên, ông ta chỉ vào Trương Dương hơn nửa ngày mà không nói được một chữ nào cả, đột nhiên cảm thấy suy nghĩ mơ hồ, cả người mềm nhũn, ngã cái rầm xuống đất. Lưu Cương ở gần nhất, thấy Thôi Quốc Trụ đột nhiên ngã xuống, vội vàng chạy đến đỡ lấy ông ta, sắc mặt của Thôi Quốc Trụ tái lại, khớp hàm đóng chặt, dĩ nhiên là bị tức đến nổi hôn mê bất tỉnh, Lưu Cương lớn tiếng nói, mau gọi xe cấp cứu đi. Trương Đại Quan Nhân thân là đầu sỏ gây ra chuyện này cũng lên tiếng, để tôi, thằng nhãi này thật ra đã dự kiến trước rồi, thấy Thôi Quốc Trụ tức đến nổi bị thành như vậy, mọi người lại bắt đầu đồng tình cho ông ta, làm bí thư tổ đảng dễ dàng như vậy sao? Nhưng mà đa số mọi người cũng nghĩ rằng, thái độ của Thôi Quốc Trụ cũng quá kém rồi, Trương Dương căn bản là muốn khơi mào lửa giận của ông, chính là muốn làm cho ông mất đi sự bình tĩnh, mà tự nhiên Thôi Quốc Trụ lại dính vào cái bẫy sơ đẳng này. Nhưng mà Trương Dương cũng thật sự không ngờ rằng sức chịu đựng của Thôi Quốc Trụ lại kém như thế, chỉ là tùy tiện tức giận một hai câu, mà đã bị tức đến nổi ngất xỉu. Trương Đại Quan Nhân bước qua, giả bộ đưa tay sờ sờ cái trán của Thôi Quốc Trụ, hắn không phải là muốn nhằm vào Thôi Quốc Trụ, mà là do Thôi Quốc Trụ không may được thành phố đưa lên cái vị trí đáng lý không nên ngồi, cản đường của Trương Đại Quan Nhân, cái này thì biết trách ai đây? Trương Đại Quan Nhân thở dài, nói ra một câu khiến cho tất cả mọi người trừng mắt há to mồm ra, lão Thôi thật sự là một đồng chí tốt, rõ ràng là thân thể có bệnh, mà còn kiên trì làm việc, thật sự đúng là một cán bộ rất tốt, sau này chúng ta cần phải học tập tấm gương của ông ấy nhiều lên. Tất cả đảng viên ở đây nghe xong câu này đều cho rằng Trương Dương không chỉ máu lạnh mà còn rất là vô sỉ. Thôi Quốc Trụ bị hắn chọc tức đến nổi như vậy, mà hắn lại còn nói bóng nói gió như thế, một chút tâm đồng tình cũng không có. Trương Đại Quan Nhân cũng không phải là không có tâm đồng tình, thật ra thì hắn cảm thấy Thôi Quốc Trụ cũng có chút đáng thương, nhưng mà người đáng thương tất có chỗ đáng trách, người này vừa nãy luôn mồm nói muốn lãnh đạo mình, mẹ kiếp, ông xứng sao? Tôi là chủ nhiệm Ủy ban Thể dục, sắp lên làm cán bộ cấp chính sử rồi, cho ông quản công tác đảng, ông cứ thành thật quản lý công tác đảng đi. Bây giờ thì tốt rồi, muốn lãnh đạo tôi à, tâm hiếu thắng quá mạnh mẽ, gây ra lỗi lầm luôn. Bên ngoài vang lên tiếng còi xe cấp cứu, mọi người cùng nhau đỡ Thôi Quốc Trụ ra xe, Trương Đại Quan Nhân lúc này cũng ra sức rất nhiều, tự mình khiêng Thôi Quốc Trụ ra ngoài, tuổi trẻ sức nhiều, hơn nữa Thôi Quốc Trụ cũng là bị hắn chọc tức đến nổi biến thành cái dạng này, dù sao thì hắn cũng phải làm một số công phu ngoài mặt, mà còn có một chuyện quan trọng hơn là,
Trương Đại Quan Nhân đã phát hiện ra bệnh của Thôi Quốc Trụ không lớn, khi hắn cõng Thôi Quốc Trụ ra ngoài xe, thì lão già này đã tỉnh lại rồi. Nhưng mà vẫn đang tiếp tục giả bộ. Thôi Quốc Trụ bị tức đến hôn mê đúng là không giả, nhưng mà ông ta hôn mê không được bao lâu thì liền tỉnh lại, Thôi Quốc Trụ liền ý thức được mình đã trúng kế của Trương Dương rồi, thân là bí thư tổ đảng vừa tiền nhiệm đã bị người ta chọc tức đến hôn mê, người khác chưa chắc đã giải quyết cho ông ta, ngược lại còn có thể nói lòng dạ của ông có vấn đề, làm lãnh đạo chỉ cần bị người ta nghi ngờ là lòng dạ hẹp hòi, thì không phải là một chuyện tốt đẹp gì cả, chuyện đã xảy ra rồi, muốn xoay chuyển cục diện ngày hôm nay đúng là rất khó. Thôi Quốc Trụ thẳng thắn tương kế tục kế luôn, dù sao thì cũng bị Trương Dương chọc tức đến hôn mê, mọi người cũng nhìn ra được, vậy thì lần này tôi giả bộ đến cùng luôn, tôi muốn làm cho chuyện này lớn ra, tôi muốn làm cho tất cả lãnh đạo của thành phố nhìn thấy, thằng nhóc cậu đã chọc tức tôi đến mức nào, là cậu đã hãm hại một cán bộ đảng viên tốt như tôi muốn làm cho lãnh đạo thành phố truy cứu trách nhiệm của cậu. Kế hoạch của Thôi Quốc Trụ xem ra thì rất là hoàn mỹ, ông ta giả vờ cũng rất đạt, chỉ là người tính không bằng trời tính. Ông ta tính thế nào cũng không tính ra được Trương Dương lại là một thần y, càng không tính được rằng thằng nhãi này chính là một võ lâm cao thủ, cái trò vặt vãnh của ông căn bản là không thể gạt được con mắt của Trương Đại Quan Nhân đâu. Trương Dương cõng Thôi Quốc Trụ lên xe cấp cứu, trong lòng thầm mắng, lão già giả vờ bệnh, ông không phải là muốn giả vờ sao? Được, ngày hôm nay tôi sẽ cho ông một cơ hội giả bệnh. Trương Dương cũng không phải là một người có tấm lòng tốt đẹp gì. Mục đích cõng Thôi Quốc Trụ trên lực thật ra chính là vì muốn tiếp xúc gần gũi, mục đích của tiếp xúc gần gũi chính là để tiện việc ra tay, hắn cẩn thận đặt Thôi Quốc Trụ lên trên cáng cứu thương, lúc buông Thôi Quốc Trụ ra, tay trái đã điểm nhẹ lên xương sống của Thôi Quốc Trụ một cái nhẹ nhàng. Thôi Quốc Trụ cảm thấy sóng lưng tê dần, cố nén khó chịu không hé răng ra, phải nói là ý chí của bí thư tổ đảng rất là kiên cường, ông nghe thấy Trương Dương đứng một bên nói, nhất định phải cứu chữa sinh mệnh của đồng chí Thôi Quốc Trụ mà không tiếc mọi giá. Ông ấy là người làm việc ưu tú nhất trong ủy ban thể dục chúng tôi, là tấm gương sáng của chúng tôi, trong người mang bệnh, mà vẫn kiên cường đi đầu trong công việc, chính là vì sự nghiệp thể dục thể thao của Tổ quốc chúng ta mà bệnh. Thôi Quốc Trụ nghe vào trong lỗ tai, hận đến nổi cả hàm răng ngứa lên, tôi không bệnh, tôi chính là bị cậu làm cho tức giận, bị cậu chọc tức đến sinh bệnh ra đó. Cậu cứ đắc ý đi, tôi xem cậu đắc ý đến khi nào. Thôi Quốc Trụ muốn tiếp tục diễn trò, muốn đem chuyện này làm cho to ra. Ông cho rằng thành phố sẽ không mặc kệ chuyện này, còn Trương Dương cũng sẽ vì chuyện này mà gặp xui xẻo. Thôi Quốc Trụ bị Trương Dương chọc giận ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, chuyện này được truyền đến tai lãnh đạo thành phố rất nhanh, khi Từ Quang Nhiên biết được chuyện này đúng lúc ở cùng một chỗ với Hạ Bá Đạt, ông ta không khỏi cười rộ lên, lão Hạ, ông xem, Trương Dương mới đến được vài ngày đã xảy ra chuyện rồi, thật sự đúng là một ngọn đèn không cần bôi dầu, chọc cho Thôi Quốc Trụ tức đến nổi phải đến bệnh viện. Hạ Bá Đạt bất đắc dĩ lắc đầu nói, ảnh hưởng của chuyện này thật sự là không tốt, lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện nhìn. Từ Quang Nhiên nói, người thanh niên Trương Dương này, tại sao lại có thể như vậy chứ, phải biết tôn kính đồng chí lớn tuổi chứ. Hạ Bá Đạt nói, bí thư Từ, chuyện này thật ra chúng ta cũng có trách nhiệm, cấp trên vẫn không có làm rõ công tác cụ thể của ủy ban thể dục là do ai phụ trách, xảy ra tranh cãi cũng là điều khó tránh khỏi. Từ Quang Nhiên có chút không vui. Nhíu nhíu mày nói, lão Hạ, công tác đảng và chính trị đều quan trọng, nhưng đến thời điểm mấu chốt cần phải nghe theo đảng nói. Hạ Bá Đạt rất là khó chịu đối với những lời này, Từ Quang Nhiên căn bản là muốn mượn những lời này để gõ đầu mình, nói cho mọi người biết ông ta chính là kẻ đứng đầu tại thành phố Nam Thích này, một thị trưởng như mình căn bản là không có quyền lên tiếng. Hạ Bá Đạt nói, bí thư Từ, tôi thấy một cơ quan như ủy ban thể dục, không thích hợp làm cái chính đảng tách biệt này, dễ xảy ra mâu thuẫn hiểu lầm. Từ Quang Nhiên nói, ông đi an ủi đồng chí Thôi Quốc Trụ một chút, điều tra rõ chuyện này, nhất định phải điều tra rõ chuyện này, cần phải truy cứu trách nhiệm của người tương quan, nếu như thật sự đúng như lời nói bên NW2Y, đồng chí Trương Dương không tôn trọng đối với đảng, thì tôi sẽ xử lý nghiêm túc. Hạ Bá Đạt nói, tôi sẽ đi hỏi một chút, nói xong ông liền bổ sung thêm một câu, Trương Dương vừa đến, hắn không rõ ràng tình huống của ủy ban thể dục, đối với cán bộ trẻ tuổi như vậy, cần phải khoan dung một chút. Từ Quang Nhiên nói, khoan dung là cần thiết, nhưng mà nhất định phải làm cho hắn nhận thức được sai lầm của mình, để sau đó không còn phạm vào sai lầm tương tự. Khi Hạ Bá Đạt đi đến Bệnh viện Nhân dân số 2 của thành phố Nam Tích thì có gọi Bộ trưởng Tổ chức Hạ Anh Bồi, con người của Hạ Bá Đạt thiếu đi tinh thần đảm đương, chuyện này cũng thích lôi kéo người khác vào chia sẻ một chút,
mục đích mà ông ta muốn kéo Hạ Anh Bồi vào chính là tham khảo một chút về chuyện của Ủy ban Thể dục. Hạ Bá Đạt nói, Bộ trưởng Hạ, công tác của Ủy ban Thể dục làm không tốt. Hạ Anh Bồi cười cười, thật ra ông cũng không tán thành chuyện đề bà Thôi Quốc Trụ vào vị trí bí thư tổ đảng, nhưng mà Từ Quang Nhiên đã ám chỉ với ông, cách làm như vậy rất đáng để thương thảo, dễ tạo thành mâu thuẫn giữa đồng sự với nhau. Sự thật đã chứng minh rồi, Thôi Quốc Trụ còn chưa làm bí thư tổ đảng được một ngày mà đã bị tức giận đến nổi phải vào bệnh viện. Hạ Anh Bồi nói, dư luận đối với Trương Dương rất không tốt, đều nói là Thôi Quốc Trụ bị hắn chọc tức. Hạ Bá Đạt cười nói, nếu quả thật là như vậy, thì sức chịu đựng của Thôi Quốc Trụ cũng quá kém rồi, thân là một cán bộ được tiếp thu sự bồi dưỡng của đảng và quốc gia, ý chí sao có thể lại thấp kém như thế. Hạ Anh Bồi nói, Tiểu Trương hẳn là cần phải tôn kính đồng chí lớn tuổi rồi. Hắn đúng là chủ nhiệm của Ủy ban Thể dục, nhưng cũng không nên chọc giận một đồng chí lớn tuổi như vậy. Hạ Bá Đạt nói, nếu như Thôi Quốc Trụ bị chọc giận rồi xảy ra chuyện không may, thì mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Hạ Anh Bồi nói, chính đảng tách biệt, nói thì dễ, làm mới thấy khó khăn, quyền lực bị ảnh hưởng, tất nhiên sẽ phát sinh mâu thuẫn. Tôi thấy chuyện của Ủy ban Thể dục cần phải suy nghĩ cẩn thận, cần phải làm rõ người lãnh đạo của Ủy ban Thể dục. Hạ Bá Đạt nói, đây là chuyện của bộ tổ chức bên ông, cái chỗ Ủy ban Thể dục này nếu mà làm không tốt, thì Đại hội Thể dục Thể thao sang năm rất có thể bị đạp đổ, trọng trách trên vai của ông cũng không nhẹ. Hạ Anh Bồi nói, lão Hạ à, ông không thể đem mọi chuyện đổ lên trên đầu của tôi được, Trương Dương là cán bộ do ông điều từ Giang Thành đến mà, hắn xảy ra vấn đề, ông cũng cần phải chịu trách nhiệm. Hai người đều cười cười nói, và cũng đều cảm thấy có chút phiền muộn. Vốn mọi chuyện rất là đơn gai 3N, vì sao nhất định phải khiến cho nó trở nên phức tạp vậy? Chương 525, làm giỡn thành thật một. Thôi Quốc Trụ nằm trên giường bên, cả người ê ẩm không có một chút sức lực, ông ta vốn chỉ dự định muốn giả bệnh mà thôi, chỉ là khi vừa vào trong bệnh viện, thì cảm thấy mình thật sự có bệnh trong người, vợ của ông Từ Mẫn ngồi bên cạnh giường gọt táo giúp cho ông, tình cảm của hai vợ chồng này cũng không tồi, Từ Mẫn cũng là tuyển thủ cờ vây chuyên nghiệp. Bây giờ đã mở một trường dạy cờ vây, bởi vì những năm gần đây cờ vây đang nóng lên, vì thế trường học cũng khá là đông người, Từ Mẫn đưa miếng táo đã gọt vỏ cho Thôi Quốc Trụ. Nói, ông đó, lớn tuổi như vậy rồi, còn tranh cãi với người ta làm gì? Cái Ủy ban Thể dục ấy như là một cái nhà nghỉ hưu, cho dù làm chủ nhiệm thì thế nào? Thôi Quốc Trụ cười nói, tôi không sao cả, hắn cho rằng có thể chọc tôi tức chết, đáng tiếc là đạo hạnh chưa đủ, những lời này ít nhiều gì cũng có ý lót vàng lên mặt. Trương Dương đã thành công chọc ông ta tức chết, ngày hôm nay ông ta tức đến nổi hôn mê tại chỗ, cái này thì không thể giả vờ được rồi. Từ Mẫn thở dài một hơi, bà luôn cảm thấy rằng thái độ quá chấp nhất của chồng mình trong quan trường không phải là một chuyện tốt gì, tiền lương từ Ủy ban Thể dục còn không bằng một góc thu nhập từ trường dạy cờ vây của bà nữa. Nếu như chỉ bằng một chút tiền lương của Thôi Quốc Trụ, thì tiền phí cho con trai đi du học tại Nhật sẽ không có biện pháp giải quyết được, cũng là dựa vào bà mà chống đỡ cả thôi. Từ Mẫn đang muốn khuyên chồng một hai câu, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa phòng, thị trưởng Hạ Bá Đạt, bộ trưởng tổ chức Hạ Anh Bồi hai người cùng đến, đội hình an ủi như vậy cũng đã đủ cường đại rồi, Thôi Quốc Trụ chỉ là một bí thư tổ đảng của một ủy ban thể dục nho nhỏ mà thôi, như vậy làm cho ông có chút vừa mừng vừa sợ, ông giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng mà hai tay bủn rủn không có một chút sức lực, không thể hoàn thành được cái động tác đơn giản này. Hạ Bá Đạt xông lên phía trước. Thân thiết cầm lấy tay của Thôi Quốc Trụ nói, đồng chí Quốc Trụ, nằm, nằm đi. Hạ Anh Bồi thấy bộ dạng của Thôi Quốc Trụ như vậy, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, thằng nhãi này đúng là biết giả vờ, thật sự muốn nằm luôn tại bệnh viện sao? Từ Mẫn vội vàng nói, mời thị trưởng Hạ ngồi, mời bộ trưởng Hạ ngồi, thấy hai vị thường ủy thị ủy cùng nhau đến thăm chồng của mình, Từ Mẫn cũng cảm thấy trên mặt đầy sự kiêu hãnh. Hạ Bá Đạt và Hạ Anh Bồi ngồi xuống bên giường. Từ Mẫn đi lấy cho bọn họ hai chai nước khoáng. Hạ Bá Đạt cười nói, không cần khách khí như vậy, hôm nay chúng tôi đặc biệt đến đồng chí Quốc Trụ, công tác của Ủy ban Thể dục gần đây rất là khổ cực, đồng chí Quốc Trụ một lòng làm việc, mệt mỏi sinh bệnh, cái này gọi là cúc cung tận tụy cho sự nghiệp thể dục của chúng ta. Từ Mẫn nói, ổng là như vậy đó, làm việc là hết muốn sống. Thôi Quốc Trụ cười cười, ho khan một tiếng, từ tiếng ho khan của chồng, Từ Mẫn đã lĩnh ngộ ra được cái gì đó. Nhỏ giọng nói, hai vị lãnh đạo cứ ngồi trước đi, tôi đi rót nước. Hạ Bá Đạt và Hạ Anh Bồi đều cười gật đầu. Từ Mẫn đi ra, tiện tay đóng cửa phòng lại, trên mặt của Thôi Quốc Trụ lập tức xuất hiện biểu tình ủy khuất, khuôn mặt tràn ngập bi phẫn nói, thị trưởng Hạ,
Bộ trưởng Hà, cái chức bí thư tổ đảng này tôi không cách nào làm được. Hạ Bá Đạt đương nhiên biết là vì nguyên nhân gì, nhưng vẫn cố ý tỏ ra kinh ngạc, đồng chí Quốc Trụ, sao lại nói như vậy được chứ? Thôi Quốc Trụ nói, tôi và Trương Dương không cách nào làm việc với nhau được, tất cả mọi người đều là đồng sự, va chạm là điều không thể tránh được, nhưng mà, hắn đối đãi với người khác, ngay cả một chút tôn trọng cũng không có. Hạ Anh Bồi nói, đồng chí Quốc Trụ, ngày hôm nay là ngày đầu tiên anh đảm nhiệm bí thư tổ đảng, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Thôi Quốc Trụ nói, nếu tổ chức đã tin tưởng cho tôi làm bí thư tổ đảng, tôi sẽ gánh chịu cái trách nhiệm này, lúc mời họp hội nghị đảng, hắn không ngừng chống đối lại tôi, vượt quá quyền lực cá nhân, muốn thâu tóm tất cả quyền lực về mình. Nói một hơi dài như vậy, Thôi Quốc Trụ bỗng nhiên có cảm giác không thở nổi, ông phải dừng lại một chút, thở dốc kịch liệt hai hơi, rồi mới tiếp tục nói được, tôi không phải là muốn tranh giành quyền lực gì với hắn cả, chỉ là tôi thấy rằng đi theo sự lãnh đạo của đảng mới là điều cần thiết. Mà hắn lại công khai chống đối lại ngay trong hội nghị tổ đảng, nghi vấn địa vị lãnh đạo đảng. Còn nói tôi là bệnh tâm thần, đã tạo thành vũ nhục nhân thể đối với tôi. Thôi Quốc Trụ nói đến đây liền có cảm giác mệt mỏi không chịu nổi, thở dốc kịch liệt. Thôi Quốc Trụ và Hà Anh Bồi thấy dáng vẻ của ông ta cũng đều có chút lo lắng, xem ra bệnh của Thôi Quốc Trụ đích thật là không nhẹ rồi. Lúc này lại có người đến, lần này chính là những đảng viên của Ủy ban Thể dục, đi đầu chính là Trương Dương. Thằng nhãi này dẫn đầu đi vào, đến phòng bệnh, thấy Hạ Bá Đạt và Hà Anh Bồi, liền tỏ vẻ kinh ngạc, cười nói, hai vị lãnh đạo còn đến trước chúng tôi nữa. Hạ Bá Đạt nói, chúng tôi đại biểu cho lãnh đạo thành phố đặc biệt đến thăm hỏi đồng chí Thôi Quốc Trụ. Trương Dương nói, đồng chí lão Thôi quả thật là một đồng chí tốt, làm việc không sợ mệt mỏi, cũng không nghỉ ngơi, rốt cục đã ngã bệnh trên cương vị của mình, tôi chuẩn bị triệu tập toàn thể hệ thống thể dục thành phố. Để cho mọi người học tập tinh thần của đồng chí Thôi Quốc Trụ, dưới sự cổ vũ tinh thần của đồng chí Thôi Quốc Trụ, công tác thể dục của chúng ta nhất định sẽ nhận được một sự cổ vũ nhiệt tình, và trong Đại hội Thể dục Thể thao của tỉnh sang năm nhất định sẽ giành được thành tích tốt. Tiêu Điều Mẫn đi qua cầm lấy bó hoa trong tay đặt lên đầu giường của Thôi Quốc Trụ. Trương Dương đại biểu cho mọi người lấy ra một bao lì xì đặt lên đầu giường của Thôi Quốc Trụ, nói, đây là một chút tâm ý của mọi người, bây giờ thực phẩm dinh dưỡng bị làm giả rất nhiều. Mua lung tung sợ rằng không thích hợp, cho nên mỗi người chúng tôi góp 100 đồng lại, tự ông đi mua nha. Khuôn mặt của Thôi Quốc Trụ đơ ra, mỉa kíp, thằng nhãi này đúng là không phải thứ tốt, cho tiền mình ngay trước mặt hai vị lãnh đạo, giả bộ, con mẹ nó cứ giả bộ đi. Thôi Quốc Trụ nói, tâm nhận, tiền tôi không nhận. Trương Dương cười ha hả cầm lấy tay của Thôi Quốc Trụ, nói trước mặt của hai vị lãnh đạo, tôi phải xin lỗi bí thư Thôi một tiếng, ngày hôm nay trong hội nghị tổ đảng. Tôi và bí thư Thôi bởi vì vấn đề công tác nên đã xảy ra một ít tranh chấp nhỏ, con người của tôi còn trẻ tuổi, thiếu sót kinh nghiệm, tính tình cũng không điềm đạm, nhưng mà điểm xuất phát của tôi lại là tốt, tôi muốn làm tốt công tác của Ủy ban Thể dục. Bí thư Thôi cũng là vì muốn tốt cho Ủy ban Thể dục, bí thư Thôi, ngài đừng chấp nhất với tôi làm gì nữa, mau chóng nghỉ ngơi cho khỏe lại, tôi còn chờ ngài đến sóng vai chiến đấu, hắn vừa nói vừa đỡ lấy cánh tay của Thôi Quốc Trụ, Thôi Quốc Trụ hận không thể gạt tay của hắn ra khỏi người. Chỉ là trên người không có một chút sức. Tang Kim Đường nhìn thấy dáng dấp của Thôi Quốc Trụ lúc này, nghĩ rằng lão già này đang giả bệnh, một chút đồng tình vào buổi sáng cũng đã biến mất rồi. Tang Kim Đường nói, bí thư Thôi, chủ nhiệm Trương cũng là vì công tác, trên công tác xảy ra một chút tranh chấp mọi người đừng để trong bụng. Ngày hôm nay chính chủ nhiệm Trương đã gọi xe cấp cứu cho ông, cũng là chủ nhiệm Trương cõng ông lên xe, cái gì gọi là ném đá xuống giếng, hành động của Tang Kim Đường chính là như thế. Nói ra những lời này trước mặt của hai vị lãnh đạo. Chính là vì muốn chống đỡ cho Trương Dương, chống đỡ cho Trương Dương là vì cái gì? Mục đích chính là vì đả kích Thôi Quốc Trụ, Thôi Quốc Trụ ông dựa vào cái gì mà lên làm bí thư tổ đảng? Đến lượt ai cũng không đến lượt ông, vừa mới làm bí thư tổ đảng một ngày mà phải vào bệnh viện rồi, mắt của đám lãnh đạo cấp trên đúng là bị so le hết rồi, mới để cho một người lừa dối sống qua ngày như ông lên làm bí thư tổ đảng. Chương 525 làm giỡn thành thật hai. Sắc mặt của Thôi Quốc Trụ tím lại, ông không thể không tức giận, vốn ông còn muốn lợi dụng việc nằm viện để khiến cho đám lãnh đạo coi trọng, dùng loại phương pháp này để đẩy Trương Dương vào khốn cảnh, chỉ là không ngờ rằng mình lên làm bí thư tổ đảng lại khơi mào thù hận của Tang Kim Đường, quan trường chính là cái dạng này, bạn vĩnh viễn không bao giờ biết kẻ địch tiếp theo sẽ là ai. Phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Lưu Cương cũng nói, bí thư Thôi à, ông an tâm dưỡng bệnh đi. Mượn cơ hội này kiểm tra sức khỏe toàn thân luôn, bây giờ có nhiều người thân thể không được tốt mà không biết,
nếu như không chú ý, sẽ tạo thành bệnh nặng đấy. Tổ trưởng kỷ luật Đoạn Kiến Trung cũng nói, thân thể chính là tiền vốn, từ từ dưỡng bệnh nha, ngàn vạn lần không thể coi nhẹ được, công tác bên Ủy ban Thể dục đã có chủ nhiệm Trương và chúng tôi rồi, ông không cần lo lắng. Lý Hồng Dương không nói gì cả, nhìn về cái bảng trên đầu giường của Thôi Quốc Trụ, bên trên có viết choáng váng đợi kiểm tra, nói chính xác hơn là cũng không nhìn ra Thôi Quốc Trụ rốt cục có bệnh gì. Hai vị thường ủy Thụy ủy Hạ Bá Đạt và Hạ Anh Bồi nhìn nhau, bọn họ đều là cáo già tu luyện ngàn năm cả rồi, từ trong lời nói của các đảng viên Ủy ban Thể dục đã có thể nghe ra, Thôi Quốc Trụ không được yêu thích, Thôi Quốc Trụ muốn cười thành tiếng lắm rồi, lần này Thôi Quốc Trụ giả bệnh có vẻ không được tốt, vì xem ra tất cả mọi người đều đang ước cho ông ta sinh bệnh thật. Thôi Quốc Trụ cố nén tức giận trong lòng, thấp giọng nói cảm ơn mọi người đã quan tâm, thân thể của tôi không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi một chút là có thể nhanh chóng trở về đi làm rồi. Trương Dương nói, chúng tôi cũng rất mong bí thư Thôi có thể sớm trở về đi làm, Ủy ban Thể dục còn có nhiều công tác chờ ông đi làm, không có ông, thì chúng tôi không có người tâm phúc. Thôi Quốc Trụ nghe thế nào cũng có vẻ không được tự nhiên, sao giống như đang châm chọc mình quá. Hạ Bá Đạt và Hạ Anh Bồi hai người đứng dậy ra về, Thôi Quốc Trụ thật ra cũng muốn đưa tiễn, chỉ là trên người không còn chút sức lực, ngay cả trong lòng ông cũng không khỏi nổi lên một suy nghĩ, mình hẳn là không có bệnh chứ. Trương Dương thân là chủ nhiệm của Ủy ban Thể dục đương nhiên là phải đưa tiễn rồi, đưa hai vị lãnh đạo ra ngoài, Hạ Bá Đạt nhìn Trương Dương một cái, không khỏi thở dài nói, Tiểu Trương, không phải là tôi đã nói với cậu rồi sao, cần phải làm tốt đoàn kết với các đồng chí. Trương Dương nói, chúng tôi rất đoàn kết, trên công tác chỉ có một chút hiểu lầm thôi, yên tâm tôi sẽ không để trong lòng đâu. Hạ Bá Đạt vừa tức giận vừa buồn cười, cậu không để trong lòng. Bây giờ Thôi Quốc Trụ bị cậu chọc giận đến nổi phải vào bệnh viện kìa, cậu còn muốn làm thế nào nữa hả? Hạ Anh Bồi nói, Trương Dương, cậu có phải là có suy nghĩ khác hay không? Đề bạt đồng chí Thôi Quốc Trụ lên làm bí thư tổ đảng chính là kết quả sau khi thảo luận của tổ chức. Trương Dương nói, tôi thật ra thì không có ý kiến gì cả, chỉ là đồng chí Thôi Quốc Trụ ngày hôm nay trong hội nghị tổ đảng đã nói ra một câu, làm cho tôi cảm thấy có chút hồ đồ. Hạ Bá Đạt và Hạ Anh Bồi đều tò mò nhìn về Trương Dương, Hạ Anh Bồi nói, ông ta đã nói gì? Trương Dương nói, ông ta nói muốn lãnh đạo tôi. Hạ Bá Đạt và Hạ Anh Bồi cùng nhìn nhau, nếu như Thôi Quốc Trụ thật sự nói ra câu này, thì trình độ của ông ta cũng quá là tầm thường rồi. Trương Dương nói, tôi có chút không rõ ràng, chủ nhiệm Ủy ban Thể dục và bí thư tổ đảng Ủy ban Thể dục rốt cục là ai quản ai? Chính đảng tách biệt mà còn có trách nhiệm liên quan sao? Ông ta muốn lãnh đạo tôi, có phải là có ý nghĩa rằng sau này chuyện của Ủy ban Thể dục đều là do ông ta định đoạt, còn tôi chỉ là một con bù nhìn không tai không mắt, chỉ để trang trí mà thôi. Hạ Bá Đạt nói, sao lại có thể nói như vậy? Ai nói ông ta lãnh đạo cậu, cậu là chủ nhiệm Ủy ban Thể dục, cậu là lãnh đạo tối cao của Ủy ban Thể dục. Hạ Bá Đạt vừa nghe cái câu chính đảng khác biệt mà còn có trách nhiệm liên quan cũng cảm thấy khó chịu, ít nhất là đối với ông ta mà nói, ở thành phố Nam Thích này. Là bí thư quản thị trường. Hạ Anh Bồi nói, Tiểu Trương, chuyện này cũng là do tổ chức nói không rõ ràng, cho cậu chủ trì công tác hành chính hàng ngày của Ủy ban Thể dục, còn đồng chí Thôi Quốc Trụ phụ trách công tác đảng của Ủy ban Thể dục. Trương Dương nói, con người của tôi bình thường thích rõ ràng ghét hồ đồ, ông vừa nói như vậy, tôi lại không rõ ràng chính trị và đảng có giới hạn cụ thể gì, cái này không phải là do tôi oán giận gì, vốn dĩ nội bộ của Ủy ban Thể dục chúng tôi không có mâu thuẫn gì. Căn bản là do những người làm lãnh đạo các ông chế tạo ra mâu thuẫn. Hạ Bá Đạt và Hạ Anh Bồi đưa mắt nhìn nhau, hai người đều không nói gì cả, những lời này của Trương Dương đã nói lên điểm quan trọng rồi, để cho Thôi Quốc Trụ làm bí thư tổ đảng chính là ý của Từ Quang Nhiên, cái này căn bản là cố ý chế tạo mâu thuẫn. Trương Dương nói, tính tình của tôi rất thẳng thắn, không chơi mấy trò lòng vòng làm gì, ngày hôm nay trước mặt hai vị lãnh đạo tôi xin nói rõ ràng. Nếu tổ chức đã kêu tôi đến làm chủ nhiệm của cái Ủy ban Thể dục này, thì phải tin tưởng tôi, còn nếu không tin tưởng tôi, thì xin mời lựa chọn cao minh khác, tôi không lo không có chỗ ở. Hạ Anh Bồi nói, ai không tin tưởng cậu? Không tin tưởng cậu còn có thể giao một bộ ngành quan trọng như Ủy ban Thể dục cho cậu sao? Trương Dương nói, Ủy ban Thể dục rốt cục là ban ngành thế nào? Tất cả mọi người chúng ta đều rõ ràng, tôi đi đến Ủy ban Thể dục cũng không có nghĩ cái gì cả. Nhưng mà ở thời đại này con người muốn thành thật làm tốt công tác thì lại rất khó. Ủy ban Thể dục là một địa phương quan trọng, chính đảng cũng được chia một ít quyền lực. Cũng là câu nói ấy thôi, dùng người thì không nghi người, nghi người thì không dùng người. Nếu như không tin tưởng
từ hôm nay tôi sẽ tìm đường lui, cùng lắm thì tôi trở về lại Giang Thành. Sắc mặt của Hạ Bá Đạt trở nên khó coi, Trương Dương là cán bộ do ông điều đến, từ Quang Nhiên để bà Thôi Quốc trụ lên quả thật cũng có chút quá mức, Trương Dương trút ra được một cục tức trong người, Hạ Bá Đạt nói thế nào cũng muốn biểu thị một chút, Hạ Bá Đạt nói tiểu Trương, đừng mang tính cách trẻ con nữa, làm công tác quốc gia sao có thể dỗi hờn như vậy. Bất luận là chuyện gì cũng không phải một lần là có thể làm xong, cậu muốn lãnh đạo tin tưởng cậu, chấp nhận năng lực của cậu, thì cậu nhất định phải làm ra một phần thành tích rõ ràng cho người khác thấy, làm cho tất cả mọi người tin tưởng rằng cậu có năng lực làm tốt công tác lãnh đạo của Ủy ban Thể dục. Hạ Anh Bồi gật đầu nói, thị trưởng Hạ nói đúng, cậu cần phải chứng minh bản thân mình. Lúc mọi người đang nói chuyện, thì một người đàn ông mặc áo khoác trắng đi đến, chính là em trai của Bí thư Thị ủy Từ Quang Nhiên, Từ Quang Thắng. Lúc Trương Dương ở tỉnh Hải tham gia vào lớp học tinh thần văn minh đã có quen biết với Từ Quang Thắng, và người đứng ra làm quen cho hai người chính là Phó Thị trưởng Vương Quảng Chính. Vương Quảng Chính đắc tội với Trương Dương, bị Trương Dương trêu lại, Từ Quang Thắng là bạn học cũ của Vương Quảng Chính, bắt đầu từ khi đó, Từ Quang Thắng đã tôn sùng y thuật của Trương Dương rồi. Người thanh niên này có thể chữa tốt cho bệnh phong thấp của anh trai ông thì đương nhiên không phải là vô tình rồi. Chương 525, làm giỡn thành thật ba. Từ Quang Thắng cũng không quan tâm đến chuyện chính trị cho lắm, Trương Dương đến Nam Tích đã vài ngày rồi, cho nên Từ Quang Thắng cũng không biết chuyện Trương Dương đến đây nhậm chức chủ nhiệm Ủy ban Thể dục, thấy Trương Dương liền tỏ vẻ vui mừng, gã đến chào hỏi Hạ Bá Đạt, Hạ Anh Bồi một tiếng, sau đó nhiệt tình bắt lấy tay của Trương Dương nói, thị trưởng Trương, ngọn gió nào thổi cậu đến Nam Tích vậy? Trương Dương cười nói, tôi được điều đến Nam Tích làm việc, ở Ủy ban Thể dục, còn chưa dàn xếp xong. Đang chuẩn bị thu xếp mọi chuyện xong xuôi rồi sẽ đến thăm anh. Từ Quang Thắng cười nói, ngày hôm nay gặp gỡ thì cậu đừng đi, buổi tối tôi mời khách, đón gió tẩy trần cho cậu, thị trưởng Hạ, bộ trưởng Hà, buổi tối có rảnh không, cùng nhau ăn. Hạ Bá Đạt cười nói, gần đây công tác của thành phố rất nhiều, làm sao mà có thời gian. Hạ Anh Bồi cũng dùng lý do tương tự để từ chối. Bọn người Hạ Bá Đạt đang chuẩn bị đi, chỉ là Hạ Bá Đạt đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Từ Quang Thắng vốn là bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân số 2 này, là chủ nhiệm khoa tiết niệu, nói như vậy hẳn là cũng có thể xem bệnh cho Thôi Quốc trụ rồi. Hạ Bá Đạt nói, bệnh của bí thư Thôi của Ủy ban Thể dục có nặng hay không? Từ Quang Thắng cũng nghe nói đến chuyện này, chỉ là gã không phải là người khoa nội thần kinh, cho nên cũng không rõ ràng tình huống của Hạ Bá Đạt. Đúng lúc có một bác sĩ khoa nội thần kinh đi ngang qua, Từ Quang Thắng liền gọi người này lại. Người bác sĩ này được hỏi về bệnh tình của Thôi Quốc trụ. Liền bất chợt nở nụ cười nói, vừa mới có kết quả kiểm tra xong, ông ta không có bệnh, chỉ số sinh lý cũng rất tốt, rất khỏe mạnh, nhưng mà ông ấy vẫn luôn nói rằng tay chân của mình không có sức, không xuống giường được. Hạ Bá Đạt và Hạ Anh Bồi cũng không tiếp tục hỏi nữa, chào tạm biệt một tiếng, rồi cùng nhau đi ra ngoài lên xe ô tô. Lên trên xe rồi, Hạ Anh Bồi rốt cục đã không nhịn được nói, Thôi Quốc trụ này không phải là giả bệnh chứ. Hạ Bá Đạt nói, chuyện này làm rõ cũng không có chỗ tốt nào, tôi thấy hay là nhanh chóng thu xếp, chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không, giữa các đồng chí với nhau cần gì phải người sống ta chết làm chi. Hạ Anh Bồi thở dài nói, lòng dạ của Thôi Quốc trụ cũng có chút vấn đề. Ước nguyện ban đầu của Thôi Quốc trụ là muốn giả bệnh, chỉ là từ khi ông nằm lên cái giường trong bệnh viện, thì ngay cả một chút sức lực cũng không có nữa, nằm trên giường, ngay cả nói cũng lười nói. Vợ của ông Từ Mẫn nói, được rồi, ông không cần giả bộ nữa, lãnh đạo đi hết rồi, người của Ủy ban Thể dục cũng đi rồi, nằm như vậy cũng đủ lắm rồi, ông ở trong bệnh viện làm gì? Thôi Quốc trụ mệt mỏi nói, tôi không giả bộ, tôi thật sự bệnh rồi, toàn thân không có một chút sức lực nào cả. Từ Mẫn nói, này, giả bệnh giả đến nghiện luôn rồi phải không? Tôi nói cho ông biết, trường dạy cờ vây của tôi còn có rất nhiều chuyện bận rộn, ông mà còn giả bộ như vậy nữa. Tôi cũng không có thời gian hầu hạ ông đâu. Thôi Quốc trụ cả giận nói, ai giả bộ chứ? Bà không nhìn ra tôi đang khó chịu sao? Từ Mẫn sừng sốt, đưa tay sờ sờ cái trán của Thôi Quốc trụ, nhiệt độ cơ thể cũng rất bình thường mà. Trong lòng Thôi Quốc trụ nổi lên một trận phiền muộn không nói nên lời, làm gì vậy? Bà không tin tôi, bà nghĩ tôi giả bộ sao? Vì sao tôi phải giả bộ cho bà xem? Bình thường thì tính tình của Thôi Quốc trụ đều rất tốt. Hai vợ chồng xưa nay cũng rất ít cãi nhau, hơn nữa Từ Mẫn còn có thu nhập chủ yếu trong gia đình, kinh tế quyết định địa vị, nhưng mà ngày hôm nay Thôi Quốc trụ lại có thái độ khác thường, tự nhiên lại lớn tiếng với vợ mình.
Từ Mẫn chừng mắt nhìn ông, kết quả kiểm tra đã có rồi, bác sĩ nói chỉ số các bộ phận trong thân thể của ông đều rất tốt, rõ ràng là không có bệnh. Bác sĩ nói có thể dùng được sao? Bệnh viện bây giờ chữa cho chết tốt hơn chữa cho khỏe rất nhiều. Thôi Quốc Trụ vừa kích động một chút lại cảm thấy rất là tức giận. Từ Mẫn nói, lão Thôi, ông bị cái gì vậy? Có phải là đầu óc bị kích thích đến điên rồi không? Bà cũng thuận miệng nói ra mà thôi, ai ngờ Thôi Quốc Trụ lại vội nói, bà mới là có bệnh, đầu óc của tôi rất tốt, rất bình thường. Từ Mẫn cũng không khỏi tức giận, ông quả thật là một bệnh tâm thần, không nói với ông nữa. Thôi Quốc Trụ cả giận nói, bà nói ai là bệnh tâm thần? Bà nói ai bệnh tâm thần, bà mới bệnh tâm thần đó. Từ Quang Thắng cực kỳ thưởng thức người thanh niên Trương Dương này, tối hôm đó gã đã mở tiệc chiêu đãi Trương Dương tại khách sạn Hải Thiên Đại, thân là chủ nhiệm khoa tiết niệu của Bệnh viện Nhân dân số 2 Nam Tích, thu nhập cá nhân của Từ Quang Thắng cũng rất là xa xỉ, ông ta mời khách thật ra thì cũng không cần trả tiền, những tay buôn thuốc lậu, bán thiết bị chữa bệnh lậu đều đang xếp hàng, ăn một bữa cơm, xuất ra hóa đơn, đương nhiên là sẽ có người cướp giật chỉ để dành trả cho gã, trong giới chữa bệnh. Không ai xem cái này trở thành tham ô hối lộ cả. Chuyện như vậy rất là bình thường, tất cả mọi người đều làm cả, nếu như bạn mà không làm thì ngược lại có vẻ không được bình thường. Tối hôm nay Từ Quang Thắng còn mời viện trưởng Bệnh viện Trung Lâm, hai người bọn họ là bạn học cũ trong trường y, quan hệ cũng đã đến trình độ không còn cần phải giấu giếm nhau. Từ Quang Thắng cũng gọi điện cho Phó Thị trưởng Vương Quảng Chính đến, nói cho gã ta biết Trương Dương đã đến Nam Tích đảm nhiệm chức chủ nhiệm Ủy ban Thể dục. Lúc trước Vương Quảng Chính vì trêu chọc vào Trương Dương nên thiếu chút nữa đã phải chia tay với cái cần gạt số của mình, nhưng mà từ sau chuyện lần ấy, Vương Quảng Chính cũng đã bắt đầu học ngoan rồi. Gã cũng tương đối chịu phục với Trương Dương, nghe Trương Dương đến Nam Tích nhậm chức, lập tức biểu thị là buổi tối sẽ đến dự tiệc đón gió cho Trương Dương. Bên Trương Dương thì gọi thêm Lương Thành Long, và toàn bộ đảng viên của Ủy ban Thể dục đến, Trương Đại Quan Nhân biết mình mới đến, cần phải làm tốt quan hệ với đồng nghiệp. Chuyện của Thôi Quốc Trụ đã làm cho hình tượng của hắn trong mắt mọi người thay đổi rất nhiều, hắn muốn lợi dụng cơ hội hiện tại để lôi kéo một ít quan hệ. Trong các đảng viên này, Tang Kim Đường nói là có việc bận, Đoạn Kiến Trung thì nói là tối nay có tiệc xã giao, Lý Hồng Dương và Lưu Cương hai người nhận lời mời, còn Tiêu Điều Mẫn thì mang ý niệm nịnh bợ vị chủ nhiệm mới đến này trong đầu, tuy rằng cô ta cũng có việc, nhưng cũng tạm gác qua một bên, đi đến Hải Thiên dự tiệc. Thật ra thì ý của Trương Đại Quan Nhân là không muốn đến Hải Thiên dự tiệc, nhưng mà nếu Từ Quang Thắng an bài như vậy, nếu hắn không đi, thì đúng là không tốt, khách đến tùy chủ mà, không thể đưa ra yêu cầu đổi chỗ được. 6 giờ tối, Trương Dương xuất hiện đúng giờ ngay trước cửa khách sạn Hải Thiên, quản lý của Hải Thiên Trung Hải Yến đang nói chuyện gì đó với Trung Lâm, cô ta và Trung Lâm có quan hệ anh em họ, thấy Trương Dương đi vào, Trung Hải Yến ngừng nói lại, cười cười đi ra đón, chủ nhiệm Trương, ngài đến ăn. Trung Lâm không biết Trương Dương cũng chẳng quen Trung Lâm, Từ Quang Thắng lúc này vừa đi ra khỏi toilet, thấy Trương Dương đến, liền cười nói, Trương Dương, đến rồi à? Trung Lâm lúc này mới biết chủ nhiệm của buổi tiệc mà Từ Quang Thắng mở tiệc chiêu đãi chính là người thanh niên này, Trung Hải Yến lúc này cũng mới biết thì ra anh họ tối nay đến ăn là cùng đi với Trương Dương, thấy Trương Dương và Từ Quang Thắng quen thuộc như vậy, Trung Hải Yến lại nghĩ đến quan hệ bên trong quan trường của Trương Dương, Lương Thành Long và Kiều Bằng Cử. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy coi trọng Trương Dương vài phần. Chương 525, làm giỡn thành thật 4. Từ Quang Thắng giới thiệu Trung Lâm và Trương Dương làm quen với nhau. Trung Lâm cười cười vươn tay ra, nắm tay một cách thân thiết với Trương Dương, nói chủ nhiệm Trương, tôi nghe danh tiếng của cậu đã lâu rồi, chủ nhiệm Từ ở trước mặt tôi bình thường hay nhắc đến cậu, sau này chúng ta cần phải thân cận nhiều hơn một ít. Trương Dương thấy con người của Trung Lâm cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo, cũng không giống như thư sinh cổ hũ, trong lòng cũng vô cùng thích, gật đầu nói tôi cũng muốn kết bạn với viện trưởng Trung lâu rồi. Trung Hải Yến nói anh, mọi người vào phòng ngồi trước đi, ở đây người đến người đi, không tiện để nói chuyện. Trương Dương lúc này mới biết được giữa Trung Lâm và Trung Hải Yến có thêm tầng quan hệ này, Nam Thích lớn như vậy, thế nhưng đi đâu cũng gặp phải người thân bạn bè. Trung Hải Yến dẫn bọn họ đến căn phòng đã đặt chỗ trước, bên này vừa ngồi xuống. Thì bên kia người của Ủy ban Thể dục là Lưu Cương, Lý Hồng Dương, Tiêu Điều Mẫn cùng nhau đến, bọn họ cũng rất quen thuộc với Trung Lâm, Từ Quang Thắng, gặp nhau cười nói vui vẻ. Trung Lâm nói, chủ nhiệm Tang sao lại không đến? Tiêu Điều Mẫn nói, nhà của chủ nhiệm Tang hôm nay có việc, không thể đến được. Tính tình của Trung Lâm vô cùng sảng khoái, ông ta cười nói, có việc cũng không cần ăn sao. Tôi gọi điện thoại cho ổng,
ngày hôm nay vô luận thế nào cũng phải kéo ổng đến. Con người của ông ta nói được là làm được, đi qua một bên gọi điện thoại, không bao lâu sau thì cười tủm tỉm trở về, ông nói với mọi người, được rồi, một chút nữa là đến. Lý Hồng Đương biết được ảo diệu bên trong, Trung Lâm là chuyên gia ngoại khoa, con trai của Tang Kim Đường bị bệnh suy tim từ nhỏ, và chứng bệnh này được chính Trung Lâm khai đao chữa khỏi, cho nên Tang Kim Đường vẫn luôn xem Trung Lâm là ân nhân của mình. Trung Lâm kêu ông ta đến, cái mặt mũi này ông ta nói thế nào cũng phải cho. Từ Quang Thắng kêu phục vụ mang đồ ăn lên, đồ ăn còn chưa lên hết, thì Phó Thị trưởng Tĩnh Hải Vương Quảng Chính đã vội vã chạy đến, vừa vào cửa vừa chắp tay nói, xin lỗi, tôi đã đến chậm. Trương Dương thấy Vương Quảng Chính đến, đây là người quen đã lâu, liền cười ha hả đứng dậy chủ động bắt tay với Vương Quảng Chính, hắn không ngờ Vương Quảng Chính lại có thể đến, từ biểu hiện ngày hôm nay của Vương Quảng Chính là xem. Đồng chí này biết lỗi mà có thể sửa sai, là một đồng chí tốt. Trương Dương kéo tay Vương Quảng Chính đến ngồi xuống bên cạnh mình, ngẫm lại lúc đầu hai người có ân oán với nhau nguyên nhân cũng bởi vì Vương Quảng Chính nói xấu hắn và Tần Thanh, bị hắn làm cho một cú rất thê thảm, nhưng mà không có bài học lần đó, thì Vương Quảng Chính cũng sẽ không nhớ lâu như vậy. Cùng đi với Vương Quảng Chính còn có tài xế của gã là Tiểu Mã đặt một chai rượu Mũ Lương xuống bên cạnh bàn, sau đó xoay người rời đi. Rất nhiều chuyện đều là hiểu lòng nên không cần nói ra, Từ Quang Thắng kêu người phục vụ khui rượu, khoảng 6 giờ 30 thì Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Tang Kim Đường cùng với Lương Thành Long đến. Lương Thành Long là người đến cuối cùng, hai người một trước một sau vào cửa, đều cười nói, xin lỗi nha, đã đến chậm. Ánh mắt của Tang Kim Đường khi nhìn Trương Dương ít nhiều gì cũng có chút chột dạ, dù sao thì Trương Dương mới ông cũng không đến, một cú điện thoại của Trung Lâm đã chịu được ông ra. Cũng may là Trương Dương không có tính toán với ông, cười nói chủ nhiệm Tang, mau ngồi đi, tưởng rằng ông không đến chứ. Tang Kim Đường cười nói, con trai tôi gần đây có nhiều bài vở quá, cho nên tôi phải trở về làm cơm cho nó, không ngờ rằng tối nay vợ tôi cũng trở về sớm, cho nên tôi mới có thời gian. Trung Lâm nói, con người của lão Tang tuyệt đối là mẫu hình của một người đàn ông tốt. Vương Quảng Chính cười nói, mọi người đã đến đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Sinh ý tối nay của Hải Thiên cũng ít. Cho nên quản lý Trung Hải Yến cũng ngồi xuống uống chung, Vương Quảng Chính nâng ly lên nói, ly đầu tiên những người bạn mới bạn cũ chúng ta cùng uống, hoan nghênh Trương Dương đến Nam Thích. Ông vừa nói như thế, mọi người đều đồng thời hưởng ứng. Trương Đại Quan Nhân cũng nâng ly lên, cười nói, cảm ơn, con người của tôi ăn nói rất vụng về, cũng không biết nói gì cả, tất cả đều đã ở trong rượu. Hắn nâng ly lên uống cạn một hơi, mọi người cùng nhau uống với hắn. Trung Hải Yến rót rượu cho mọi người. Cười nói, chủ nhiệm Trương có tửu lượng thật tốt, lần trước đến Hải Thiên, đã làm cho tôi uống say. Chương 525, làm giỡn thành thật năm. Lương Thành Long cười nói, cái này cũng là do quản lý Trung xinh đẹp thôi, chủ nhiệm Trương của chúng tôi, thích tìm người đẹp uống rượu thôi à. Trung Hải Yến nói, tối nay tôi cũng không sợ, có chủ nhiệm Tiêu ở đây, chủ nhiệm Trương sẽ không tìm tôi uống rượu đâu. Tất cả mọi người đều bật cười, Tiêu Điều Mẫn nói, tửu lượng của tôi không được tốt. Chỉ uống được tối đa 2 ly thôi. Qua vài ly rượu, mọi người thay phiên nhau kính Trương Dương, bầu không khí tối nay tốt hơn lúc Trương Đức Phóng mời khách rất nhiều, cũng không ai tận lực muốn chuốc rượu Trương Dương cả, dù sao thì đa số mọi người đều biết tửu lượng kinh người của Trương Dương rồi, cho nên chẳng ai muốn chủ động tìm phiền phức làm gì cả. Trung Lâm và Trương Dương là uống nhiều nhất, hai người đã uống liên tục 6 ly rồi, Trung Lâm cũng có tửu lượng khá tốt, ông ta nói với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, tôi nghe chủ nhiệm Từ nói. Cậu có trình độ thâm hậu trong y học, chứng bệnh phong thấp đau nhức của bí thư Từ chúng ta cũng là do cậu chữa tốt. Trương Dương cười khiêm tốn, nói, đó là phương thuốc do tổ tiên truyền xuống thôi, tôi cũng không dám tự nhận là có trình độ gì cả. Hơn nữa, chứng bệnh phong thấp của bí thư Từ cũng nhẹ, cho tôi không gặp phải tôi, thì người khác cũng có thể chữa tốt bình thường mà. Người khác không nghĩ cái gì, nhưng mà Trung Lâm và Từ Quang Thắng đều biết bệnh phong thấp làm gì mà chữa dễ dàng như vậy. Trương Dương đang tỏ vẻ khiêm tốn mà thôi. Còn có một người cực kỳ tâm phục y thuật của Trương Dương, đó chính là Phó Thị trưởng Tĩnh Hải Vương Quảng Chính, lúc đầu thằng nhỏ của gã phải chịu đau khổ, nếu như không phải là do Trương Dương dạy gã bôi Tiêu Thiên Chiêu lên, thì sợ rằng đã cắt bỏ luôn rồi, mỗi lần nhớ đến cảm giác ngứa và gãi trong đau đớn, Vương Quảng Chính đều thấy sợ hãi trong lòng. Lúc Tang Kim Đường và Trung Lâm uống rượu có hỏi, viện trưởng Trung, bệnh tình của bí thư thôi chúng tôi thế nào rồi? Trung Lâm nói đến chuyện này cũng thật sự kỳ quái, bệnh viện đã tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện cho bí thư thôi rồi, chỉ số thân thể của ông ta đều rất bình thường,
nhưng mà tay chân của ông ta lại bủn rủn không có sức, ngay cả xuống giường cũng không nổi. Trước khi tôi đi, đã gọi điện liên hệ với Bệnh viện Nhân dân tỉnh rồi, mời chuyên gia xuống hội chẩn. Lương Thành Long cười chẳng đáng nói, vị bí thư thôi này có phải là giả bệnh không? Người khác không dám nói, nhưng hắn có gì mà phải e sợ. Biểu tình của những người trong ủy ban thể dục đều trở nên cổ quái, bọn họ không tiện phát biểu ý kiến. Trung Lâm nói, theo lý mà nói hẳn không phải là như thế, tôi thấy bí thư thôi thật sự bị bệnh, ông ta thật sự không có sức. Có lẽ điều kiện của bệnh viện chúng tôi có hạn, không thể tra ra nguyên nhân bệnh thật sự của ông ta. Lương Thành Long nói, Trương Dương, bây giờ ở đâu cũng có lời đồn, bí thư thôi là do cậu chọc tức đến sinh bệnh. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Cậu nói cho mọi người nghe một chút đi. Trương Dương cười nói, cậu trở nên nhiều chuyện từ khi nào thế? Lý Hồng Dương nãy giờ im lặng đã lên tiếng, không nghiêm trọng như thế đâu, lời đồn bên ngoài không thể tin được, trong công tác phát sinh hiểu lầm là điều khó tránh khỏi, lúc đó chúng tôi cũng có mặt tại đấy, chỉ là giao lưu thảo luận bình thường thôi. Tiêu Điều Mẫn nói, khi bí thư thôi phát bệnh chính là do chủ nhiệm Trương cõng trên lưng đưa ra xe cấp cứu, những lời này tràn ngập ý tứ lấy lòng Trương Dương, cũng biểu lộ thái độ của cô ta, ba giờ cô ta muốn kiên định đứng bên phía của Trương Dương. Trương Dương nói, chúng ta đừng nói chuyện công tác nữa, bí thư thôi phát bệnh tôi cũng thấy khó chịu, chỉ là nếu mọi chuyện đã xảy ra rồi, thì chúng ta chỉ mong rằng ông ấy sớm có thể hồi phục. Dưới lời đề nghị của Trương Dương, mọi người tiếp tục uống rượu, Vương Quảng Chính cũng nghe ra đại khái, thì ra thôi Quốc Trụ và Trương Dương đã xảy ra va chạm, rồi lập tức bị bệnh, Vương Quảng Chính cũng không quen thuộc gì với thôi Quốc Trụ, chỉ là gã đã có một quá khứ tương tự, gã vẫn hoài nghi chuyện lần trước chính là do Trương Dương trêu cợt gã. Chỉ là trải qua chuyện đó gã đã thật sự sợ, đối nghịch với Trương Dương, không phải là tự tìm phiền phức sao. Lúc Vương Quảng Chính uống rượu với Trương Dương, có nhắc đến Đại hội Thể dục Thể thao sang năm, căn cứ theo bộ phần quy hoạch của đại hội lần này thì những bộ môn thi đấu dưới nước sẽ được cử hành tại Tĩnh Hải, mà bên phía Tĩnh Hải cũng đã chuẩn bị tốt công tác nghênh tiếp đại hội tỉnh lần này rồi. Bây giờ hồ bơi và sân thi đấu nước cũng đã được xây xong, Vương Quảng Chính nói chủ nhiệm Trương. Lần này các trung tâm bơi lội và sân thi đấu dưới nước của chúng tôi đều đã xây xong rồi, thiết bị lắp đặt bên trong cũng đã hoàn thành. Chỉ chờ đại hội khai mạc mà thôi. Trương Dương nói tốt, nếu như trung tâm thể dục mới mà có được hiệu suất công tác như của bên anh là tốt rồi. Vương Quảng Chính nói, chủ nhiệm Trương có chuyện này muốn nhờ anh nhắc giúp chúng tôi, 5 triệu mà thành phố đáp ứng đưa xuống vẫn chưa có. Trương Dương cười nói, thị trưởng Vương, anh không có suy nghĩ rồi. Cái mông của tôi còn chưa ngồi nóng nữa, mà anh đã tìm tôi đòi tiền rồi. Vương Quảng Chính ngượng ngùng cười cười một tiếng, xin lỗi, tôi chỉ là muốn giúp chủ nhiệm Trương phản ánh mà thôi, không có ý tìm anh đòi tiền đâu, gã cũng rõ ràng tình huống của Ủy ban Thể dục, cho dù có đòi tiền thì cũng chưa đến lượt của Ủy ban Thể dục đâu, Ủy ban Thể dục thành phố Nam Tích không có quyền lực gì, lần này tiến hành xây dựng một loạt sân thể dục phục vụ cho đại hội tỉnh, Ủy ban Thể dục căn bản là không có chỗ chen chân vào. Trương Dương chỉ Từ Quang Thắng, nói thị trưởng Vương, anh và CS3 U nhiệm Từ là bạn học cũ, anh cứ trực tiếp tìm anh ta để phản ánh đi, để cho chủ nhiệm Từ đi tìm bí thư Từ đòi tiền. Từ Quang Thắng cười ha hả nói, chủ nhiệm Trương, cậu đừng có kéo tôi vào cuộc, tuy rằng anh của tôi là bí thư thị ủy thật, nhưng mà tôi chỉ là một người làm công tác y tế bình thường thôi, chuyện của anh ta cho đến giờ tôi cũng không bao giờ hỏi đến, tôi muốn hỏi cũng không hỏi được, chuyện của giới thể dục, cậu đương nhiên phải phụ trách rồi. Cậu là trưởng môn nhân của giới thể dục Nam Tích này mà. Trương Dương cười nói, nghe chủ nhiệm Từ nói như vậy, tôi liền thấy áp lực rất lớn. Lương Thành Long cười tủm tỉm nhìn Trương Dương, trong bàn nhậu này chỉ có hắn là người hiểu rõ Trương Dương nhất, hắn nhận thấy rằng, Trương Dương đã bắt đầu dục dịch rồi, thôi Quốc Trụ bị bệnh chỉ là bước đầu tiên thôi, Trương Dương đang từng bước loại trừ cản trở, không biết kẻ không may tiếp theo sẽ là ai đây. Bàn rượu là một nơi để giao lưu tình cảm rất tốt. Mọi người ngồi cùng một chỗ không uống rượu thì đúng là khó mà nói chuyện, mỗi người đều ôm mục đích riêng của mình, Lương Thành Long và Trung Lâm nói chuyện rất khoái trá, đề tài nói chuyện từ từ dẫn đến việc xây dựng một tòa lầu trong kế hoạch nâng cấp Bệnh viện Nhân dân số 2. Lương Thành Long đã sớm nghe nói về tin tức Bệnh viện Nhân dân số 2 muốn xây dựng một tòa lầu rồi, nhưng mà hắn cũng biết ở thành phố Nam Tích này nếu muốn cướp đi một miếng thịt béo bở như thế thì đúng là có khó khăn không nhỏ. Em trai của bí thư thị ủy Từ Quang Lợi là một người có cái miệng rộng ăn uống rất lớn, một công trình lớn như vậy, hắn ta đương nhiên là không bỏ qua một cách đơn giản rồi. Trong mắt của Lương Thành Long thì Từ Quang Lợi chẳng qua chỉ là một kẻ nhà quê mà thôi, trong ngành kiến trúc này,
Từ Quang Lợi còn kém hắn rất xa, luận thân phận hay bối cảnh thì Từ Quang Lợi đều không bằng hắn, nhưng mà có một điều hắn phải thừa nhận, nơi này là Nam Tích, bí thư thị ủy Nam Tích là Từ Quang Nhiên, là anh ruột của Từ Quang Lợi, ở Nam Tích thì Từ Quang Lợi có ưu thế may mắn cao hơn, Cường Long cũng không thể nào áp được rắn độc, lúc trước Lương Thành Long không có tâm tư tranh giành cái gì cả. Chỉ là bây giờ công trình cảng nước sâu đang gặp khó khăn, hắn đã không nhịn được bắt đầu tính toán chuyện của riêng mình. Chương 525, làm giỡn thành thật 6. Con người của Trung Lâm rất hào sảng, ít nhất là biểu hiện ngoài mặt là như vậy, ông ta nói chuyện với Lương Thành Long rất hợp, con người này uống rượu cũng rất sảng khoái. Tuy rằng Trương Dương lần đầu tiên gặp mặt ông ta, nhưng mà Trung Lâm đã phủ định khái niệm về viện trưởng xưa nay trong Trương Dương, trên người của Trung Lâm cũng không có nhiều khí chất học giả, mà lại giống như một quan viên, một người quản lý, một người kinh doanh. Ông ta rất hay nói, rất giỏi về quan hệ, thậm chí là trên bàn rượu còn cùng Lương Thành Long nói về việc lắp đặt thiết bị công trình cho phòng truyền dịch nữa. Trương Dương chủ động cạn ly với Tang Kim Đường, hắn rất thành khẩn nói, chủ nhiệm Tang, tôi vừa mới đến Ủy ban Thể dục, vẫn chưa quen thuộc gì với công tác của Ủy ban Thể dục, sau này, ông cần phải giúp đỡ ủng hộ nhiều cho công tác của tôi nha. Tang Kim Đường cười nói, chủ nhiệm Trương yên tâm, tôi nhất định sẽ toàn lực ủng hộ công tác cho cậu. Lúc nói ra những lời này, ngay cả Tang Kim Đường cũng cảm thấy buồn bực, dù sao thì đảng viên được mời trong buổi tối hôm nay cũng không chỉ có một mình ông. Trương Dương lại đặc biệt nói với ông những lời này, hẳn là coi trọng ông, nhưng mà coi trọng nhưng đồng thời cũng có vẻ như đã quên mất cảm thụ của người khác. Sau khi Trương Dương uống một ly này với Tang Kim Đường xong, lại tiếp tục mời những đảng viên của Ủy ban Thể dục uống một ly, hắn cũng không có lặp lại những lời nói khi nãy. Trong lòng Tang Kim Đường thầm nghĩ, vì sao hắn ta lại đặc biệt nói với mình những lời này nhỉ? Chẳng lẽ thái độ của mình làm cho hắn cảm thấy được gì? Hay là hắn có bất mãn đối với công tác của mình? Con người nghĩ nhiều quá thì chưa chắc đã là chuyện tốt gì, bình tĩnh mà xem xét đi, khi Trương Dương vừa mới đến Nam Tích, thì Tang Kim Đường có thái độ cực kỳ coi rẻ hắn, chỉ là bây giờ Trương Dương đã thành công chọc cho Thôi Quốc Trụ tức đến hôn mê, Tang Kim Đường phát hiện ra trên người của Trương Dương có không ít chỗ rực rỡ, âm mưu quỷ kế thì ông ta đã thấy nhiều rồi, nhưng mà với độ tuổi còn trẻ như Trương Dương, có thể vận dụng mưu kế tốt đến nổi như vậy, lúc trước Tang Kim Đường chưa từng gặp qua. Mà nghĩ lại Thôi Quốc Trụ cũng thật là đáng thương, vừa mới làm bí thư tổ đảng được có mấy giờ, mà đã bị Trương Dương đưa vào bệnh viện, người thanh niên như vậy ai mà dám bỏ qua. Tang Kim Đường ngồi suy nghĩ nửa ngày, Trương Dương đã nâng ly rượu đến tìm ông ta, cười nói, chủ nhiệm Tang, ông là phó bí thư tổ đảng, bây giờ bí thư Thôi bị bệnh rồi, còn chưa biết khi nào thì mới có thể trở về cương vị, sau này công tác đảng của Ủy ban Thể dục toàn bộ đều dựa vào ông. Tang Kim Đường nghe thế nào cũng cảm thấy không hợp. Trương Dương nói những lời này là có ý gì? Là ám chỉ cho ông biết, ngày hôm nay của Thôi Quốc Trụ sẽ là ngày mai của ông sao? Tang Kim Đường cười rất miễn cưỡng, nhưng mà ông vẫn cạn ly với Trương Dương, không nói gì, uống xong ly rượu, sửng sốt một hồi lâu mới nói, chủ nhiệm Trương, sau này chúng tôi sẽ ủng hộ công tác của cậu. Trương Dương nở nụ cười, Tang Kim Đường căn bản là một người thông minh, nhưng mà ông ta nói ra những lời này ít nhiều gì cũng có chút trái với lương tâm. Muốn làm cho cựu thần tử của Ủy ban Thể dục hoàn toàn chịu phục mình còn cần một quá trình tương đối lớn. Nhưng mà Thôi Quốc Trụ đã cho hắn một cơ hội, thông qua Thôi Quốc Trụ đã biểu hiện ra thực lực của chính mình, sau này những người muốn cản chân hắn đầu tiên phải nghĩ đến Thôi Quốc Trụ. Tối đó Trung Hải Yến cũng không có an bài massage, nhưng mà sau khi cơm nước xong, cô ta tự mình đưa Trương Dương ra đến cửa lớn của khách sạn, Trương Dương không có lái xe, mà là đón taxi đến, Trung Hải Yến chủ động gọi tài xế đến. Kêu người này dùng chiếc Lincoln chuyên dùng để đón khách của khách sạn Hải Thiên để đưa Trương Dương trở về nhà khách của Ủy ban Thể dục. Trương Dương nhìn chiếc Lincoln có chút khoa trương kia, không khỏi cười nói, quản lý Trung, không cần phải rêu rao như vậy đâu. Trung Hải Yến cũng cười nói, cảm thụ một chút, làm lãnh đạo cần phải học hỏi thể nghiệm và quan sát dân tình. Trương Dương nói, tôi sợ ghiền, nếu thật sự ghiền, mỗi ngày tôi đều phải thể nghiệm và quan sát dân tình thì phải làm sao bây giờ? Trung Hải Yến cười y y hì nói, chuyện này tôi có thể làm chủ, hay là bắt đầu từ ngày mai, tôi cho tài xế đến đón ngài ra về. Trương Đại Quan Nhân vui vẻ nói, đó chính là hại tôi đấy, những cán bộ quốc gia như chúng tôi, cho dù có ngồi limousine thì cũng không thể lộ ra ngoài được. Trương Đại Quan Nhân vui vẻ leo lên chiếc Lincoln, đương nhiên là chiếc xe này không chỉ chở một mình Trương Dương rồi, còn có anh họ của Trung Hải Yến, Trung Lâm. Trung Lâm đã có chút say rượu. Hưng phấn ôm lấy vai của Trương Dương nói, chủ nhiệm Trương,
tôi và cậu vừa gặp như đã quen thân, sau này hai chúng ta phải uống với nhau nhiều hơn nữa nha. Trương Dương khoái trá nói, không thành vấn đề. Trung Lâm nói, cái khác tôi không dám cam đoan, nhưng mà lúc đại hội thể thao của tỉnh phát lời mời, tôi sẽ an bài nhân viên chăm sóc và chữa bệnh ưu tú nhất đến hiện trường làm bác sĩ chăm sóc, cung cấp dược phẩm cấp cứu không ràng buộc. Trương Dương cảm thấy Trung Lâm rất thú vị, người hào sảng cũng chia ra nhiều loại, có trước sau như một, có hào sảng ngoài mặt, bên trong ôm ý định khác. Trương Dương tiếp xúc với Trung Lâm còn ít, cho nên vẫn chưa biết nhiều về ông ta, nhưng mà từ cách ở chung của Trung Lâm với những người khác là có thể nhìn ra, ông ta cũng có trình độ trong gặp gỡ xã hội. Trung Lâm kiên trì kêu tài xế lái xe đưa Trương Dương đến nhà khách của ủy ban thể dục trước, lúc chia tay còn hẹn nhau cuối tuần cùng uống rượu. Trương Dương xuống xe, phất phất tay, nhìn chiếc Lincoln rời đi xa, lúc này mới xoay người đi vào trong nhà khách của ủy ban thể dục. Trương Dương còn chưa đi đến cửa lớn của nhà khách, thì đã nhận được điện thoại của Tần Thanh. Tần Thanh đặc biệt hỏi thăm tình huống công tác của hắn. Trương đại quan nhân từ trước đến giờ đều là người chỉ nói chuyện tốt, không khai chuyện xấu ra, cười hì hì nói, rất tốt. Thành phố rất coi trọng em, cho em nhiệm vụ công tác rất nặng, bây giờ em bận đến nổi bầu trời tối đen kịt luôn, ngay cả gọi điện thoại cho chị cũng quên mất. Tần Thanh cười nói, cái này không đúng với tâm tư của em vốn là một người không chịu ngồi yên. Trương Dương nói, vạn sự khởi đầu nan, vừa mới đến nơi này, trăm công ngàn việc, còn chưa biết bắt đầu từ đâu. Tần Thanh nói, từ từ rồi cũng quen, chị rất tin tưởng em. Trương Dương nói, chị Thanh. Hai ngày nay em luôn suy nghĩ, vừa mới đến, em hẳn là nên phô trương hay cúi thấp đây. Tần Thanh nói, làm tốt là được, chỉ cần không thẹn với lương tâm, những cái khác đều không quan trọng. Trương Dương cười nói, em thì có bộ dáng gì, bây giờ ngay cả em còn mơ hồ nữa là. Tần Thanh nói, có thể làm cho chị cư xử một lòng, thì nhất định là người đàn ông ưu tú nhất trên đời, em đã tốt rồi, không cần phải tận lực thay đổi chính mình. Trương đại quan nhân nghe được những lời này của Tần Thanh xong trong lòng không khỏi nóng lên, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lời nói bên trong quả thật rất có đạo lý. Hắn đang muốn nói vài lời tâm tình thì phía sau bỗng nhiên vang lên một âm thanh bất ngờ, chủ nhiệm Trương. Trương Dương lại càng hoảng sợ, vừa rồi hắn nói chuyện điện thoại với Tần Thanh quả thật có chút nhập tâm, cho nên có người đi đến gần hắn cũng không có ý thức được. Trương Dương nói một tiếng, rồi cúp điện thoại của Tần Thanh, nương ngọn đèn trong nhà khách nhìn ra. Là quản lý nhà khách Từ Hoành Yến đi đến bên người của hắn, Trương Dương có chút hờn giận nói, quản lý Từ, đã trễ như vậy rồi sao anh không về nhà. Từ Hoành Yến mặt đầy vẻ ửng đỏ, trong hơi thở mang theo một mùi rượu đặc thù, tối nay tôi đi ăn với vài người khác, uống hơi nhiều rượu, cho nên không dám về nhà, vợ của tôi là một con cọp cái, tôi sợ bị bà ta ăn. Trương Dương nghe thấy gã ta nói chuyện rất thú vị, bất chợt nở nụ cười, uống nhiều rượu thì mau đi nghỉ ngơi đi. Từ Hoành Yến nói, chủ nhiệm Trương, tôi đã cho người nấu canh ngưu tiên đuôi bò. Rồi, cùng nhau uống nhé, giải rượu. Trong lòng nói Trương Dương nói kỳ quái, lần đầu tiên được nghe nói canh ngưu tiên có thể giải rượu đấy, hắn không muốn đi, chỉ là Từ Hoành Yến uống nhiều rượu, lá gan cũng to lên không ít, tự nhiên chủ động kéo tay của Trương Dương, lôi hắn vào trong nhà bếp, Trương đại quan nhân thấy người ta cũng có ý tốt, nên cũng không đành lòng nổi nóng, đi theo Từ Hoành Yến xuống nhà bếp. Từ Hoành Yến đã kêu phục vụ mang canh ngưu tiên lên, đồng thời còn làm 4 phần ăn khuya, chỗ này vốn là do gã nhận thầu mà, cho nên gã an bài mọi việc đương nhiên cũng vô cùng tiện lợi. Cũng đã sắp đến 11 giờ rồi, Trương Dương vốn không có hứng thú ăn uống cái gì cả, nhưng mà khi canh ngưu tiên mang lên, mùi thơm vào mũi, đột nhiên lại thèm muốn uống một chén, vào miệng rồi thì thật sự đúng là mỹ vị không gì sánh được, tuy rằng không biết thứ này rốt cục có thể giải được rượu hay không, nhưng mà mùi vị đúng là cực phẩm. Từ lúc Trương đại quan nhân đến Nam Tích tới giờ vẫn chưa được ăn thứ nào ngon miệng như vậy. Từ Hoành Yến lấy hai chai bia ướp lạnh ra, trong lời nói mang theo vài phần men say, nói chủ nhiệm Trương, tôi đã sớm muốn mời ngài ăn rồi, chỉ là chưa có cơ hội thôi, tối nay không tính, hôm nào tôi chính thức mời ngài. Trương Dương cười nói, anh đừng khách khí như vậy, tất cả mọi người đều là đồng sự, tùy tiện một chút là tốt rồi. Từ Hoành Yến nói, chủ nhiệm Trương, từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết ngài là một người tốt rồi, bình dị gần gũi, cũng không có tỏ vẻ kiêu ngạo gì cả, ngày hôm nay, lãnh đạo giống như ngài thật sự không nhiều lắm. Ai cũng thích nghe khen tặng cả, Trương đại quan nhân cũng không ngoại lệ, biết rõ những lời này của Từ Hoành Yến là vỗ mông ngựa của ình, nhưng mà nghe vào rất là thoải mái, Trương đại quan nhân gấp một đoạn ngưu tiên bỏ vào trong miệng, trong lòng thầm hô lên, đã quá, ngon quá.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 525.